Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 94. Một nơi vô cùng là cao vút, cắm thẳng vào trời cao trên ngọn núi. Cơ Huyền và Thiên Linh đứng ở đỉnh núi, quanh thân là ti ti lũ lũ mây mù. Thiên Linh mắt đẹp chớp động nói, thiếu tôn, người thật muốn làm như vậy. Nếu như hiện ở làm như vậy, có ảnh hưởng hay không đến Thăng Long thi đấu? Cơ Huyền lắc đầu xem hướng lên trên vậy mờ ảo mây mù chỗ sâu, hiện ra một tia mê ly vẻ, nói cái này bí cảnh mở thời gian, vừa vặn và Thăng Long thi đấu nhất trí, nếu như Thăng Long thi đấu kết thúc, lần sau muốn đi vào cái này bí cảnh, cũng không biết phải chờ tới bao lâu sau. Hắn ngừng lại một chút lại nói, còn nếu là ta có thể được ma linh tử lưu cất ở đây bí cảnh bên trong chân chính bảo vật, hắn giá trị, vượt xa Thăng Long thi đấu thắng được, ta đã đối với những cái kia phụ thuộc hạ lệnh. Để cho bọn họ đi hết sức thu thập tử ngọc lệnh phù năng lượng, đến lúc đó, liền mặc cho số phận đi. Vừa nói, hắn ngồi xếp bằng xuống, từ trong ngực lấy ra một quả lóe lên kỳ dị linh quang đá quý, nhìn trời linh nói, tốt lắm, nếu ở đó truyền thừa động phủ không có tìm được vật kia, chỉ có thể đổi cái biện pháp, ta muốn bắt đầu tháo ra cái này bí cảnh bên trong giới khéo léo phong ấn, cho đòi tới ma linh tử lưu lại bảo vật, cái này thời gian, ngươi là ta hộ pháp. Thiên Linh cung kính gật đầu nói, lãnh pháp chỉ. Cơ Huyền mặt mũi nghiêm một chút, trong tay đá quý hóa thành lưu quang bay lên, không có vào đám mây, vô hình bên trong, tựa hồ có cái gì ở mơ hồ tan rã. Một nơi sâu thẳm rừng rậm bên trong, một bóng người thật nhanh chớp động, bóng người này tuy là hình người, trên mình, nhưng hiện ra miếng vảy, long văn đợi một chút đặc thù. Người này, bất ngờ là Long Huyền. Bất quá, lúc này Long Huyền lại chặn một cánh tay, bị thương không nhẹ. Nhưng mà hắn nhưng không chút nào dừng lại chữa thương ý nghĩa, mà là hướng một cái hướng khác bay nhanh, tựa như, có cái gì đang truy đuổi hắn vậy. Ở Long Huyền sau lưng, mấy đạo bóng đen quỷ dị chớp động, theo sát phía sau. Long Huyền âm thầm cắn răng, nếu không phải hắn lúc này bị thương quá nặng, lại bởi vì trước kia đại chiến vận dụng một loại bí thuật, đưa đến một thân thực lực trăm chưa đủ một mà nói. Làm sao sẽ bị mấy cái này quái vật làm được như vậy chật vật? Trước đây không lâu, Long Huyền cùng một danh tiếng tức dị thường áo bào đen võ giả gặp gỡ, hai người xảy ra một trận đại chiến, mặc dù hắn ủng có long tộc huyết mạch, thực lực hơn người, còn chưa địch vậy có một loại vô cùng là bá đạo lực cắn nuốt áo bào đen võ giả. Hắn liều mạng trọng thương, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trốn sinh mà thôi. Cũng may, vậy áo bào đen võ giả tựa hồ cũng bị hắn sử dụng bí thuật. Tuyệt mạnh nhất kích ảnh hưởng, không cách nào tiếp tục đuổi giết hắn. Nhưng là, vậy áo bào đen võ giả cũng không phải là một người. Ba tên vảy đen, tựa như người không thuộc về mình đồ đối với hắn chặt truy đuổi không buông. Cái này ba món đồ tựa hồ có không thấp chí năng, mỗi một cái đều có tương đương với tạo hóa cảnh thực lực, lấy Long Huyền trước mắt trạng thái đồng thời đối với cái này ba cái quái vật, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể không ngừng chạy trốn, nhưng mà, làm thế nào vậy vung không ra cái này ba con quái vật theo dõi. Thời gian dài truy đuổi dưới, Long Huyền vốn đã trọng thương thân thể hơn nữa không chịu nổi, thương thế bên trong cơ thể bộc phát nghiêm trọng, tốc độ bất chi bất giác chậm lại. Vậy ba tên quái vật tựa hồ phát giác Long Huyền trạng thái, không khỏi được phát ra tiếng hưng phấn gầm thét, hướng Long Huyền dần dần đến gần. Mà Long Huyền thấy vậy, sắc mặt bộc phát khó xem. Vậy ba tên quái vật bên trong, dáng người lớn nhất đầu kia, một đôi màu máu đỏ mắt nhỏ lóe ra rắn độc vậy thâm độc ánh sáng, lại hướng về phía Long Huyền miệng phun tiếng người nói. Người cái này rác dưới, rốt cuộc chạy hết nổi rồi. Lại để cho chúng ta truy đuổi lâu như vậy, chờ ngươi rơi vào trong tay chúng ta sau đó, nhưng mà phải trả giá thật lớn. Đầu tiên, trước cầm ngươi vậy xong hỉ vui mừng chạy trốn chó chân, cho đánh cho thành thịt nát, ngươi nói thế nào à? Ha ha ha, bên cạnh con quái vật kia khặc khặc cười quái dị phụ họa nói, không sai, không tệ, vậy hai tay vậy lưu không được, phải biết, xem loại phế vật này coi như chặn hai cái chân, cũng sẽ giống như một con sâu như nhau ngoạ nguậy chạy trốn. Khác một con vậy phát ra quỷ dị tiếng cười nói, cái này còn không bảo hiểm, ta xem, xương sống cũng phải cùng nhau đánh nát, dẫu sao, người xem phế vật này, nói không chừng, không có tứ chi, cũng giống vậy có thể bỏ đi. Ban đầu nói chuyện vậy chỉ lớn tiếng cười như điên, một đôi khủng bố mắt nhỏ bên trong tràn đầy vẻ trào phúng nhìn chằm chằm Long Huyền hình bóng nói,
có đạo lý, quá có đạo lý, này, phế vật, ngươi nếu như bây giờ dừng lại, chúng ta, nói không chừng còn có thể đối với ngươi ôn nhu một chút. Long Huyền bị những thứ này kinh tởm quái vật không ngừng giễu cợt, đã là đôi mắt mở phẫn nộ, trán gân xanh không ngừng nhảy, còn lại một cái tay nắm thật chặt, móng tay cũng bởi vì tức giận mà đâm vào miếng vải dưới nhục trưởng bên trong. Chạy như điên ở giữa, Long Huyền bỗng nhiên xoay người, trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên long ngâm, quát to, một đám xấu xí chán ghét ma vật, cũng cho lão tử đi chết. Dứt lời, một tay hướng dẫn đầu con quái vật kia hung hăng bắt đi, một loại long tộc đặc biệt uy áp tràn ngập ở trong không khí. Một đạo to lớn, tràn đầy lực lượng long chảo hư ảnh hiện lên, hướng vậy cả người đen nhánh quái vật kinh khủng, ầm ầm đè xuống. Quái vật kia giữ tợn quái nhãn một tấm, hiển nhiên không ngờ rằng cái này không đoạn chạy trốn hèn yếu phế vật, vẫn còn có dũng khí phản kích. Mà vậy long chảo trên tản ra kinh khủng lực lượng, chỗ đi qua tựa hồ liền không khí đều phải bị hóa thành hư vô. Vô hình bên trong liền không gian cũng hơi rung động, tựa như là chân tránh chân long, giận mà tấm móng đánh tới vậy, trong chốc lát, lại có chút bối rối. Ầm một tiếng kinh thiên vang lớn. Cường đại công kích dư âm cuộn sạch bốn phía, đem cây cối chung quanh toàn bộ hóa thành hư vô, bụi bậm đầy trời. Phát ra sau một kích này, Long Huyền hơi thở dốc. Giữa lúc hắn chuẩn bị lần nữa lên đường chạy trốn lúc đó, vậy bụi bậm bên trong, đột nhiên vang lên vô cùng là vặn vẹo tiếng cười quái dị, làm người ta không lạnh mà run. Một cái bóng đen từ bụi bậm bên trong cấp tốc ra, trong thoáng qua đi tới Long Huyền chỗ ở vị trí, Long Huyền động tác cứng đờ, không khỏi được xoay người nghênh kích, giơ móng hướng bóng đen kia bắt đi. Lại là một tiếng ầm nổ vang, Long Huyền à một tiếng kêu đau, thân thể bay ngược. Đụng gãy mấy chục cây lớn cây cối, mới khó khăn lắm ngừng. Mà ở hắn mới vừa rồi đứng chỗ, thì hiện ra một đầu cao lớn, rắn chắc, cả người đen nhánh nếp nhăn ra tồn tại. Quái vật này nơi ngực, hiện ra ba đạo sâu đậm vết quào, từ vết thương chỗ chảy ra màu tím đậm tanh hôi máu, nhưng là, hắn nhưng tựa như không để ý vậy, cúi đầu, lạnh lùng nhìn bị hắn đánh bị thương Long Huyền, mắt nhỏ bên trong tràn đầy chế giễu vẻ. Hai cái bóng đen vọt đến quái vật kia bên người, trong đó một con cười gần nói, tên này, lại đối với ta cùng phát động công kích. Khác một con nói, bất quá, phế vật chính là phế vật, làm sao có thể tổn thương đạt được đại ca. Nhưng là, vẫn là thật tốt tốt trừng phạt một cái, để cho hắn biết, phế vật đối với ta cùng cao quý hồn điện ra tay, sẽ có cái gì kết quả. Lúc này, khoảng cách rừng rậm cách đó không xa một nơi hang núi bên trong. Đi ra một đạo cao gầy bóng người, chính là Diệp Thần. Diệp Thần hoạt động thân thể một chút, thương thế bên trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt chớp động một chút, nhìn về phía rừng rậm phương hướng, hơi cau mày, trầm ngâm chốc lát sau đó, quanh thân kim quang cùng nhau, hóa thân một đạo sáng chói sấm sét hướng rừng rậm phương hướng nhanh bay đi. Long Huyền lúc này đã khôi phục hình người, mặt mũi vô cùng là thống khổ, khắp người dính đầy máu tươi. Mà hắn còn sót lại một cái tay, đã bị quái vật kia cự lực đánh được máu tươi đầm đìa. Ngược lại là lái ra một cái sâu đậm lỗ máu, mơ hồ có thể thấy tim ở trong đó nhảy lên, mà trái tim kia, bây giờ nhưng lộ vẻ được yếu ớt không có sức, tim trên, lại là để lại một đạo vết thương ghê rợn. Đổi thành phổ thông võ giả, lúc này sợ rằng đã chết được không thể chết lại. Cũng may Long Huyền ủng có long tộc huyết mạch, sinh mệnh lực và thân xác vượt xa người thường. Bất quá, cũng là bị thương không nhẹ. Hắn không nghĩ tới, cho dù là đơn độc một con quái vật, cũng có thực lực mạnh như vậy. Long Huyền vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa miễn cưỡng chống đỡ thân thể lúc đó, một chỉ có dài móng tay dài không thuộc mình chân to, cũng đã hung hãn dậm ở trước ngực hắn trên vết thương, lần nữa cầm hắn đạp phải trên đất. Đồng thời, vậy cái chân to còn đang không ngừng qua lại nghiền động, vô cùng là tàn nhẫn. Máu tươi điên cuồng tung tóe ra, đau nhức dưới, Long Huyền sắc mặt ngay tức thì thương trắng, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, trong miệng lại là phát ra vô cùng là thống khổ gầm to. Quái vật kia xấu xí khuôn mặt trên lộ ra vô cùng là hưởng thụ thần sắc, một đôi huyết nhãn híp lại, thưởng thức dưới chân bởi vì thống khổ mà không ngừng giãy giụa Long Huyền. Con kiến hôi, hiểu chưa? Quái vật kia một bên cười quái dị một bên giễu cợt nói, đây chính là các ngươi những thứ này cấp thấp loài người. Đối với ta cùng xuất thủ kết quả, ngươi yên tâm, ngươi nhưng mà chủ nhân trọng yếu thực lương thực,
chúng ta là sẽ không liền bị giết như vậy ngươi, bất quá. Hắn quái chân chợt dùng sức, hung hăng vắt đến Long Huyền trước ngực vết thương bên trong. Chỉ cần không giết chết nói, chúng ta hơi trừng phạt ngươi, chủ nhân chắc sẽ không trách tội đi, ha 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 ha. Long Huyền há miệng một cái, bởi vì đau đớn quá kịch liệt, thậm chí đều không cách nào phát ra kêu thảm thiết, khí tức cả người vậy nhanh chóng suy sụp xuống, đổi được như có như không. Hắn ánh mắt vậy bắt đầu dần dần ảm đạm, ngay tại lúc này, vậy cặp mắt vô thần bên trong, đột nhiên thoáng hiện một vạch kim quang. Ừ, đạp Long Huyền quái vật vừa quay đầu, một đôi huyết mâu hướng một cái hướng khác nhìn lại, nơi đó, một đạo sấm sét màu vàng, đang cực nhanh hướng bọn họ chỗ ở vị trí phóng tới. Kim quang thoáng qua tới, ánh sáng thu liếm, hiện ra một đạo thon dài hình bóng. Chính là Diệp Thần. Diệp Thần nhìn lướt qua bị quái vật giẫm ở dưới chân Long Huyền, nhướng mày một cái, ánh mắt bên trong, dùng mình phun trào. Mà vốn tới đã cơ hồ muốn ngất đi Long Huyền, dùng hết toàn lực ngẩng đầu lên, làm hắn thấy rõ đạo thân ảnh kia chủ nhân lúc đó, nguyên bản sắp rơi vào bóng tối hai tròng mắt, lần nữa đổi thành lau một cái hào quang. Hắn thấy được hy vọng. Mà quái vật kia thấy một vạch kim quang ép tới gần lúc đó, nguyên vốn còn có chút khẩn trương, có thể lúc này thấy Diệp Thần hiện thân sau đó, chẳng những trong mắt vẻ khẩn trương hoàn toàn biến mất, hơn nữa điên cuồng cười lớn. Làm hắn chú ý tới Long Huyền thần sắc biến hóa lúc đó, lại là không chút kiêng kỵ lối ra giễu cợt nói, à. Nhìn như, người thật giống như biết người này à. Nửa bước hợp đạo cảnh. Phế vật quả nhiên đều cùng phế vật chung một chỗ à, người sẽ không lấy là, cái này nửa bước hợp đạo cảnh phế vật, có thể cứu ngươi chứ? Ngươi sẽ không thật như vậy ngu xuẩn chứ? Tiếp theo, hắn lại quay đầu, khinh thường liếc Diệp Thần nói, nửa bước hợp đạo cảnh. Thật là rác rưởi đến để cho người nôn mửa, cho dù là chủ nhân, cũng không nguyện ý chiếm đoạt ngươi loại này chán ghét đồ chơi chứ? Hèn mọn rác rưởi, lập tức cút tới đây ở bọn ta trước mặt lãnh cái chết, nếu như chúng ta ra tay, ngươi, đem sẽ rõ ràng, cái gì là chân chánh địa ngục. Bên cạnh khác một con quái vật cười gằn nói, một cái chính là nửa bước hợp đạo cảnh võ giả, cho dù ở nơi này cũng là tầng dưới chót nhất tồn tại, có tài đức gì ở chúng ta trước mặt còn dám đứng. Quỳ xuống đất, leo đến chúng ta trước mặt. Diệp Thần nghe vậy, thanh tú trên gương mặt ngay tức thì hiện lên một cái nụ cười bất đắc dĩ, rét lạnh nói ta, nếu không phải đâu. Cuối cùng một người quái vật hú lên quái dị, hung ác ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, không. Ngươi cho rằng, mình còn có cự tuyệt tư cách sao? Bằng ngươi. Diệp Thần trên mặt nụ cười càng ngày càng đậm, hắn đối với quái vật kia ánh mắt. Nháy mắt tức thì, trong mắt bên trong, ánh sáng tím bùng nổ, đồng thời, thân hình dương cao, đạo đạo tím văn hiện lên bề mặt, cả người hơi thở vô hạn phóng đại, trong nháy mắt, giống như trên 9 tầng trời phủ xuống chân thần vậy, ở quái vật kia trong mắt, lại là cao lớn vô cùng. Diệp Thần đôi môi khẽ mở, lạnh lùng nói, rốt nát ngu xuẩn vật, quỳ xuống. Hắn nói chuyện tuy nhẹ, có thể rơi vào quái vật kia trong tai, nhưng tựa như chấn thiên lôi âm vậy ầm ầm vang dội, đi đôi với làm người không cách nào cãi lại khí tức uy nghiêm. Vậy nhìn như cuồng bạo quái vật lại hoàn toàn không cách nào chống đỡ, thân thể run lên, miễn cưỡng quỳ xuống ở Diệp Thần ánh mắt dưới. Những thứ khác hai người quái vật thấy vậy, còn người có giúp một cái, khó có thể tin nhìn vậy giống như thần minh hạ xuống vậy, tản ra để cho bọn họ vô cùng là chán ghét lại sợ hãi hơi thở Diệp Thần, trong chốc lát, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Điều này sao có thể? Tên này bất quá là một cái chính là nửa bước hợp đạo cảnh, rác rưởi đến không thể lại rác rưởi phế vật, làm sao có thể tản mát ra kinh khủng như vậy hơi thở, hơn nữa, chỉ dựa vào một lời sẽ để cho đồng tộc quỳ xuống. Bọn họ nhưng mà từ chủ nhân vậy vô cùng vĩ đại lực lượng bên trong sinh ra cao quý tồn tại à. Trong đó một người quái vật ở Diệp Thần vậy thần tính hơi thở dưới sự kích thích, như muốn điên cuồng, hắn đôi mắt ứ máu, ở mất lý trí bên bờ, hướng về phía Diệp Thần phát ra một tiếng vô cùng là chói tai gầm to, nổi giận mắng, loài người hèn mọn à. Đi chết đi cho ta. Dứt lời, quái vật kia hai chân một khuất, trên đùi bắp thịt điên cuồng cổ động, tiếp theo một cái chớp mắt. Cả người giống như tên lửa bay lên không vậy, cực nhanh hướng Diệp Thần bay đi. Đạp Long Huyền tên kia quái vật thấy vậy, trong lòng cười nhạt, cho dù hơi thở lại quỷ dị, có chút bừa bộn thủ đoạn thì như thế nào. Bằng ngươi tu vi,
ở bọn ta công kích dưới, chỉ sẽ ngay tức thì nghiền thành cặn bã. Vậy tập kích diệp thần quái vật, hiển nhiên cũng là tự tin vô cùng, xấu xí trên gương mặt là máu mà nụ cười tàn nhẫn, tựa như đã gặp được diệp thần máu thịt bạo liệt một màn. Một khắc sau, diệp thần xem đều không xem vậy con quái vật một mắt, chỉ là chậm rãi nâng lên một cái tay, quái vật trên mặt nụ cười nồng hơn, ở hắn xem ra, diệp thần động tác, nhất định chính là đang làm cười, cho dù lớn như vậy đạo võ giả, đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể ngăn được hắn nhất kích, mà diệp thần, tùy ý nâng lên một cái tay. Cái này không khác nào là đường cánh tay ngăn cản xe. Không biết tự lượng sức mình. Ngay tại những quái vật này, cũng cho rằng diệp thần ắt sẽ chết thảm tại móng nhọn dưới lúc, diệp thần quyền, đối mặt quái vật kia dài móng. Trong nháy mắt, thời gian tựa như định cách, quái vật trên mặt là nụ cười máu, ở chạm được diệp thần quả đấm nháy mắt, nổi lên một chút biến hóa. Hắn trong đôi mắt, hiện lên mơ hồ sợ hãi. Nhưng mà, còn không có cùng cái này sợ hãi hoàn toàn hiện lên, một tiếng vang thật lớn, liền ở nơi này rừng rậm bên trong bùng nổ. Theo cái này tiếng nổ, công kích kia diệp thần quái vật, lại chút nào sức chống cự cũng không có, cả người tựa như một viên từ trên trời cao rơi xuống quả bóng nước vậy, ngay tức thì nổ tung. Yên tĩnh như chết. Quỳ dưới đất quái vật, và chân đạp long huyền quái vật, thấy được một màn này, hóa đá vậy hoàn toàn thử ra. Bọn họ căn bản không cách nào hiểu, mình thấy được là cái gì. Mà diệp thần cảm thụ bạo liệt hơi thở, khẽ cau mày. Hơi thở này quá quen thuộc. Cái này ba cái không thuộc về mình quái vật hơi thở, lại có thể vào vậy ở Côn Lôn hư biến mất Lâm Tuyệt Long giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, Lâm Tuyệt Long tới Linh Võ Đại Lục. Giờ khắc này, diệp thần diễn cảm hoàn toàn thay đổi. Diệp thần ngưng mắt nhìn trước mặt quái vật. Cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Hắn cảm giác không có sai. Hoa Hạ đánh một trận, Lâm Tuyệt Long chính là hoàn toàn mất tích, Diệp Thần để cho Hàn Vân và Diệp Lăng Thiên điều tra qua. Cuối cùng đầu mối dừng ở Huyết Minh. Nhưng mà, Huyết Minh bị hắn tiêu diệt. Không có người nào sống sót. Hắn như vậy liền cảm giác được Lâm Tuyệt Long chết. Bất quá, đang điều tra trong quá trình, Diệp Thần phát hiện Huyết Minh có ý nghĩa địa phương. Cho tới nay, Huyết Minh ở Côn Lôn Hư đều là cực kỳ thần bí, tựa như nghiên cứu thứ gì. Hơn nữa, ở mấy ngàn năm trong thời gian, không thiếu thiên tài thần bí mất tích. Ở Huyết Minh một mảnh đất tù, phát hiện vô số cổ thi thể. Bất quá Huyết Minh một mực đang nghiên cứu cái gì, Diệp Thần cũng không có quan tâm. Bây giờ nhìn lại, nếu như Lâm Tuyệt Long thật xuất hiện ở Linh Võ Đại Lục, vậy tất nhiên và Huyết Minh nghiên cứu đồ có liên quan. Diệp Thần hất tay một cái lên màu tím đậm tanh hôi máu, ngưng trọng hướng vậy hai con quái vật chậm rãi đi tới, nhẹ giọng nói, ta chỉ muốn biết một chuyện, chủ nhân của các ngươi là ai? Còn nữa, hắn bây giờ ở nơi nào? Vậy mờ ảo giọng nói tựa như trong u minh thổi lên hàn như gió, kích được hai con quái vật đều là cả người run lên, như rơi vào hầm băng. Lần này, bọn họ đối với Diệp Thần vậy đôi sâu không thấy đáy tím mâu lúc đó, cảm nhận được. Chỉ có từ linh hồn chỗ sâu bính phát sợ hãi. À, chấm than, chân đạp long huyền quái vật phát ra một tiếng kinh hãi gào thét, thân hình thật nhanh giãy giụa, lại hoàn toàn không để ý long huyền, ngay tức thì hướng một phương hướng bay trốn đi. Mà khác một con quỷ dưới đất quái vật, hiển nhiên cũng muốn chạy trốn, nhưng mà, phản ứng thong thả một phần, làm hắn đứng dậy lúc đó, mặt lộ vẻ lãnh ý Diệp Thần, đã tới trước mặt hắn. Quái vật kia hoảng sợ lui về phía sau trước, tựa như Diệp Thần mới thật sự là ác ma. Mà hắn, chẳng qua là một bị hoảng sợ đứa nhỏ vậy, hắn vậy đôi huyết mâu bên trong toát ra cầu xin ý, tựa hồ, muốn hướng Diệp Thần cầu xin tha thứ. Ầm một tiếng vang thật lớn. Không cùng quái vật kia lời nói, Diệp Thần liền một quyền đem quái vật kia oanh được nghiền, hắn trên mặt duy trì âm hàn, lạnh lùng nói, nếu ngươi không nói, vậy thì chỉ có chết. Hắn nhìn một cái vậy chỉ ở cái này trong chốc lát đã xuất hiện ở chỗ cực xa quái vật, lại quay đầu nhìn một cái Long Huyền. Lúc này Long Huyền đã miễn cưỡng lấy ra chữa thương đan dược ăn vào, đối với Diệp Thần gật đầu nói, đừng để cho hắn chạy, ta không có sao. Diệp Thần gật đầu một cái, nhìn về quái vật kia hình bóng, trong con người dùng mình nồng hơn, tổn thương hắn Diệp Thần bằng hữu, ắt sẽ trăm lần trả lại. Thân hình hắn động một cái, kim quang bạo tránh. Trong thoáng qua,
đã hóa là một đạo sấm sét biến mất ở phương xa. Long Huyền nhẹ thở ra một hơi, ngồi xếp bằng vận công chữa thương. Mà vậy chạy trốn quái vật gặp Diệp Thần không có đuổi theo, thật dài thở ra một hơi, cuối cùng đem tên kia bỏ rơi. Phải lập tức thông báo chủ nhân. Quái vật nhắm mắt lại, bắt đầu bắt pháp quyết. Quanh thân phun trào ra khí âm tà. Nhưng mà, mới vừa thi triển đến một nửa, trước mặt tựa như một đạo sấm sét vạch qua. Đứt đoạn tiếp theo chạy. Một đạo thanh âm đạm mạc vang khắp. Quái vật kia gương mặt ngay tức thì cứng ngắc. Nó con người phóng đại, ngưng mắt nhìn thân ảnh trước mặt, mới vừa muốn tiếp tục chạy, nhưng phát hiện một chuôi tràn đầy vô tận ma khí huyết kiếm chạm được nó thân thể. Chỉ cần đối phương muốn, nó hẳn phải chết. Diệp Thần mắt lạnh nhìn lướt qua đối phương, nói, người mới vừa rồi nhưng là phải thông báo sau lưng ngươi người. Trả lời ta vấn đề, người phải báo cho người là ai. Quái vật kia biết mình không thể có thể sống được, lạnh lùng cười lên, tiểu súc sinh, người có biết người đắc tội dạng gì tồn tại. Người giết chúng ta ba cái, ý tứ là trước phải tiếp nhận chủ nhân vô tận tức giận. Cái này tức giận. Đủ để chiếm đoạt ngươi, để cho ngươi một đời sống ở âm ảnh bên trong. Có chút thế lực, ngươi căn bản không đắc tội nổi. Diệp Thần lông mày nhướn lên, thử dò xét nói, sau lưng ngươi người, hẳn là Lâm Tuyệt Long đi. Nghe được Lâm Tuyệt Long ba chữ, quái vật kia con ngươi tràn đầy máu tươi, cực độ kích động. Sau đó, một cổ cực hạn năng lượng phun trào. Đối phương lại muốn tự bảo. Diệp Thần vội vàng lui về phía sau. Đồng thời canh kim khí và ma khí bọc toàn thân. Cản trở hết thảy tổn thương. Đầu mối còn chặt đứt. Ba cái tên này hoàn toàn là chết thị giống vậy tồn tại. Bất quá, Diệp Thần từ cuối cùng quái vật kia diễn cảm tới xem, người sau lưng thật sự là Lâm Tuyệt Long. Vậy đã từng là địch thủ cũ, lại trở về. Cho dù Diệp Thần không ý kỵ Lâm Tuyệt Long, nhưng vẫn có chồng sâu đậm cảm giác nguy cơ. Hắn ở Minh. Lâm Tuyệt Long ở trong tối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hơn nữa, Lâm Tuyệt Long thủ hạ lớn mạnh như vậy, vậy có phải hay không ý nghĩa Lâm Tuyệt Long thực lực mạnh hơn? Tạo hóa cảnh, cũng hoặc là tinh khiếu cảnh. Mình bởi vì có luân hồi mộ địa, thiên phú và cơ duyên nghịch thiên. Vậy Lâm Tuyệt Long lại là dựa vào cái gì xuất hiện ở Thăng Long thi đấu? Huyết minh cái bí mật kia. Được rồi. Chuyện này phải thảo luận kỹ hơn, đi trước xem Long Huyền. Qua không lâu, kim quang chớp mắt, Diệp Thần trở lại Long Huyền bên người. Nhìn lướt qua Long Huyền, gặp ngực hắn lên thương thế đã bắt đầu khép lại, nhìn như cũng không đáng ngại, hơi yên lòng. Đồng thời, hắn hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ trầm ngâm, mới vừa rồi thông qua kiểm tra những quái vật này thi thể, hắn lấy được một ít dụ cho người sâu tư tin tức. Đầu tiên, quái vật này nguyên bản, lại là tham gia cái này Thăng Long thi đấu tộc người võ giả. Đang bị hắn chủ nhân sau khi cắn nuốt, vô cùng là may mắn cất giữ liền một tia linh trí, tồn tại ở chủ nhân trong cơ thể, mà hắn chủ nhân thần hồn và huyết mạch hẳn rất mạnh. Những quái vật này không nhưng đối với cắn nuốt mình chủ nhân, không có chút nào hận ý, hơn nữa, còn tràn đầy trung thành cùng sùng bái, ở hắn trong nhận biết, cho dù hắn chủ nhân bây giờ yêu cầu hắn ngay lập tức đi chết. Hắn vậy sẽ không có cầu oán hận nào làm theo. Hơn nữa, cho rằng thay chủ nhân đi chết, là vô thượng quang vinh. Mà hắn vậy vặn vẹo khủng bố thân thể, chính là hắn chủ nhân nơi ban cho. Diệp Thần trong mắt ánh sáng lóe lên, nếu như chủ nhân này thật là Lâm Tuyệt Long nói. Vậy Lâm Tuyệt Long là làm sao tập được loại này kinh người nghe công pháp? Lúc này, Long Huyền vậy chậm rãi mở mắt, đối với Diệp Thần cười khổ nói, Diệp huynh. Để cho ngươi chê cười. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, nếu không phải ngươi người bị thương nặng, bằng vậy mấy con xấu xí vật, như thế nào là ngươi đối thủ, bất quá, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mới để cho ngươi chật vật như vậy. Long Huyền sắc mặt vậy ngưng trọng nói, Diệp huynh, không xong, cái này thực tập bên trong, lại ra một cái có thể chiếm đoạt những võ giả khác, đem bọn họ tu vi hấp thu tới tăng cường mình người thần bí. Hắn đã cắn nuốt rất nhiều người dự thi. Hôm nay, đã là nửa bước tinh khiếu tu vi. Hơn nữa, thực lực cực mạnh, có quỷ dị chiếm đoạt công pháp, lại liền ta công kích cũng có thể lấy chiếm đoạt hóa giải. Chính là hắn đem ta bị thương thành bộ dáng này, cũng may,
ta cuối cùng bằng vào sư tôn để lại cho ta thủ đoạn bảo vệ tánh mạng chạy khỏi, để cho hắn tạm thời không cách nào theo dõi. Nhưng để cho ta không nghĩ tới là, tên này không đơn thuần một người, còn có những thứ này chán ghét quái vật, theo dõi tại ta. Diệp Thần gật đầu một cái, ánh mắt vẫy ngưng trọng, xem ra, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, đã không phải là thu thập cái gì người dự thi tử Ngọc Lệnh Phù, mà là đem điều này có thể chiếm đoạt người khác quỷ dị võ giả hoàn toàn tiêu diệt. Nếu không, tiếp tục để cho hắn như thế chiếm đoạt người dự thi đi xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như hắn cắn nuốt thật nhiều người dự thi, tu vi đạt tới chân chính tinh khiếu cảnh, cho dù là Diệp Thần, vậy không có lòng tin có thể đem hắn chém chết. Nếu như sự việc thật diễn biến thành như vậy, tất cả tham gia thực tập người dự thi, đều đưa rơi vào tuyệt cảnh bên trong. Diệp Thần đối với Long Huyền nói, người nọ cùng ngươi giao thủ vị trí, ở nơi nào? Long Huyền nghe vậy sững sốt một chút, cau mày nói, Diệp Thần, ngươi muốn đi đối phó hắn sao? Ta biết ngươi thực lực cực mạnh, nhưng là, tên kia, chân thực quá mức quỷ dị, hơn nữa, bây giờ đã là nửa bước tinh khiếu tu vi, cho dù là ngươi, sợ rằng đối mặt hắn, cũng là vô cùng là nguy hiểm. Diệp Thần nói, ta không có lựa chọn, hơn nữa, người nọ rất có thể biết ta. Diệp Huynh biết tên kia, Long Huyền có chút kinh ngạc nói. Diệp Thần lắc đầu một cái, ở không thấy đối phương trước, ta cũng không cách nào xác định. Bất quá đối phương hơi thở, ta quá quen thuộc. Bây giờ ta cùng hắn giao thủ, còn có chút phần thắng, nếu như cùng hắn đến tinh khiếu cảnh. Diệp Thần không có tiếp tục nói hết, nhưng là, hắn và Long Huyền cũng rõ ràng, thật cùng tên kia đến tinh khiếu cảnh, cái này bí cảnh bên trong, chỉ sợ cũng không người nào có thể tiêu diệt hắn. Đáng chết! Long Huyền hung hãn một quyền đánh ở bên người trên một cây đại thụ, cuối cùng hay là đối với Diệp Thần nói. Ta cùng hắn giao thủ chỗ, ở cánh rừng rậm này phương hướng Tây Bắc, đại khái 3 vạn dặm bên ngoài một phiến núi đá vùng lân cận, người nọ cả người áo bào đen, hơi thở vô cùng là quỷ dị, tương tự ma tu, người nếu như phát hiện hắn, hẳn lập tức có thể nhận ra. Diệp Thần gật đầu một cái, đỡ dậy Long Huyền nói, ta biết một cái thích hợp chữa thương địa phương, ta trước mang người đã qua, người lại ở nơi đó chữa thương, tranh thủ mau sớm khôi phục thực lực. Vừa nói, quanh thân kim quang cùng nhau, đem Long Huyền dẫn tới mình lúc trước chữa thương hang động. Long Huyền tự biết lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù đi theo Diệp Thần đi trước chém chết vậy áo bào đen võ giả, cũng chỉ có thể kéo Diệp Thần chân sau mà thôi, chỉ có thể không biết làm sao đáp ứng. Thu xếp ổn thỏa Long Huyền sau đó, Diệp Thần đang chuẩn bị hướng Long Huyền nói phương hướng bay đi, nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng là chói mắt hắc quang phóng lên cao, cắm thẳng vào trời cao. Mà ở vân không bên trong, phảng phất có cái gì hưởng ứng đạo hắc quang kia kêu gọi vậy, đang chậm rãi tháo ra phong ấn. Diệp Thần mặt lộ vẻ kinh ngạc, hướng hắc quang kia chùm tia sáng chỗ ở phương hướng nhìn. Vậy cả ngày tiếp đất hắc quang chùm tia sáng, lại là từ nơi này bí cảnh bên trong, một tòa cực cao trên ngọn núi, tản ra. Long Huyền lúc này vậy đi ra ngoài động, nhìn đạo hắc quang kia chùm tia sáng, cả kinh nói, đó là cái gì? Diệp Thần ngưng mắt nhìn đạo hắc quang kia, hơi trầm ngâm, hắc quang kia bên trong, tựa hồ tản ra một loại, để cho hắn có chút quen thuộc hơi thở. Bất thình lình, Diệp Thần trong đầu linh quang chớp mắt, hắc quang kia bên trong hơi thở, lại và hắn ở Trịnh Nguyên mang hắn đi trước ma linh tử trong động phủ cảm ứng được hơi thở, vô cùng làm tướng tựa như. Hắn nhìn xem vậy cao đỉnh chỗ ở phương hướng, cùng lúc ấy Cơ Huyền và Thiên Linh rời đi phương hướng nhất trí. Từ hắc quang kia bên trong, Diệp Thần mơ hồ cảm giác được, có vật gì, muốn hạ xuống ở nơi này bí cảnh bên trong. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là Cơ Huyền từ ma linh tử động phủ bên trong, biết cái gì, bây giờ, phải đem hắn vật lưu lại, kêu gọi ra sao. Diệp Thần vừa nhìn về phía luân hồi mộ địa cái đó yên lặng hộp. Hộp đang kịch liệt lay động. Xem ra ma linh tử không chỉ lưu lại cái này hộp, còn để lại thứ khác. Diệp Thần muốn hỏi ác ma mắt liên quan tới cái hộp sự việc, nhưng phát hiện ác ma mắt lần nữa rơi vào ngủ say. Dẫu sao ở hang núi bên trong, ác ma mắt khống chế mình thân thể, đây đối với hắn tất nhiên tạo thành rất lớn tổn thương. Dưới mắt, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lúc này, Long Huyền tựa hồ vậy phát hiện hắc quang kia bên trong ẩn hiện bảo khí,
Tựa hồ có cái gì bí bảo muốn bỏ phong tỏa ra, hạ xuống ở nơi này bí cảnh bên trong. Lúc này hắn ánh mắt sáng lên, đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, cái này hắc quang, nhất định sẽ hấp dẫn không thiếu Thăng Long thi đấu người dự thi, đi trước tìm tòi kết quả. Nói cách khác, Diệp Thần gật đầu nói cách khác, nơi đó, sẽ là cái đó áo bào đen võ giả tốt nhất bãi săn bắn. Cho nên, hắn rất có thể sẽ đi hắc quang kia chỗ đi. Long Huyền nói, nếu như, có thể liên hiệp cái này bí cảnh bên trong cường giả liên thủ đối phó vậy áo bào đen võ giả, cho dù hắn có quỷ dị kia chiếm đoạt thần thông, chắc hẳn, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái nói, cái này đưa tới hắc quang người, ta hẳn gặp qua, thực lực rất mạnh, nếu như hai người kia cùng ta liên thủ, đối phó cái này áo bào đen võ giả, phần thắng không nhỏ. Vậy Cơ Huyền và Thiên Linh, là nhất lưu thế lực cao cấp thiên tài, tuyệt đối thuộc về cái này bí cảnh bên trong cường giả đỉnh phong. Nghĩ tới đây, hắn quanh thân kim quang cùng nhau, đối với Long Huyền nói, việc này không nên chậm trễ, bây giờ ta hết tốc lực chạy tới vậy cao đỉnh chỗ, ngươi lại ở trong động chữa thương. Dứt lời, hóa thân sấm sét, hướng vậy ánh sáng trắng chỗ, bay đi. Ngay tại Diệp Thần hết tốc lực chạy tới chỗ kia cao đỉnh trên đường, hắn dư quang khóe mắt liếc về gặp một chiếc hình dáng kỳ dị, tản ra vô cùng là cổ xưa hơi thở tinh xảo phi thuyền. Phi thuyền lấy tốc độ cực nhanh, giống vậy hướng tòa kia cao đỉnh hành xử. Diệp Thần trong mắt thoáng qua một tia kinh dị, vậy phi thuyền tản ra hơi thở vô cùng là mạnh mẽ, lại là nửa bước thần khí, giá trị văn hoa. Thần khí cho dù là ở nhất lưu thế lực bên trong, cũng là vô cùng quý trọng tồn tại, cơ hồ đều nắm ở tông chủ và thái thượng trưởng lão trong tay. Mỗi một kiện, đều có thể gọi là bảo vật chấn tông. Nửa bước thần khí mặc dù không phải chân chánh thần khí, nhưng là, hắn giá trị, vậy tuyệt không phải thời không chi binh có thể so với. Bất quá, có thể sử dụng vật này tồn tại, vậy tuyệt không phải hạng người bình thường. Phải biết, Diệp Thần đến bây giờ, chiến đấu bên trong vẫn là lúc sử dụng không chi binh huyết ma kiếm. Huyết ma kiếm chân thực phẩm cấp rất cao, nhưng là theo thời gian trôi qua, tự nhiên hạ xuống mấy tầng. Chỉ không hề ngừng hấp thu máu tươi và ma khí mới có thể tăng lên phẩm cấp. Sử dụng huyết ma kiếm, Diệp Thần liền cảm nhận được áp lực không nhỏ. Mà đối phương sử dụng lại là thần khí. Người này thực lực, hiển nhiên không thể khinh thường. Ngay tại Diệp Thần ánh mắt quét về phía chiếc kia phi thuyền lúc đó, vậy thao túng phi thuyền võ giả, tựa hồ vậy phát hiện hắn tồn tại, phi thuyền run lên dưới, lại hướng Diệp Thần chỗ ở phương hướng bay tới. Diệp Thần thấy vậy hơi cau mày, nhưng là, vẫn là dừng ở tại chỗ. Rất nhanh, chiếc kia nửa bước thần khí phi thuyền, thì đến Diệp Thần trước mặt, mũi thuyền chỗ, đứng một người thân hình cao lớn, cả người bắp thịt tráng hán đầu chọc. Diệp Thần đôi mắt híp một cái, người này, chính là hắn trước ở dẫn tiên trong rừng đã gặp, mười hoang hình ra người dự thi. Người nọ thấy Diệp Thần, lại là mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về phía Diệp Thần hào sảng cười nói. Quả nhiên là ngươi, ta kêu hình tử đường, đối với ngươi thực lực cảm thấy rất hứng thú, cùng ta so tài một phen như thế nào. Vừa nói, lại không cùng Diệp Thần trả lời, trực tiếp thân hình chớp mắt, nhảy xuống phi thuyền, hướng Diệp Thần một quyền đánh tới. Ngay tại hình tử đường ra quyền nháy mắt, hắn sau lưng hiện lên một cái mơ hồ nam tử hư ảnh, hư ảnh này vừa hiện, hình tử đường nhà một phe này trời đất phảng phất đều bị hắn sở động đong đưa. Mơ hồ bây giờ, liền cả thiên địa ở giữa vô hình quy luật, đều ở đây hình tử đường một quyền này dưới run rẩy dao động. Trong một cái chớp mắt này, tựa như thiên địa bên trong hết thảy, cũng đã biến mất không gặp. Còn dư lại, chỉ có chỉ một quả đấm, một con tựa như có thể tan biến thiên địa quả đấm. Đó là hình tử đường quả đấm. Diệp Thần có chút im lặng. Mình và tên này không có nửa điểm ân oán, kết quả mình chỉ bất quá nhìn lướt qua, thì phải và mình so tài. Cái này đặc biệt là bệnh thần kinh đi. Linh võ đại lục tiếng tăm lừng lẫy gia tộc làm sao sẽ ra đời loại này như vậy là chiến não tàn à. Hình tử đường một quyền này, rất mạnh, hơn nữa, lại mang theo quy luật lực. Hắn một quyền này ở giữa quy luật lực, so với người khác sử dụng, muốn tinh thâm vậy không biết nhiều ít lần. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu, Diệp Thần không cách nào tiếp. Hống! Diệp Thần sau lưng kỳ thú hư ảnh chớp mắt, thần ma luân hồi quyết ngay tức thì vận chuyển tới trình độ cao nhất,
đạo đạo thần văn hiện lên bề mặt, thần văn dưới còn có phát ra hồng quang, không ngừng đập nhịp nhàng huyết mạch. Máu thần cùng phần huyết quyết thiêu đốt máu đều xuất hiện. Sáu con đường lực hội tụ ở trên cánh tay. Diệp thần cổ tay lộn một cái, huyết ma kiếm rơi vào trong lòng bàn tay, sau lưng hiện ra một đạo kim quang chói mắt hư ảnh, vô số kim mang từ trong cơ thể tản ra, kiếm ý mãnh liệt, hình tử đường vậy nguyên bản bao phủ Diệp thần mạnh mẽ quyền ý, lại kiếm ý này ngang dọc dưới, hóa thành hư vô. Lúc này, cho dù hình tử đường đối với mình một quyền này vô cùng tự tin, cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp thần. Diệp thần cổ tay động một cái, kiếm ý ngưng tụ, kim quang hội tụ, rèn luyện ra một đạo cả ngày tiếp đất to lớn kiếm quang màu vàng, đi đôi với hổ gầm chi âm, hung hăng chém về phía đối diện đánh tới to lớn dấu quyền. Một kiếm này, là bất hủ. Ầm một tiếng vang thật lớn. Kiếm quyền chạm nhau, tựa như trời long đất lỡ, vạn vật cũng lâm vào hủy diệt bên trong. Ánh sáng thu liếm, Diệp thần tay cầm huyết ma kiếm đứng ngạo nghễ không tế, mà hình tử đường, thì ngơ ngác nhìn mình quả đấm. Vậy chỉ nhìn như vô cùng cứng rắn thiết quyền, lúc này, không ngờ là máu tươi đầm đìa. Hình tử đường cùng Diệp thần cái này giao thủ một cái, lại là rơi xuống hạ phong. Đây là, Diệp thần nhìn hình tử đường, cũng là ánh mắt hơi lóe lên, tiếp nhận mình trình độ cao nhất một kiếm, hình tử đường lại chỉ là bị chút thương thế này, thực lực, dường như ư so với kia cơ huyền còn muốn mơ hồ cường thượng một phần. Lập tức, Diệp thần không khỏi mở miệng nói, bây giờ. Ta còn không cách nào cùng ngươi phân cái thắng bại, bất quá, ta có một chuyện, muốn cùng ngươi thương lượng. Hình tử đường đây là hồi mới qua thần tới, nhìn một cái vậy bạch quang chỗ nói. Chẳng lẽ, ngươi vội vã đi hắc quang kia chỗ, tranh đoạt bảo vật, cho nên, nếu muốn cùng ta liên thủ. Hắn sờ đầu chọc của mình một cái, mặc dù hắn không cùng người khác liên thủ thói quen, nhưng là, nếu như Diệp thần như vậy cường giả nói, liền chớ bàn những thứ khác. Mới vừa rồi Diệp thần một kích kia, đã để cho hình tử đường công nhận Diệp thần. Diệp thần lắc đầu nói, hình huynh, không biết người có phát hiện hay không, cái này bí cảnh bên trong tồn tại một cái to lớn uy hiếp, bây giờ, đã không phải là cái gì tranh đoạt bảo vật lúc, việc cần kíp, là đem vậy uy hiếp tất cả người dự thi người diệt trừ. Ừ, hình tử đường có chút nghi ngờ nhìn Diệp thần, uy hiếp gì? Bằng ta ngươi thực lực, còn có ai có thể uy hiếp được chúng ta? Đây là, một người vóc người nóng bỏng cô gái, từ chiếc kia phi thuyền bên trong bay ra, rơi vào hình tử đường bên người, nhìn Diệp thần nói người nọ, có phải hay không một mực ở săn giết trong bí cảnh người dự thi? Diệp thần quét phụ nữ kia một mắt, gật đầu nói, không chỉ là săn giết, người này tựa hồ có một loại quỷ dị thủ đoạn, có thể chiếm đoạt những võ giả khác, hấp thu hắn tu vi và huyết mạch, hôm nay, hắn đã là nửa bước tinh khiếu tu vi. Nếu để cho hắn tiếp tục chiếm đoạt trong bí cảnh võ giả, lên cấp tinh khiếu mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hình tử đường nghe vậy, cũng là mặt hiện vẻ ngưng trọng, loại này có thể chiếm đoạt những võ giả khác tu vi người, cho dù là hắn, cũng lớn cảm khó giải quyết. Xích Hà trên gương mặt tươi cười, lại là tràn đầy vẻ kinh hãi, đối với hình tử đường gấp giọng nói. Thiếu chủ, chúng ta phải liên hiệp hết thảy lực lượng, mau sớm đem người nọ chém chết. Nếu như ta đoán không sai, người nọ hẳn là trong truyền thuyết vậy hạng kế hoạch vật thí nghiệm. Linh võ đại lục từ thời đại thượng cổ thì có người nghiên cứu chiếm đoạt huyết mạch và tu vi thủ đoạn, chỉ bất quá một mực thất bại. Sau đó, linh võ đại lục Vĩnh Hằng Thánh Vương cầm đầu mấy vị cường giả đứng ra, bị diệt loại này tà môn ngoại đạo. Ở bọn họ xem ra, loại thủ đoạn này chỉ bất quá sẽ để cho võ giả bước vào đường rẽ, hơn nữa, có vô cùng đại phong hiểm. Diệp thần nghe được Vĩnh Hằng Thánh Vương, ngược lại là hơi kinh hãi. Từ cô gái trong miệng, Vĩnh Hằng Thánh Vương ở linh võ đại lục thân phận, cực kỳ tôn quý. Nhưng là người tôn quý như vậy, và luân hồi thần thuyền những người đó lại đang tránh cái gì? Hình tử đường tò mò nhìn một cái Xích Hà, hỏi, nếu đã tiêu diệt, lại tại sao có thể có người tu luyện loại vật này? Hấp thu người khác huyết mạch và tu vi, như vậy thiên địa không cho sự việc. Lại có thể thật thành công. Xích Hà lắc đầu một cái, cụ thể sự việc ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta từng nghe nói qua một cái tin đồn, năm đó linh võ đại lục đối với loại vật này nghiên cứu nhất là thấu triệt thế lực nhận được tin tức, trước thời hạn ở diệt trước cửa, để cho nó tu vi không cao con cháu rời đi linh võ đại lục. Hơn nữa,
vì không để cho cường giả tra xem, bọn họ lựa chọn một cái thấp võ vị diện. Bọn họ đối với chết tự chỉ có một yêu cầu, nhất định phải đem loại thuật pháp này nghiên cứu ra được. Thuật pháp thành lúc đó, chính là bọn họ con cháu giết về linh võ đại lục thời điểm. Bất quá thấp võ vị diện quá nhiều, cụ thể đi đâu một cái, ta cũng không rõ ràng. Tại chỗ ba người, Diệp Thần con ngươi ngưng trọng đến mức tận cùng. Cái này cái gọi là thấp võ vị diện chẳng lẽ là chỉ Hoa Hạ Côn Lôn hư? Mà đây Huyết Minh chính là cái này thế lực con cháu. Thế hệ con cháu lánh đời nghiên cứu. Xích Hà tiếp tục nói, thiếu chủ, nếu để cho hắn tiếp tục chiếm đoạt bí cảnh bên trong thiên tài trở nên mạnh mẽ nói, chúng ta rất có thể cũng phải chết ở cái này bí cảnh bên trong. Hình Tử Đường cũng là rơi vào trầm tư, hồi lâu, mới ngẩng đầu lên nói, người nói những thứ này cũng chẳng qua là lời đồn đãi mà thôi, không nhất định là thật. Xích Hà lại nói, ta từng ở cổ tịch bên trong thấy qua, thời đại thượng cổ, có loại này vật thí nghiệm xuất hiện qua. Bọn họ có thể đem tộc người võ giả miễn cưỡng chiếm đoạt, lấy tăng lên tu vi, vượt là thiên tài tộc người, đối với vật thí nghiệm mà nói thì càng mỹ vị vật đại bổ. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn có thể sẽ bị bọn họ cắn nuốt võ giả, vặn vẹo thành mẫu chồng đối với hắn trung thành không hai quái vật kinh khủng. Hơn nữa cái này vật thí nghiệm tàn nhẫn vô cùng. Không có chút nào nhân tính có thể nói, vì tăng cường thực lực, nhất định sẽ không để ý hết thảy chiếm đoạt tất cả người tham gia. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống nói, không sai, người này quả thật có thể chế tạo một loại xấu xí quái vật, ta còn thân hơn tay chém giết ba đầu. Xích Hà nói, thiếu chủ, bây giờ bí cảnh bên trong, đối với mình thực lực có tự tin cường giả, khẳng định đều đã đi màu đen kia chùm tia sáng chỗ ở vị trí đi. Chúng ta phải hết sức mau đi tới. Liên hiệp những cường giả kia, cùng chung chu diệt cái này ác ma mới là. Lúc này, cho dù là gần đây tùy tiện Hình Tử Đường vậy ý thức được vấn đề nghiêm trọng, lúc này đối với Diệp Thần nói, Diệp huynh, chúng ta xem ra muốn ngày khác tái chiến, lên trước phi thuyền đi, cùng chung chạy tới vậy cao đỉnh nói sau. Diệp Thần gật đầu một cái, thân hình chớp mắt xuất hiện ở phi thuyền trên. Hình Tử Đường nói, xin Diệp huynh cùng chung rót vào linh lực, lấy nâng cao phi thuyền tốc độ. Lúc này ba người cả người linh lực chút xuống nhập phi thuyền bên trong, cái này nửa bước thần khí phi thuyền, đạt được lớn mạnh như vậy năng lượng rót vào, quanh mình ngũ sắc quang mang chớp mắt, hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh hướng cao đỉnh chỗ chạy như bay. Tốc độ kia, lại so Diệp Thần trăm bước đuổi điện, nhanh hơn một phần. Nguyên bản nhìn như cực xa đỉnh núi, lại ba người trong mắt, thật nhanh thả lớn, mấy hơi thở sau đó, Diệp Thần các người, liền đã cách ngọn núi kia chưa đủ ngàn dặm. Nhưng lúc này, ba người sắc mặt, nhưng là đồng thời biến đổi. Ở trong mắt của bọn họ, một đạo nồng đậm hắc khí và huyết khí, xuất hiện ở tòa kia cao đỉnh núi bưng, cơ hồ bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Vậy áo bào đen võ giả, lại so bọn họ sớm hơn một bước tới chỗ tòa này cao đỉnh chỗ. Hơn nữa, cho dù cách nhau xa như vậy, bọn họ vẫn có thể cảm giác đến, hắc khí kia bên trong, tản ra khí tức kinh khủng. Diệp Thần và Hình Tử Đường hai mắt nhìn nhau một cái, bọn họ sắc mặt, cũng lộ vẻ được vô cùng làm khó xem. Vậy áo bào đen võ giả, không ngờ kinh thành công lên cấp tinh khiếu cảnh nhất tầng thiên. Đáng chết, Hình Tử Đường chửi nhỏ một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần nói, làm sao bây giờ? Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, trầm ngâm chốc lát sau đó, hiện ra lau một cái kiên quyết vẻ nói. Đã qua, nếu hắn đã lên cấp tinh khiếu. Lại tiếp tục trốn ở đó cũng vô ích, nếu như ta đoán không sai, dẫn động hắc quang này người, là Thiên Linh Tông Cơ Huyền và Thiên Linh. Bằng hắn hai người thực lực, tạm thời hẳn còn chưa đến nỗi bị thần bí này người cắn nuốt, nhưng là, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu, quyết không thể để cho bọn họ bị chiếm đoạt, nếu không, chúng ta phần thắng, đem hơn nữa mong manh. Lúc này, phi thuyền lần nữa bộc phát ra một đoàn năm màu vầng sáng, hướng vậy núi cao chạy như bay. Mà lúc này, trên đỉnh núi, Cơ Huyền sắc mặt vô cùng là thương trắng, cả người máu tươi, ngồi xếp bằng ở một đạo màu đen màn sáng bên trong, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên đang chữa thương. Mà màn sáng ra, thì tràn đầy kinh khủng hắc khí bên trong, thỉnh thoảng vang lên từng tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Cơ Huyền bên cạnh Thiên Linh, lúc này một đôi mắt đẹp nhìn Cơ Huyền, tràn đầy vẻ lo âu. Mà tại Thiên Linh bên người,
lại còn có một người mang mặt nạ thiếu nữ, lại là Duẫn Mính. Mà bảo vệ Cơ Huyền ba người màu đen màn sáng, ở đó tựa hồ vô biên vô tận hắc khí đánh vào dưới, vậy mơ hồ bắt đầu hiện ra đạo đạo liệt ngân. Duẫn Mính nhìn trên màn sáng vết rách, hai tròng mắt bên trong không khỏi hiện ra vẻ lo lắng, hướng về phía Thiên Linh hỏi, Thiên tỷ tỷ, màn sáng này, còn có thể kiên trì bao lâu? Thiên Linh nhìn về phía màu trắng kia màn sáng, mắt đẹp hơi lóe lên nói, sợ rằng chỉ có thể kiên trì nửa giờ. Vốn là màn sáng này, là Cơ Huyền chuẩn bị dùng để ngăn cản đi cướp đoạt ma linh tử vật người dự thi, không nghĩ tới, bây giờ nhưng chỉ có thể dựa vào màn sáng này, ở nơi này vô biên ma khí bên trong kéo dài hơi tàn. Hơn nữa, theo vậy áo bào đen võ giả không ngừng cắn nuốt đi tới nơi này trên đỉnh núi võ giả, cái này vây khốn bọn họ hắc khí, cũng ở đây dần dần tăng cường, này tiêu người dài dưới, sợ rằng, liền nửa giờ cũng chống đỡ không nổi nữa. Thiên Linh nhìn về phía Cơ Huyền, lúc này, chỉ có thể hy vọng Cơ Huyền mau sớm khôi phục, như vậy, bọn họ còn có một tia chạy trốn có thể. Hắc khí bên trong, một người âm nhu nam tử đang mặt đầy vẻ hoảng sợ, điều khiển độn quang cực nhanh phi độn, nhưng là, chẳng biết tại sao, hắn rõ ràng đã phi hành hồi lâu, làm thế nào cũng không cách nào rời đi hắc khí kia bao phủ. Hắn bây giờ trong lòng vô cùng hối hận, mình tại sao phải có linh cảm chạy đến ngọn núi này vùng lân cận. Hắn chính mắt nhìn thấy, một người võ giả ở trước mặt hắn, bị một cái áo bào đen người thần bí sống sờ sờ chiếm đoạt hầu như không còn. Đột nhiên, võ giả này con người run lên, mơ hồ bây giờ, hắn cảm giác được, có cái gì kinh khủng tồn tại, đang lấy tốc độ cực nhanh đến gần mình. Không muốn, không nên tới à. Vậy võ giả phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai, cả người linh lực vận chuyển tới trình độ cao nhất. Liên tiếp hai kiện thời không chi binh cấp bậc hộ thân pháp bảo bay ra, vây quanh hắn quanh thân xoay tròn, tạo thành đạo đạo phòng vệ. Hắn dẫu sao là đại tông thiên tài, nội tình tuyệt đối mạnh mẽ. Đột nhiên bây giờ, một đôi đen nhánh giữ tợn tay từ vậy hắc khí cuồn cuộn bên trong lộ ra, hướng vậy âm nhu võ giả chộp tới, vây quanh ở quanh người hắn đạo đạo ánh sáng, lại tựa như giấy dán vậy, tầng tầng nghiền, căn bản không cách nào ngăn cản tay kia chút nào. Chấm than, sẽ ở đó âm nhu võ giả, tuyệt vọng gào thét lúc đó, sắp chạm đến hắn cái tay kia, lại không tưởng tượng nổi dừng lại động tác. Mà nguyên bản bao phủ toàn bộ đỉnh núi đậm đà hắc khí, vậy bắt đầu nhanh chóng teo lại tới. Bị kẹt ở hắc khí bên trong âm nhu võ giả trước mắt sáng lên, sáng tỏ thông suốt, thẳng đến lúc này, hắn mới rốt cục thấy được rời đi đỉnh núi phương hướng, lúc này độn quang cùng nhau. Không muốn sống hướng xa xa chạy như bay. Lâm Tuyệt Long thu hồi vậy đôi kinh khủng tay, đối với chạy trốn võ giả chẳng ngó ngàng gì tới. Lần này hồn điện để cho hắn tiến vào Thăng Long thi đấu, chủ yếu là đạt được vậy kiểu đồ. Nhưng là, tiến vào bí cảnh sau đó. Hắn thay đổi chú ý. Muốn ở chư đa thiên tài trong tay, đạt được vậy kiểu đồ, là biết bao khó khăn. Thả yên lặng chờ đợi. Không bằng chiếm đoạt những cường giả này, mạnh mẽ mình. Hắn nếu như cắn nuốt toàn bộ cường giả tu vi và huyết mạch, có phải hay không ý nghĩa hồn điện cũng chỉ có thể trở thành hắn phụ thuộc. Linh võ đại lục và Côn Lôn hư giống nhau như đúc, thực lực mới là vương đạo. Hắn thân thể đã sớm hủy diệt. Hắn muốn ở hủy diệt bên trong đẫm máu sống lại. Hắn phải đem linh võ đại lục thiên tài cũng dẫm ở dưới chân. Hắn muốn hành hạ cái đó gọi Diệp Thần tiểu tử, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dù là cái này chiếm đoạt muốn hắn bỏ ra giá cực lớn, hắn vậy nhận. Giờ khắc này Lâm Tuyệt Long giữ tợn đến mức tận cùng. Giống như tới từ địa ngục tà ma. Lâm Tuyệt Long đột nhiên phát giác cái gì, cười lạnh một tiếng, ngưng mắt nhìn một nơi phương hướng. Mà nguyên bản bao phủ toàn bộ đỉnh núi ma khí nhanh chóng ngưng tụ ở trước người, một khắc sau. Một đạo kinh thiên kiếm mang cùng to lớn dấu quyền, hung hãn đụng vào ma khí trên. Ầm một tiếng kinh thiên vang lớn. Nguyên bản nhìn như bền chắc không thể gãy ma khí bình phong che chở, lại cũng là một hồi cuồn cuộn chấn động. Lâm Tuyệt Long thấy vậy, tựa hồ cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới lại có người có thể phát ra lớn mạnh như vậy công kích. Bất quá đối phương càng mạnh, hắn vượt hưng phấn. Công kích tạo thành gió cực mạnh ở nơi này chỗ trên đỉnh núi gào thét, mở lên áo bào đen võ giả che mặt cái chụp đầu, lộ ra một tấm trải rộng khủng bố hắc ban khuôn mặt dữ tợn.
Lúc này, vậy cái khuôn mặt trên hiện ra vô cùng là lạnh người vẻ mừng rỡ như điên, ngưng mắt nhìn trên bầu trời Diệp Thần nói, ha 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 ha, tốt, rất tốt, Diệp Thần, ngươi, rốt cuộc đã tới, cũng tiết kiệm được ta lại đi tìm ngươi. Hình Tử Đường các người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ kinh sợ, cái này áo bào đen võ giả, lại biết Diệp Thần. Không khỏi đối với Diệp Thần đầu đi ánh mắt. Mà giờ khắc này Diệp Thần, ánh mắt cực độ phức tạp. Cố nhiên trước mặt nam tử đã tàn phá nhan sắc. Nhưng là hắn vẫn nhận ra. Chính là Lâm Tuyệt Long. Cái đó ở Hoa Hạ Vân Hồ Sơn Trang hủy diệt hắn hết thảy người đàn ông. Hắn vốn cho là người đàn ông này chết. Không nghĩ tới cái này người đàn ông lại dục hỏa sống lại, lại là đứng trước mặt của hắn. Chỉ bất quá, thời khắc này Lâm Tuyệt Long trên mình không có bất kỳ người hơi thở. Cực độ cổ quái. Diệp Thần bước ra một bước, cuối cùng vẫn mở miệng nói thật, mặc dù ta từng có suy đoán, nhưng là thấy ngươi, ta thật bất ngờ. Ta thậm chí mau quên ngươi người này. Ta để cho Hàn Vân và Diệp Lăng Thiên đi huyết minh điều tra qua, vì sao cũng không có phát hiện ngươi. Thậm chí liền ngươi thi thể cũng không cách nào tìm. Trên mình ngươi rốt cuộc gặp cái gì? Nếu như Diệp Thần không có nhớ lầm, Lâm Tuyệt Long bị thương trước thực lực tuyệt đối không có tư cách bước vào linh võ đại lục. Kết quả chuyện gì xảy ra, Lâm Tuyệt Long mới sẽ có được đáng sợ như vậy lực lượng. Hắn, lại là như thế nào tham gia cái này Thăng Long thi đấu? Mượn thế lực kia số người. Có phải hay không ý nghĩa cái thế lực này vậy nắm trong tay Lâm Tuyệt Long trên người bí mật? Vậy thật nguy rồi. Lâm Tuyệt Long huyết mâu lóe lên, tựa hồ hết sức hài lòng Diệp Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đưa ra một con khô héo đen thui tay, hướng về phía Diệp Thần xa xa vung lên. Một khắc sau, Diệp Thần hơi biến sắc mặt, trăm bước đuổi điện cực gửi vận chuyển, thân hóa sấm sét hướng sau lưng bay đi, cơ hồ là ở hắn rời đi ngay tức thì, một đạo sát ý lạnh như băng, xuất hiện ở Diệp Thần ban đầu chỗ ở vị trí. Cái này Lâm Tuyệt Long, hôm nay thực lực lại như vậy khủng bố. Vẫy tay bây giờ, là có thể mất đi hết thảy. Lúc này mới bao lâu? Cho dù là linh võ đại lục tuyệt thế thiên tài cũng không khả năng nhanh như vậy à. Bất quá bây giờ Lâm Tuyệt Long đã thoát khỏi người phạm vi. Lâm Tuyệt Long gặp mình nhất kích, bị Diệp Thần tránh thoát, hơi cau mày, hắn vốn cho là có thể dễ dàng chém chết Diệp Thần. Bây giờ nhìn lại, Diệp Thần mới thật sự là yêu nghiệt. Hắn là bởi vì là hấp thu người khác tu vi vào huyết mạch, hơn nữa thân thể đã sớm thay đổi. Lúc này mới để cho hắn có thể chịu đựng loại này hấp thu thống khổ. Hơn nữa lớn mạnh như vậy. Nhưng là Diệp Thần không có. Hắn vẫn là người thân thể. Tại sao? Bất quá, hắn chân mày rất nhanh liền thư giãn ra, mạnh hơn nữa thì như thế nào? Bất quá vẫn là chính là loài người mà thôi. Nhất hơn cũng chỉ có thể ở trước mặt mình ôm đầu trốn chui như chuột một hồi mà thôi, cái này ngược lại cũng không mất là một loại tốt trò chơi. Thuận lợi giết chết Diệp Thần, không bằng từ từ hành hạ tới thống khoái. Hôm nay hắn đã triệt để cảm nhận được vậy bí mật mạnh mẽ, kiêu ngạo tới cực điểm, căn bản không cầm tham gia thi đấu loài người thiên tài, coi vào đâu. Lúc này, Lâm Tuyệt Long huyết mâu bên trong, tràn đầy vẻ trào phúng nhìn Diệp Thần, cười nhạo nói. Thời gian dài như vậy không gặp, ngươi chạy trối chết bản lãnh, ngược lại là mạnh lớn không ít à. Bất quá, cái này cũng phù hợp ngươi phế vật thân phận, ở chân chính mạnh mẽ trước mặt, chỉ có thể liều mạng chạy trốn, mới có thể tranh thủ một tia cơ hội thở dốc mà thôi, thú vị thú vị. Hắn ngưng mắt nhìn treo trên bầu trời bất động Diệp Thần, cười lạnh nói, ngươi, làm sao không nhận chạy. Phế vật, nên có phế vật dáng vẻ, đừng nhanh như vậy tự tìm cái chết à. Để cho ta lại hơn thăm ngươi kinh hoàng chạy loạn dáng vẻ à. Vừa nói, một đôi tay liền huy động liên tục động, toàn bộ không gian đều ở đây Lâm Tuyệt Long tay dưới run run, một tấm đem không gian phong bế dáng vóc to móng lưới, đem Diệp Thần hoàn toàn bao phủ. Diệp Thần nhướng mày một cái, trăm bước đuổi điện, máu thần, phần huyết quyết, thần ma luân hồi quyết đồng thời bùng nổ, cưỡng ép đột phá không gian bình phong che chở, hướng công kích nhất điểm yếu, đột phá đi. Mà đang ở vậy Lâm Tuyệt Long ra tay công kích Diệp Thần lúc đó, một bên Hình Tử Đường, rốt cuộc vậy ra tay. Lúc này, hắn cả thân khí thế tựa hồ đạt tới đỉnh cấp, đôi mắt bỗng nhiên mở một cái, sạch bóng bạo tránh, ở nắm đấm của hắn trên,
hiện ra một đạo phong cách cổ xưa bao la cực phẩm thần khí găng tay, cả người bắp thịt điên cuồng phồng lên, đầu chọc trên hiện ra đạo đạo gân xanh. Hình tử đường chợt nổi giận gầm lên một tiếng, người không ra người quỷ không ra quỷ đồ, cho ta nhận lấy cái chết. Theo thanh âm, một quyền ầm ầm đánh ra. Mà mới vừa tránh qua tay kia lưới diệp thần, cũng là ánh mắt lóe lên, hình tử đường một kích này, cực mạnh. Thậm chí, mơ hồ vượt qua hắn bất hủ một kiếm. Bất quá, hình tử đường một kích này, hiển nhiên không thể xem hắn bất hủ một kiếm như vậy tự nhiên thi triển, mà muốn tiến hành một đoạn thời gian xúc lực. Nếu không phải cái này Lâm Tuyệt Long lúc này đem tâm thần toàn bộ đặt ở diệp thần trên mình, hình tử đường, có thể ngay cả công kích Lâm Tuyệt Long cơ hội cũng không có. Vậy Lâm Tuyệt Long ánh mắt đông lại một cái, cả người hắc khí cuồng trào, trong nháy mắt, liền ở bề mặt ra, hình thành một đạo màu đen cổ xưa đường vân bình phong che chở, đem Lâm Tuyệt Long cả người bảo vệ ở trong đó. Một khắc sau, vậy kinh thiên giấu quyền, hoàn toàn đánh vào màu đen bình phong che chở trên. Ầm một tiếng nổ rung trời. Lâm Tuyệt Long dưới chân đất đai, xuất hiện vô số vết rách, bình phong che chở trên, cũng không ngừng phát ra rắc rắc tiếng, mơ hồ có tan vỡ dấu hiệu. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp khàn khàn, tựa như đến từ dị độ không gian khẽ nói, từ màu đen bình phong che chở bên trong vang lên. Ngươi rất mạnh, nhưng là trên người ta bí mật, có thể không ý kỵ nha. Ở nơi này thanh âm xuất hiện đồng thời, một màn quỷ dị, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đen nhánh bình phong che chở bề ngoài dâng lên từng cơn ma khí, vậy có hủy thiên diệt địa vậy uy thế giấu quyền, lại ma khí ăn mòn dưới, chậm rãi tan rã. Không chỉ có như vậy, quấn quanh ở giấu quyền trên ô mang, còn càng phát ra thâm thúy, tựa như, phải đem giấu quyền lực lượng, chiếm đoạt hầu như không còn vậy. Chỉ chốc lát sau, hình tử đường đánh ra vậy đạo giấu quyền, lại ma khí ăn mòn dưới, hoàn toàn tiêu tán. Ánh sáng đen chớp mắt, đen nhánh bình phong che chở lần nữa hóa là cuồn cuộn ma khí dung nhập vào Lâm Tuyệt Long trong cơ thể, mà mọi người, lúc này nhìn về phía Lâm Tuyệt Long ánh mắt, rốt cuộc bắt đầu dao động. Thần bí lực cắn nuốt, lại ngay cả công kích cũng có thể hoàn toàn chiếm đoạt, cái này, há chẳng phải là vô địch sao? Diệp thần nhìn về phía Lâm Tuyệt Long, cũng là ánh mắt ngưng trọng, cái này Lâm Tuyệt Long, so hắn tưởng tượng bên trong, còn muốn khó giải quyết. Mà hình tử đường, chính là sắc mặt khó khăn xem, mình một kích mạnh nhất, cho dù đối mặt vậy bước vào hồi lâu tinh khiếu cảnh võ giả, cũng có nhất định uy hiếp, lại cứ như vậy bị quái vật này tiếp nhận. Lâm Tuyệt Long tiếp nhận hình tử đường nhất kích, ngược lại cũng không vội vã động thủ, tựa như đang trêu con mồi thợ săn vậy, mặt đầy nụ cười thưởng thức mọi người. Hắn quá hưởng thụ hết thảy các thứ này. Lâm Tuyệt Long ánh mắt lần nữa rơi vào Diệp Thần trên mình, hướng về phía Diệp Thần khinh miệt nói. Diệp Thần, đây chính là người tìm tới người giúp. Ha ha ha, thật là mạnh à, quyền của hắn ấn, ngược lại là khá là ngon miệng, mới vừa rồi chiêu đó. Không phải là hắn công kích mạnh nhất chứ. Mấy năm trước, ta có thể tự tay phá hủy ngươi Ninh Ba Diệp ra. Để cho ngươi rơi vào hồ Đông Tiền, cảm nhận được tuyệt vọng. Bây giờ, ta cũng có thể để cho ngươi thế giới lần nữa tràn ngập tuyệt vọng. Lần này, ngươi không có giống ở Ninh Ba lúc tốt số như vậy. Diệp thần tay cầm huyết ma kiếm, cả người hơi thở ngưng tụ, đang chuẩn bị phối hợp hình tử đường. Sử dụng linh sát hợp kích cùng Lâm Tuyệt Long liều mạng lúc đó, một đạo xa xa uy nghiêm thanh âm, ở hắn đầu óc bên trong vang lên. À, tiểu tử, mau bước vào hợp đạo cảnh. Không tệ không tệ. Ngự thú linh thần, Diệp thần nghe được vậy thanh âm quen thuộc, không chỉ có mặt lộ vẻ vui mừng, ngự thú linh thần ngủ say lâu như vậy, rốt cuộc thức tỉnh. Vẫn là ở nơi này nguy cấp. Cố nhiên ngự thú linh thần thần niệm lực lượng không có bao nhiêu. Nhưng là có hắn, có lẽ, cuộc chiến đấu này, liền phải xuất hiện chuyển cơ. Ngự thú linh thần nói, thằng nhóc, đối diện cái tên kia, nếu như ta không nhìn lầm, hấp thu không thiếu máu cường giả mạch và tu vi chứ. Quá lộn xộn bừa bãi. Diệp thần gật gật đầu nói, người này và ta cùng chung đến từ Hoa Hạ, hắn còn thông qua chiếm đoạt thăng long thi đấu bên trong người dự thi, đạt tới tinh khiếu cảnh nhất tầng thiên tu vi, thực lực cực mạnh. Đáng sợ hơn là, hắn có một loại cực kỳ quỷ dị lực cắn nuốt, không chỉ có thể chiếm đoạt những võ giả khác để nâng cao mình tu vi, thậm chí, liền vũ kỹ lực lượng cũng có thể cùng nhau chiếm đoạt.
Ngự thú linh thần nghe vậy, trầm ngâm chốc lát nói, xem ra linh võ đại lục cái kế hoạch kia không có hoàn toàn tiêu trừ à, loại này tà đạo nhìn như mạnh mẽ, nhưng cũng không phải người bình thường có thể thành công. Lấy ngươi bây giờ tình huống, muốn phải tạm thời phong ấn hắn lực cắn nuốt, thậm chí thật to suy yếu hắn thực lực, ngược lại cũng không phải không có cách nào. Cái gì? Diệp Thần nghe vậy mừng rỡ nói, biện pháp gì? Nếu là có thể đem lực cắn nuốt phong ấn, bọn họ phần thắng ắt sẽ tăng nhiều. Ngự thú linh thần cười nói, thằng nhóc, người giàu gì cũng là luân hồi huyết mạch. Thế gian mạnh nhất huyết mạch, chỉ có luân hồi huyết mạch, không có một trong. Loại này tà môn ngoại đạo và ngươi so sánh, ngươi còn như thế sợ hãi. Ta cũng là ngươi cảm thấy mất thể diện. Bất quá đối phương thủ đoạn trưởng thành cực nhanh, mà ngươi luân hồi huyết mạch lớn nhất tai hại, chính là trưởng thành khó khăn, nhưng là một khi tỉnh lại một số, thì có chỗ tốt cực lớn. Diệp Thần liếc một cái ngự thú linh thần, không muốn ngươi khen ta, nói tránh sự. Ngự thú linh thần cười một tiếng, thằng nhóc, bây giờ ta muốn truyền thụ ngươi, sử dụng phong trấn lực chân chính phương pháp, truyền thụ công pháp sẽ tiêu hao ta lực lượng, mà ta lực lượng còn dư lại không nhiều, chỉ biết nói một lần, ngươi phải dụng tâm nhớ kỹ. Lâm Tuyệt Long lúc này thấy Diệp Thần trên mặt cũng không có lộ ra vẻ hoảng sợ, ngược lại, toát ra tí tí vui mừng, không khỏi trong lòng giận lên. Tại sao? Tại sao Diệp Thần thấy mình thực lực sau đó, vẫn là bình tĩnh như vậy? Không chỉ có không có sợ hãi chút nào vẻ, thậm chí, còn có vẻ vui mừng. Tại sao? Hắn không nên xem chó như nhau, quỳ xuống đất cầu xin mình tha thứ sao? Chẳng lẽ, hắn còn vọng tưởng có thể chiến thắng mình? Nghĩ tới đây, Lâm Tuyệt Long một đôi huyết mâu bên trong, bị tàn bạo vẻ dồi dào. Bỗng nhiên gian hướng về phía Diệp Thần gầm hét lên, phế vật. Người mẹ hắn làm sao còn không đối với lão tử cầu xin tha thứ à? Người sẽ không ngu xuẩn đến còn có chiến thắng lão tử ảo tưởng chứ? Tốt, ta bây giờ, liền đem ngươi ảo tưởng, hoàn toàn mất đi. Lúc này, Diệp Thần căn bản không có đem bất kỳ sự chú ý đặt ở Lâm Tuyệt Long trên mình, mà là đem toàn bộ tâm thần, đều tập trung ở đối với công pháp hiểu bên trong. Lâm Tuyệt Long nói xong, mắt gặp Diệp Thần, không chỉ không có bất kỳ bày tỏ gì, lại vẫn đem đôi mắt nhắm lại, hoàn toàn không thấy mình, không khỏi phát ra một tiếng giống giận rung trời, thân hình động một cái, liền hướng Diệp Thần bay xông lên đi. Hình tử đường gặp Diệp Thần lúc này còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, không rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra, không nhịn được lo lắng hét lớn một tiếng. Diệp Thần, người đang làm gì? Dứt lời. Cắn răng một cái rơi vào Diệp Thần trước người, huy động hai quả đấm, hướng nhào tới đạo hắc ảnh kia đánh tới. Lâm Tuyệt Long gặp phải ngăn trở, hơn nữa tức giận, hét lớn một tiếng, cho ta cút. Tay động một cái, tinh khiếu cảnh tuyệt cường lực tính bộc phát ra. Ầm một tiếng nổ vang, hình tử đường thân thể giống như đoạn tuyến con diều vậy đổ bay ra, trên mình máu tươi cuồng trào, lại một kích này dưới, liền người bị thương nặng. Hình tử đường mặc dù lĩnh ngộ bộ phận quy luật lực, nhưng là, ở Lâm Tuyệt Long chân chính hoàn chỉnh lực cắn nuốt cùng tuyệt mạnh thiên ma khí trước mặt, vẫn là khó mà chống lại. Cách đó không xa, màu đen màn sáng bên trong duẫn mính thấy vậy, vậy kìm lòng không đặng gấp giọng nói, Diệp Thần. Mau tránh ra à! Không chỉ có như vậy, nàng thân hình động một cái, liền muốn rời khỏi màu đen màn sáng, thì lấy giúp đỡ, lại bị thiên linh chặn. Thiên linh đè lại Duẫn Mính bả vai, trầm giọng nói, người đi ra ngoài, bất quá là chịu chết mà thôi, yên tâm, cái tên kia, sẽ không như thế dễ dàng sẽ chết. Lúc này, Diệp Thần rốt cuộc mở hai mắt ra, thấy được đâm đầu vào Lâm Tuyệt Long. Lâm Tuyệt Long trên mặt, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhưng mà, một khắc sau, hắn nụ cười, thì có chút cứng lên. Ở hắn tưởng tượng, Diệp Thần thấy tự mình tới đến trước người. Nhất định sẽ lộ ra sợ hãi, vẻ tuyệt vọng, nhưng mà, ở hắn vậy đôi huyết mâu bên trong chỗ đã thấy. Nhưng là một cái lạnh như băng mỉm cười, ở Diệp Thần trên gương mặt, không tiếng động tách thả ra. Lâm Tuyệt Long nổi giận gầm lên một tiếng, người còn có thể cười được à? Hắn vốn định, ở nơi này thăng long thi đấu bên trong, lợi dụng mình mới vừa thức tỉnh thiên ma huyết mạch, hoàn toàn tàn phá Diệp Thần tâm thần, để báo huyết hải thâm cừu, nhưng mà... Diệp Thần biểu hiện, nhưng luôn là ra hắn ý liệu. Vậy làm sao có thể không kêu hắn cuồng nộ? Diệp Thần bước chân động một cái, thi triển trăm bước đuổi điện,
một bên nhàn nhạt nói cười. Ta mặc dù có thể cười được, đương nhiên là bởi vì. Cho dù Diệp Thần thi triển cái này cường đại thân pháp, bởi vì tu vi lên chênh lệch, vẫn không cách nào hất ra Lâm Tuyệt Long. Lâm Tuyệt Long bóng người, như bóng với hình vậy, dán chặt trước Diệp Thần. Đương nhiên là bởi vì. Chấm, Diệp Thần nụ cười trên mặt, càng ngày càng đậm. Ngươi, cũng không quá như vậy mà thôi, vẫn là cùng ban đầu thua ở ta trong tay chi như nhau, ngươi lấy là lấy được cái này lực cắn nuốt, liền vô địch. Cái gì? Người ở tại tràng, đều là khó có thể tin nhìn về phía Diệp Thần, cơ hồ kinh được cầm đều phải rớt xuống đất. Diệp Thần lại vẫn dám ở thời điểm này, khiêu khích cái này đã bước vào tinh khiếu cảnh tầng trời một mạnh mẽ người thần bí. Liền liền hình tử đường như vậy thiên tài cường giả, đều bị thần bí nhân này nhất kích mà tổn thương, Diệp Thần đến tột cùng là đâu bên trong tới tự tin cùng dũng khí. Đây quả thực, chính là ngại mình sống được quá dài. Đúng như dự đoán, vậy Lâm Tuyệt Long, ở Diệp Thần giễu cợt dưới, ngay tức thì mất lý trí, điên cuồng đối với Diệp Thần phát động công kích. Mà Diệp Thần hít sâu một hơi, đột nhiên dừng bước, đôi mắt tinh quang lóe lên. Lại là muốn chính diện nghênh kích mãnh công mà đến Lâm Tuyệt Long. Xích Hà có chút không đành lòng nhắm hai mắt lại, nàng biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng là, liền liền hình tử đường đều ở đây Lâm Tuyệt Long nhất kích dưới trọng thương, cho dù Diệp Thần mạnh hơn nữa, cũng không cách nào tiếp cái này cuồng bạo thế công chứ. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng được, một khắc sau, Diệp Thần đổ máu tại chỗ bộ dáng. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần trên mình chợt bộc phát ra một hồi kỳ dị hơi thở. Lâm Tuyệt Long con người co giúp một cái, hơi thở này, vừa quen thuộc, vừa xa lạ, chẳng biết tại sao, hắn thân thể, lại theo bản năng ngưng đối với Diệp Thần công kích, mà là thân thể một chuyển, cực nhanh cùng Diệp Thần kéo ra khoảng cách. Lần này, tất cả mọi người lần nữa ngây ngẩn, cơ hồ không thể nào tin nổi con mắt của mình. Mới vừa rồi, bọn họ nhìn thấy gì? Tinh khiếu cảnh áo bào đen võ giả, lại, ở tránh diện nghênh kích Diệp Thần trước mặt, tránh lui. Hơn nữa, vẫn là ở Diệp Thần, đối với hắn phát ra vô cùng là châm chọc khiêu khích dưới. Điều này sao có thể? Diệp Thần cười lạnh nhìn tránh xa xa Lâm Tuyệt Long nói, làm sao, Lâm Tuyệt Long, ngươi sợ. Lâm Tuyệt Long hơi thở hào hển, mới vừa rồi, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại vô cùng là nguy hiểm cảm giác. Hắn do dự nhìn Diệp Thần, điều này sao có thể? Diệp Thần không quá nửa bước hợp đạo cảnh tu vi, cho dù có hậu thủ gì, cũng không khả năng uy hiếp được mình mới là à. Hơn nữa, mới vừa rồi từ Diệp Thần trong cơ thể tản ra loại khí tức đó, cái loại đó để cho hắn cảm thấy rất tinh tường hơi thở, là hắn sợ nhất tồn tại. Hơi thở này, tựa như biểu thị luân hồi. Diệp Thần, không phải là không có huyết mạch và linh căn giác dưới sao? Tại sao, sẽ tản mát ra loại này huyết mạch hơi thở? Hơn nữa, Diệp Thần tán phát huyết mạch hơi thở vô cùng là đậm đà, thậm chí còn vượt qua xa mình, đồng thời, trừ luân hồi hơi thở, mơ hồ bên trong còn có một loại để cho hắn càng sợ hãi tồn tại. Nghe được Diệp Thần giễu cợt, Lâm Tuyệt Long huyết mâu bên trong, hận ý nồng hơn, cơ hồ đến đánh mất lý trí bên bờ, tại sao luôn là như vậy? Tại sao cái này Diệp Thần, luôn là ra mình ý liệu? Chẳng lẽ, hắn thật sự là thân bất tử? Chẳng lẽ, hắn thật sẽ không thua? Chẳng lẽ, thiên tư của hắn, thật khủng bố đến có thể lấy hợp đạo cảnh chiến thắng tinh khiếu cảnh? Không thể nào, thế gian không thể nào cất ở đây dạng sự việc. Lâm Tuyệt Long trong mắt hận ý, cơ hồ muốn thực chất hóa, nội tâm không cam lòng, điên cuồng phun trào ra, hắn không cam lòng, là bởi vì là, hắn mơ hồ có loại cảm giác, cho dù hắn có cái bí mật kia. Có thể chiếm đoạt người khác, cũng không cách nào khiến cho Diệp Thần khuất phục. Đồng thời, hắn cũng không cách nào hiểu, Diệp Thần, tại sao lại như vậy không có sợ hãi? Chẳng lẽ, hắn thật không sợ chết? Trong chốc lát, Lâm Tuyệt Long mặc dù rơi vào cuồng nộ, nhưng tại chỗ dừng bước không tiến lên, xa xa hướng về phía Diệp Thần gầm thét, rằng co không nghỉ. Diệp Thần tay cầm huyết ma kiếm, đưa mắt nhìn Lâm Tuyệt Long, chút nào không để cho, nhưng là... Hắn ánh mắt, nhưng ở hơi lóe lên, mặc dù ngoài mặt nhìn như trấn định. Thực thì, nội tâm, nhưng là khá là cấp bách. Ngự thú linh thần dạy cho hắn phong ma thuật, hắn vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ.
phong ma thuật phải lấy hắn luân hồi huyết mạch máu tươi làm chất dẫn. Mà ngự thú linh thần ở luân hồi mộ địa ngắn ngủi để cho hắn thức tỉnh một số huyết mạch sử dụng. Bây giờ, hắn đang liều mạng tiêu hóa phong ma thuật nội dung. Không chỉ như vậy, Diệp Thần còn mượn một số luân hồi mộ địa đỏ xanh quang cầu lực lượng. Đây là tiểu hoàng huyết mạch lực. Những lực lượng này gia trì, mới chấn nhiếp đập vào mặt Lâm Tuyệt Long mà thôi. Làm Lâm Tuyệt Long bởi vì trực giác tránh lui lúc đó, Diệp Thần trong miệng tuy đang giễu cợt, thật ra thì, nội tâm nhưng là hơi buông lỏng một chút. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, cái này Lâm Tuyệt Long khẳng định sẽ lần nữa đối với hắn công kích, khi đó, chỉ dựa vào huyết mạch hơi thở, sợ rằng, đã không cách nào đem bước lui. Hắn điều có thể làm, chính là mỗi một giây, đem phong ma thuật mau sớm lĩnh ngộ. Lâm Tuyệt Long rằng có một hồi, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm hét lên, Diệp Thần, tại sao ngươi còn không khuất phục? Còn chưa đủ, là ta ăn xong không đủ, ta muốn, chiếm đoạt càng nhiều. Vừa nói, hắn bỗng nhiên hướng về phía một bên hình tử đường đầu đi ánh mắt. Hình tử đường lúc này dựa vào đan dược cùng với siêu cường thể chất, thương thế đã cơ hồ hoàn toàn khôi phục, nhưng là, làm hắn thấy Lâm Tuyệt Long quăng tới ánh mắt lúc đó, vẫn tâm thần chấn động một cái. Cảm thấy cực lớn nguy hiểm. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái. Cho dù có thể đem Lâm Tuyệt Long phần lớn thực lực phong ấn, sợ rằng, hắn vẫn là có đến gần tinh khiếu cảnh tu vi, đến lúc đó, nếu là không có hình tử đường tương trợ, nói không chừng, vẫn là không cách nào đem chém giết. Ngay tại Lâm Tuyệt Long chuẩn bị hướng hình tử đường nhào tới lúc đó, đột nhiên, một đạo màu đen quang vòng, từ bầu trời hạ xuống, đem Lâm Tuyệt Long vây ở một đạo màu đen màn sáng bên trong. Cái này màu đen màn sáng. Lại tản mát ra vô cùng là cường thịnh hơi thở, so hình tử đường nửa bước thần khí phi hành pháp bảo, còn muốn hơn nữa bác đại. Lại là một kiện chân chính thần khí. Trừ cái này ra, màu đen kia màn sáng, lại còn tản ra đậm đà giới vực lực. Diệp Thần và hình tử đường sững sốt một chút, hướng quang vòng xuất hiện phương hướng nhìn, chỉ gặp một người mặt mũi có chút tái nhợt tuấn Mỹ nam tử hai tay bắt pháp quyết, sắc mặt ngưng trọng, chính là Cơ Huyền. Ở hắn bên người, cùng chung bắt pháp quyết, còn có Trời Linh. Mà Duẫn Mính, lúc này đã đi tới Diệp Thần bên người. Lâm Tuyệt Long thấy vậy, trong mắt lửa giận không ngừng bay lên, gầm to nói, các ngươi những thứ này đê tiện thiên tài, lại liên tiếp ngăn trở ta, rất nhanh, ta liền sẽ để cho các ngươi thưởng thức được cái này thế gian kinh khủng nhất hành hạ. Dứt lời hắn quanh thân ma khí điên cuồng phun trào, đem Lâm Tuyệt Long thân hình hoàn toàn chìm ngập. Hắc khí bên trong truyền ra chợt quát lên, vực sâu hạ xuống. Một cổ kinh khủng giới vực lực, ở ánh sáng màu trắng mạc bên trong điên cuồng đụng vào, Cơ Huyền và Thiên Linh ngay tức thì mồ hôi như mưa rơi, cả người run rẩy, hiển nhiên thừa nhận cực lớn áp lực. Cơ Huyền quát lên, chúng ta không kiên trì được bao lâu. Diệp huynh, Hình huynh, các ngươi, còn có cái gì hậu thủ, mau chuẩn bị, nếu không, lại chờ một lát, chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Diệp Thần và hình tử đường hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đều là ánh mắt sáng lên. Diệp Thần nhắm lại đôi mắt, ngồi xếp bằng xuống, ngưng thần hiểu phong ma thuật, mà hình tử đường, thì đem một quả màu tím viên châu nắm trong tay, sắc mặt ngưng trọng, cả người hùng hậu linh lực không ngừng bơm vào màu tím kia viên châu bên trong. Thời gian dần dần trôi qua, Thiên Linh và Cơ Huyền thân thể run rẩy, vậy càng ngày càng kịch liệt. Sốt cuộc, phốc một tiếng. Thiên Linh miệng phun máu tươi. Từ không trung rơi xuống, lại bởi vì tiêu hao quá độ, trực tiếp ngất đi. Mất đi Thiên Linh phụ trợ, Cơ Huyền áp lực bỗng nhiên tăng lớn, hắn thất khiếu bên trong, ngay tức thì xông ra hàng loạt máu tươi, nhưng là hắn ánh mắt bên trong, lại phát hiện ra lau một cái kiên quyết vẻ, gắt gao chống đỡ. Sau một nén nhang, Cơ Huyền chợt thần sắc biến đổi, ầm một tiếng, cả người bộc phát ra một hồi xương máu, rớt xuống đất. Nơi này đồng thời, màu đen kia màn sáng mất đi chủ nhân linh lực chống đỡ, một tiếng kêu gào, lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng vòng, bay trở về Cơ Huyền bên người. Vậy ngay tại lúc này, vậy ma khí nồng nặc bên trong, truyền ra Lâm Tuyệt Long gần như điên cuồng tiếng cười lớn. Hôm nay, ta phải lấy huyết minh tên, nói cho thế giới, ta Lâm Tuyệt Long mới thật sự là tuyệt thế thiên tài. Giờ khắc này, cả thế giới tựa như đều là Lâm Tuyệt Long thanh âm.
Một cổ vô hình ác mộng cắn nuốt Thăng Long thi đấu chỗ ở tất cả cường giả. Bất quá, cố nhiên Lâm Tuyệt Long cuồng ngông, nhưng là hắn vẫn là hơi ma khí thu liếm, sắc mặt khanh thương trắng một phần. Mới vừa rồi Cơ Huyền sử dụng bảo bối, quả thật liền được, nếu như Cơ Huyền mới vừa rồi thực lực lại tiến hơn một bước, thậm chí, chỉ cần đến nửa bước tinh khiếu, đều có thể đem hắn hoàn toàn vây khốn. Mặc dù cuối cùng Cơ Huyền không cách nào chống đỡ, nhưng là, Lâm Tuyệt Long vậy tiêu hao không ít lực lượng. Bất quá bây giờ, hắn cũng đã rõ ràng, mới vừa rồi, Diệp Thần 80% là dùng thủ đoạn gì cầm hắn hù dọa, nếu không nơi nào sẽ đến khi Cơ Huyền đều không cách nào chống đỡ, còn không ra tay. Cho nên, bây giờ nếu hắn đã thoát khốn ra, như vậy, Diệp Thần ngày rỗ, cũng chỉ đến. Máu hắn mau nhìn về phía Diệp Thần, lóe lên vô cùng là ánh sáng tà ác. Lực lượng thần bí, có thể đem người khác bộ phận tu vi hấp thu vào bên trong cơ thể, thậm chí, có thể ở trong người không ngừng hành hạ đối phương, cái loại đó cảm thụ, tuyệt đối thì sống không bằng chết. So trên đời khốc hình tàn khốc nhất, còn muốn đau khổ đi nữa dù sao cũng lần. Hoa Hạ đài võ đạo khuất nhục, Côn Lôn hư ác mộng, hôm nay hắn muốn Diệp Thần hoàn toàn trả lại. Trăm lần trả lại. Đáng sợ hơn là, hắn có thể đem một nhóm người, vặn vẹo thành đôi mình nhất là trung thành người làm. Nếu như Diệp Thần bị hắn hấp thu, trong tương lai, cũng chỉ có thể biến thành một cái đối với Lâm Tuyệt Long duy mệnh là từ quái vật. Xem đến lúc này Diệp Thần, vẫn là nhắm mắt ngồi xếp bằng, ngồi dưới đất, Lâm Tuyệt Long liền tựa như thấy được một con dê con đợi làm thịt, hắn trên mặt treo nụ cười dữ tợn, từng bước một đi về phía Diệp Thần. Hắn trong miệng châm chọc nói, phế vật, người đã buông tha chống cự sao? Cứ như vậy chờ chết sao? Yên tâm, ta có thể sẽ không như vậy dễ dàng, sẽ để cho ngươi chết đi. Ta sẽ thật tốt để cho ngươi thể nghiệm một phen, cái gì mới thật sự là địa ngục sau đó, lại để cho ngươi vinh hạnh trở thành bổn tôn nô bộc, như thế nào, vui vẻ không? Ha 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 ha. Nhưng đột nhiên gian, Lâm Tuyệt Long dừng chân một cái, chợt quay đầu. Nhìn về phía hình tử đường chỗ ở phương hướng, ở nơi đó, một cổ làm hắn sợ hết hồn hết vía năng lượng, đang chậm rãi bay lên. Hình tử đường mặt lộ vẻ cười nhạt, tay cầm một đoàn màu tím lôi quang, hướng về phía Lâm Tuyệt Long cười nói. Ngươi, thật giống như đối với Diệp Thần tình yêu duy nhất à? Có phải hay không, cầm ta hoàn toàn quên mất. Ta cũng không thích bị người khinh thường à? Dứt lời, chợt đem vậy đoàn lôi quang. Đập về phía Lâm Tuyệt Long. Lâm Tuyệt Long mắt lộ ra ngưng trọng, nhưng không có vẻ sợ hãi, ngược lại, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, trong miệng quát khẽ vực sâu hạ xuống. Cường đại giới vực lực, ở Lâm Tuyệt Long trong tay ngưng tụ, một đoàn vô cùng là thâm thúy hắc khí, tựa như, thành cái thế giới này trung tâm vậy, bị Lâm Tuyệt Long cầm ở trong lòng bàn tay. Đây chính là, tinh khiếu cảnh thực lực. Lâm Tuyệt Long thân hình động một cái. Mang cái này đoàn hắc khí, nghênh hướng vậy đoàn hàm chứa lực lượng kinh khủng ánh sáng tím. Ầm một tiếng vang thật lớn, tựa như hai cái thế giới, phát sinh va chạm. Cường đại lực trùng kích, cơ hồ đem toàn bộ đỉnh núi, tiêu đi hơn nửa. Lâm Tuyệt Long một con khô héo bàn tay, bị vậy đoàn lôi quang hoàn toàn phá hủy, màu tím máu tươi điên cuồng tung tóe, nhưng là, hắn khuôn mặt trên, vẻ dữ tợn, ngược lại bộc phát đậm đà. Hình tử đường lúc này nửa quỳ xuống, ngực mở một cái to lớn lỗ máu, lại công kích kia phản chấn dưới, bị thương chí mạng, hình dáng vô cùng là thê thảm. Hiển nhiên, hình tử đường ở luyện thể phương diện, cũng là đăng phong tạo cực tồn tại, nếu không, loại thương thế này dưới, người bình thường tộc căn bản không cách nào sống sót. Nhưng là, hình tử đường nhưng thật giống như hoàn toàn không thèm để ý mình thương thế vậy, kinh hãi nhìn Lâm Tuyệt Long, trong ánh mắt. Dần dần nổi lên lau một cái sợ hãi. Làm sao có thể, hình tử đường lầm bầm, đây chính là phụ thân ban cho ta hậu thủ à, Thăng Long thi đấu bất kỳ thiên tài đều không cách nào ngăn trở nhất kích, tại sao, ngươi lại có thể chỉ trả giá một cái tay giá phải trả, liền đem hắn tiếp. Lâm Tuyệt Long thưởng thức hình tử đường trên gương mặt tuyệt vọng, cảm giác này, thật là quá tuyệt vời, loại này nghiền ép người khác cảm giác. Tiếp theo, hắn khinh thường cười nói. Phế vật, chớ đem ta và các ngươi những loài người này rác dưới như nhau, sau lưng ta tồn tại, cũng không phải là dựa vào năng lượng mạnh mẽ liền có thể đánh bại.
Các ngươi những thứ này sống trong nhung lụa thiên tài tự nhiên không hiểu, năng lượng nhưng mà ta am hiểu nhất hấp thu vật. Mặc dù Lâm Tuyệt Long ngoài miệng như thế nói, nhưng là, hắn hiển nhiên vậy mới vừa rồi một kích kia bên trong bị thương, mà muốn khôi phục thương thế, tốt nhất biện pháp, chính là chiếm đoạt. Chiếm đoạt những loài người này thiên tài hết thảy. Dĩ nhiên chiếm đoạt cũng có hơn thiệt. Hắn không thể hoàn toàn chiếm đoạt người khác tu vi và huyết mạch, chỉ có thể chiếm đoạt rất nhỏ một số. Nhưng là cái này Thăng Long thi đấu thứ không thiếu nhất chính là thiên tài. Nhỏ đi nữa một số cũng có thể ngưng tụ thành đồ vật khổng lồ. Hắn đánh giá hình tử đường, giống như ở xem món ngon vậy. Ánh mắt kia, cho dù lấy hình tử đường sắt thép vậy tâm trí, đều không khỏi dùng mình một cái. Hình tử đường vùng vẫy về phía sau lui ngược lại, hướng về phía Lâm Tuyệt Long giận dữ hét, chớ tới gần ta. Chớ tới gần ta, ngươi nếu dám động ta, ta hình gia định phá hủy ngươi hết thảy. Gần đây kiêu ngạo hình tử đường, lúc này, vậy cảm nhận được khắc cốt sợ hãi. Trước mắt Lâm Tuyệt Long, là chân chánh quái vật, là so tử vong canh kinh người tồn tại. Lâm Tuyệt Long nhìn hình tử đường diễn cảm, hài lòng cực kỳ, hắn chậm rãi đi về phía hình tử đường. Thậm chí, đều có chút không đành lòng, nhanh như vậy đem hình tử đường cắn nuốt, hắn muốn tinh tế thưởng thức một phen hình tử đường kiêu ngạo bị vậy không có gì sánh kịp sợ hãi phá hủy mùi vị. Mắt xem một cái tuyệt thế thiên tài, ở trước mặt mình đạo tâm tan vỡ, đó là biết bao mê người hưởng thụ. Ngay tại Lâm Tuyệt Long cùng hình tử đường, bất quá 10 mét xa lúc đó. Lâm Tuyệt Long đỉnh đầu hư không, đột nhiên một hồi rung động, một chiếc thất thải phi thuyền, từ hư không bên trong bay ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng Lâm Tuyệt Long đánh tới. Xích hà, hình tử đường trong mắt sinh ra một chút hy vọng, chỉ cần cái này nửa bước thần khí phi thuyền, có thể ngăn cản Lâm Tuyệt Long chốc lát, có lẽ, hắn thì có chạy trốn cơ hội. Nhưng là, thực tế, nhưng thường thường là tàn khốc. Lâm Tuyệt Long nhìn lướt qua vậy thất thải phi thuyền. Một tay tùy ý vung lên, liền đem vậy phi thuyền đánh phía một bên, mà điều khiển phi thuyền xích hà, cũng là ngay tức thì miệng phun máu tươi, hôn mê trên đất. Hình tử đường sắc mặt vô cùng khó khăn xem, nơi nào còn có nửa điểm mười hoang hình gia thiên tài thiếu chủ hình dáng. Nhưng, một khắc sau, hình tử đường trên gương mặt, đột nhiên xuất hiện một màn dữ tợn nụ cười. Lâm Tuyệt Long thấy vậy, hơi sững sờ, tên này đạo tâm. Không phải cũng xu hướng tại mất đi liền sao? Làm sao, bây giờ sẽ lộ ra như vậy diễn cảm? Không phải, hẳn hoàn toàn tan vỡ sao? Ngươi thật giống như rất hưởng thụ à? Hình tử đường đột nhiên cười nói, ngươi lấy là ta tâm cảnh, muốn tan vỡ. Lâm Tuyệt Long huyết mâu bên trong, mơ hồ có lửa giận bay lên, hắn cảm giác mình một lần nữa bị người đùa bỡn. Hình tử đường kiên quyết cười một tiếng, ta mười hoang hình ra. Cũng không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy, nếu ngươi như vậy thích hấp thu năng lượng, liền nếm thử một chút lão tử tự bạo mùi vị đi. Vừa nói, hình tử đường cả người tản mát ra cực mạnh hủy diệt chập chờn, Lâm Tuyệt Long hơi biến sắc mặt, hình tử đường mặc dù bây giờ chật vật, nhưng là, một thân nội tình vượt xa cảnh giới, lúc này tự bạo tản ra năng lượng, cơ hồ giống như là một cái tinh khiếu võ giả. Mới vừa rồi, Lâm Tuyệt Long ở hình tử đường nhất kích dưới, đã bị thương. Bây giờ, nếu như lại chịu đựng một lần hắn tự bạo, coi như hắn có chiếm đoạt khả năng, chỉ sợ cũng phải bị thương. Ngay tại Lâm Tuyệt Long chuẩn bị thi triển thân pháp né tránh lúc đó, sau lưng, một tiếng khẽ kêu vang lên. Phân giao ánh sáng. Một đạo không cách nào tránh né sắc bén ánh sáng, phong tỏa Lâm Tuyệt Long chỗ ở vị trí, Lâm Tuyệt Long giận dữ, quát lên một tiếng lớn, cút. Tiện tay một móng vung đi. Liền trực tiếp đem phân giao ánh sáng xé thành phấn vụn, đồng thời, móng tay ảnh uy thế không giảm, lấy tốc độ cực nhanh, hướng Duẫn Minh bay đi. Ầm một tiếng, vậy đạo khủng bố chảo ảnh, hung hãn đánh trúng mục tiêu. Lâm Tuyệt Long huyết mâu chấp động sảng khoái, tiện nhân, đây chính là trở ngại ta kết quả. Nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt giọng nói, từ bị Lâm Tuyệt Long móng đánh nhấc lên trong bụi mù vang truyền ra. Hình huynh, không cần tự bảo. Lâm Tuyệt Long trong mắt sảng khoái, ngay tức thì tiêu tán, thậm chí, liền hắn khuôn mặt, đều có chút cứng lên, hắn nội tâm, lần nữa cảm thấy một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được nóng nảy cảm giác. Diệp thần, hắn không phải hẳn đã rơi vào tuyệt vọng,
buông tha chống cự sao? Diệp Thần chậm rãi từ bụi mù bên trong đi ra, nhìn huyết mâu thiêu đốt lửa giận Lâm Tuyệt Long, dửng dưng cười nói, người này, do ta dạy, đến lượt do ta chu diệt. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần quanh thân lôi quang cùng nhau, thoáng qua đang lúc, đã tới đến Lâm Tuyệt Long bên người. Canh kim khí, lục đạo lực, bất hủ kiếm ý, mở, linh sát hợp kích. Phá! Diệp Thần khẽ quát một tiếng, cả người lực lượng hoàn toàn bùng nổ, chém ra mạnh nhất một kiếm. Lâm Tuyệt Long con người co rúm lại, cười lạnh một tiếng nói, ha ha ha, thật là một cái ngu xuẩn đến mức tận cùng ngu xuẩn, người lấy là, bằng như vậy chiêu thức, là có thể chém chết ta. Tức cười cực kỳ. Dứt lời, Lâm Tuyệt Long lại hoàn toàn không sợ, trong tay hắc khí lại xuất hiện, chính diện tiến lên đón Diệp Thần cái này đủ để chém rách bầu trời một kiếm. Ầm một tiếng nổ vang. Hai người thân hình bị bùng nổ ánh sáng mạnh nuốt mất, tại chỗ còn có ý thức người, cũng khẩn trương nhìn vậy đạo quang choáng váng. Một khắc sau, vầng sáng thu liếm, có thể xuất hiện trước mắt một màn, lại để cho bọn họ, lần nữa cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này, Diệp Thần ngoài miệng điên cuồng xông ra máu tươi, vậy cầm kiếm tay phải đều là máu tươi, nửa bên lồng ngực, vết rách phân bố. Thậm chí, liền trong tay hắn, chuôi này huyết ma kiếm, đều ở đây Lâm Tuyệt Long công kích dưới, mở đi mấy phần. Diệp Thần lúc này nhìn như, lại so hình tử đường, còn hơn nữa thê thảm một ít. Mà Lâm Tuyệt Long, mặc dù cũng bị Diệp Thần lột nửa bàn tay, nhưng là, nhìn như, so Diệp Thần muốn tốt hơn nhiều. Lâm Tuyệt Long huyết mâu bên trong mừng như điên, cơ hồ muốn hóa là thật thế chấp, rốt cuộc, hắn rốt cuộc phải thành công báo thù. Rốt cuộc, muốn đem điều này đã từng làm nhục qua mình tuyệt thế yêu nghiệt, hủy diệt ở trong tay. Nhưng mà, Lâm Tuyệt Long ngưng mắt nhìn Diệp Thần, dường như muốn nhìn thấu hắn linh hồn. Tại sao? Tại sao Diệp Thần không có chút nào vẻ sợ hãi? Hắn trên gương mặt, vẫn treo mỉm cười nhàn nhạt, không tìm được dù là một chút xíu sợ hãi và tuyệt vọng. Lâm Tuyệt Long biết, mặc dù mới vừa rồi hình tử đường, ở cuối cùng muốn tự bạo, nhưng là, ở trước đó, hình tử đường là thật tuyệt vọng, sợ hãi. Nhưng mà, Diệp Thần vậy thần sắc lạnh nhạt, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ chập chờn. Diệp Thần đột nhiên mở miệng nói, người có phải hay không đang suy nghĩ, tại sao, ta một chút đều không tuyệt vọng. Lâm Tuyệt Long cười lạnh nói, không ngừng vọng thì như thế nào. Phế vật trung cực là phế vật, lại dũng cảm phế vật, cũng giống vậy, hơn nữa, người lấy là mình không sợ chết. Chết, hết thảy liền kết thúc. Ta nói cho ngươi, sau khi ngươi chết, hết thảy bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Dứt lời, hắn cũng không muốn lại theo Diệp Thần nói nhảm, vậy còn lại nửa bàn tay tay trên, ngưng tụ lại liền vô cùng là đậm đà hắc quang, giới vực lực điên cuồng dạo dực, Lâm Tuyệt Long thì phải lấy cái này một kích mạnh nhất, đem Diệp Thần, hoàn toàn giết chết. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, hắn chờ, chính là giờ khắc này. Đối phương toàn lực ra tay, thân thể phòng ngự yếu nhất một khắc. Diệp Thần một cái tay khác, đột nhiên động một cái. Tiếp theo, ở mọi người khó tin dưới ánh mắt. Diệp Thần quanh thân phun trào ra một đạo ánh sáng quỷ dị. Ánh sáng dưới, một đầu tựa như tới từ viễn cổ cự thú hư ảnh đang gầm thét. Một đạo kiếm ý tuột xuống. Diệp Thần lòng bàn tay lại xuất hiện một đạo vết kiếm. Liên tục không ngừng máu tươi phun trào ra. Giờ khắc này, mọi người bối rối. Diệp Thần là điên rồi sao? Tự hủy hoại, rốt cuộc, ở nơi này tuyệt cảnh bên trong, hỏng mất sao? Hình tử đường mặt lộ cười khổ, trong mắt hoàn toàn ảm đạm xuống, thì phải lần nữa chuẩn bị tự bạo. Tự bạo, vậy tổng so với bị quái vật kia chiếm đoạt tốt hơn đi. Ầm một tiếng, Lâm Tuyệt Long vậy đủ để khuấy động đúng cái thiên địa nhất kích, vững chắc đánh vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần vậy cả người quần áo giống như bị dù sao cũng kiếm ý chiếm đoạt. Chật vật không chịu nổi. Lâm Tuyệt Long thương trắng trên gương mặt, hiện lên vô cùng nụ cười dữ tợn, rốt cuộc. Cầm tờ này dửng dưng làm cho người khác nôn mửa mặt, đánh bể. Rốt cuộc, hắn hoàn thành, đối với Diệp Thần báo thù. Nhưng ngay khi Lâm Tuyệt Long rơi vào mừng như điên đồng thời, thổi phù một tiếng. Diệp Thần trong tay máu tươi lại ngưng tụ ra một đạo huyết kiếm. Huyết kiếm phun trào ra cuồng bạo luân hồi khí. Cắm vào Lâm Tuyệt Long nơi buồng tim. Một khắc sau,
Diệp Thần thân thể, đổ bay ra. Trùng trùng đập trên mặt đất, đập ra một cái to lớn trong cái hố sâu. Mà Lâm Tuyệt Long chính là hơi sững sờ, nhìn về phía ngực chuôi này huyết kiếm. Bất quá, hắn ngược lại là không có để ý nhiều, đối với nhân tộc bình thường vết thương chí mạng, đối với hắn, bất quá chỉ là bị thương da thịt mà thôi. Mà cách đó không xa Duẫn Minh thấy một màn này, chính là ngay tức thì thừa ra, một loại khó mà hình dung đau đớn, lôi xé nàng nội tâm, nước mắt không bị khống chế xông ra vậy đôi xinh đẹp trong mắt, nàng trong miệng lầm bầm, Diệp Thần. Diệp Thần. Mỗi niệm một lần Diệp Thần tên chữ, nàng trong lòng thống khổ, liền tăng thêm một phần. Nàng chậm rãi giơ lên dao găm trong tay, nhìn mặt đầy nụ cười Lâm Tuyệt Long, nàng biết mình căn bản không phải Lâm Tuyệt Long đối thủ, nhưng là, bây giờ nàng đã không quan tâm mình sống hay chết. Nàng đầu óc bên trong, chỉ còn lại có một người ý tưởng, là Diệp Thần báo thù. Lâm Tuyệt Long hướng về phía trong cái hố sâu phần đáy, tựa hồ còn có một tia hơi thở Diệp Thần, vô cùng là liều lĩnh giễu cợt nói. Ngu xuẩn, nói ngươi ngu xuẩn, ngươi thật vẫn ngu xuẩn. Ngươi lấy là, ta xem ngươi cái này Ninh Ba phế vật như nhau, bị thọc tim, sẽ chết. Ha ha ha, buồn cười, quá buồn cười, loại vết thương này, đối với các ngươi mà nói là chí mạng, đối với ta mà nói, bất quá, là bị muỗi cắn mà thôi. Ha ha ha, người bộ dáng này, thật giống một cái chán ghét trùng à. Ta sẽ không ăn hết. Lâm Tuyệt Long lúc này, đã hoàn toàn đắm chìm trong thắng lợi vui sướng bên trong, thân hình hắn động một cái. Đi tới đáy hố, thì phải ở Diệp Thần trước khi chết, đem hắn thể xác cùng với thần hồn, hoàn toàn chiếm đoạt lúc đó, Diệp Thần thân thể đột nhiên dị biến. Hắn thân thể không lành lặn, vậy bắt đầu tấc tấc vỡ vụn. Lâm Tuyệt Long con người co giúp một cái, hiện ra vẻ tức giận, lẩm bẩm chết. Phế vật, ai cho phép ngươi chết? Bất quá, cho dù là chết, thần hồn của ngươi, vậy đừng hòng giải thoát. Ngay tại Lâm Tuyệt Long chuẩn bị thu nạp Diệp Thần thần hồn, mà Duẫn Minh cũng phải phát động công kích lúc đó, một cái thanh âm, lại cái này trong cái hố sâu bên trong, vang vọng mở. Chết, chỉ bằng ngươi, còn giết không chết ta. Duẫn Minh ngây ngẩn, Hình Tử Đường ngây ngẩn, liền liền Lâm Tuyệt Long, đều ngẩn ra. Diệp Thần không có chết. Sắc sắc một tiếng vang nhỏ, Lâm Tuyệt Long sau lưng đất đai nháy mắt rạn nứt, một đạo thân ảnh hiện lên. Bất ngờ chính là Diệp Thần. Lúc này, hắn trên mặt vẫn thần sắc sửng dưng, cả người, nhìn như lại là hoàn hảo không tổn hao gì, toàn thân cao thấp, lại một chút thương thế cũng không có. Bất quá, sắc mặt hắn nhưng cực độ thương trắng. Hiển nhiên thần hồn và nội thương nghiêm trọng. Lâm Tuyệt Long hoàn toàn nổi giận, vì sao? Vì sao, hắn luôn là giết không chết cái này Diệp Thần à? Vì sao, chỉ phải đối mặt Diệp Thần, sự việc? Liền tổng là không thể giữ hắn dự đoán vậy phát triển à. Cho ta chết à, ngươi nhanh lên một chút cho ta đi chết à. Lâm Tuyệt Long gầm thét một tiếng, tàn phá trên tay, hắc khí cuồn cuộn ngưng tụ, lần nữa đánh phía Diệp Thần. Duẫn Minh và Hình Tử Đường lòng, lần nữa nhắc tới, bọn họ biết, Diệp Thần, không cách nào ngăn cản một chiêu này. Nhưng mà, một khắc sau, Lâm Tuyệt Long tay, nhưng bị bắt. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết, thậm chí ngay cả tiếng hô hấp đều đã biến mất. Hình Tử Đường, Duẫn Minh, bao gồm Lâm Tuyệt Long mình, cũng ngây ngốc nhìn, bắt tàn phá cái tay kia. Diệp Thần tay. Sợ hãi, sâu tận xương tủy sợ hãi. Lâm Tuyệt Long vậy đủ để đánh xuyên hết thảy nhất kích, lại, cứ như vậy bị Diệp Thần, dễ dàng chặn lại. Kết quả này là thực tế, vẫn là mộng. Diệp Thần, kết quả là người, vẫn là thần. Phỏng đoán, có thể như vậy hời hợt ngăn trở Lâm Tuyệt Long một kích, cũng chỉ có chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Nửa bước hợp đạo. Dù là hợp đạo và vận may đỉnh cấp cũng không nhất định có thể bắt được à. Nhưng là, Diệp Thần, liền rất miễn cưỡng làm được. Còn như vậy được ung dung. Thật là không tưởng tượng nổi. Thật là vượt quá trí tưởng tượng cực hạn. Nhưng mà, một màn này, chẳng biết tại sao, nhưng lộ vẻ được khá là quỷ dị. Tựa hồ, có vật gì, thay đổi. Không, không đúng, Hình Tử Đường ánh mắt chớp mắt, tựa hồ phát hiện trong đó khác thường. Không phải Diệp Thần trở nên mạnh mẽ. Hắn ngưng mắt nhìn Lâm Tuyệt Long bị Diệp Thần nắm thật chặt cái tay kia. Mặc dù Lâm Tuyệt Long tay vẫn giữ tợn,
nhìn như không có thay đổi gì, nhưng là hình tử đường bén nhạy cảm giác được, tay này lực lượng, thật to yếu bớt. Lâm Tuyệt Long hiển nhiên vậy phát hiện một điểm này, nguyên bản vậy cuồng nộ khuôn mặt, ngay tức thì vặn vẹo. Hắn lại một lần nữa, cảm nhận được, ngày đó, ở trên đài võ đạo, bị Diệp Thần hung hăng đánh bại lúc cảm giác. Không, không muốn à, Lâm Tuyệt Long điên cuồng vùng vẫy, muốn đem tay mình, từ Diệp Thần nắm giữ bên trong tránh thoát, người buông tay à. Buông tay cho ta à. Nhưng mà, Diệp Thần tay, tựa như sắt thép tưới xây vậy, không nhúc nhích tí nào. Lực lượng kia, chân thực quá mạnh mẽ. Ở bây giờ Lâm Tuyệt Long xem ra, hoàn toàn, không cách nào dung chuyển. Ở nơi này là một cái, mới vừa trọng thương sắp chết người. Diệp Thần thực lực, căn bản không có yếu bớt nhiều ít à. Mà Lâm Tuyệt Long, chính là thực lực sụt đột ngột. Vậy dựa vào cắn nuốt tu vi cùng lực lượng, đều tựa như bị chôn chôn ở một cái không biết trong không gian, Lâm Tuyệt Long nhưng lại không có cách nào điều động chút nào. Ngươi đối với ta làm cái gì? Lâm Tuyệt Long tức giận đan xen, hướng về phía Diệp Thần gào thét nói. Làm cái gì? Diệp Thần trên mặt vẫn duy trì vậy thần sắc lạnh nhạt, xem ở Lâm Tuyệt Long trong mắt, nhưng giống như là không có gì sánh kịp châm chọc, ta chỉ bất quá, là cầm không thuộc về ngươi lực lượng, từ thân thể ngươi bên trong chia lìa mà thôi. Cái gì? Lâm Tuyệt Long trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, bây giờ, hắn rốt cuộc kịp phản ứng. Nguyên bản, mình từ những cái kia võ giả trên mình hút lấy lực lượng, tựa hồ, bị Diệp Thần mới vừa rồi đâm vào mình trong cơ thể chuôi này huyết kiếm, hoàn toàn phong ấn. Điều này sao có thể? Có chiếm đoạt vạn vật lực lượng, há là như vậy dễ dàng phong ấn. Nhưng mà, Diệp Thần chính là làm được. Diệp Thần lạnh nhạt nói, bây giờ, người nhận rõ sở, mình là dạng gì mặt hàng sao? Lâm Tuyệt Long sắc mặt một trắng. Mất đi chiếm đoạt có được lực lượng, có lẽ đối mặt phổ thông tham gia thực tập thiên tài, hắn còn có thể đem nghiền ép, nhưng là... Đối mặt Diệp Thần, như vậy, chỉ có một kết quả, đó chính là, xem một con kiến hôi vậy, bị miễn cưỡng đạp bể. Lâm Tuyệt Long huyết mâu bên trong, bộc phát ra từng cơn vẻ sợ hãi, đó là từ linh hồn chỗ sâu, tản ra sợ hãi. Không thể nào, ngươi nhất định là đang gạt ta, ta hấp thu lực lượng. Há là như vậy dễ dàng phong ấn. Ngươi thật là sẽ đùa bỡn chút mánh khóe nhỏ à, đây là ảo thuật. Vẫn là cái gì biện pháp che mắt, đối với ta đem phá giải, thu hồi lực lượng, ngươi liền sẽ hối hận, đối với ta đã làm hết thảy. À, Diệp Thần thần sắc không thay đổi, phải không? Tiếng nói vừa dứt, hắn cầm Lâm Tuyệt Long cái tay kia, đột nhiên phát lực, tuyệt lực lượng mạnh xuyên thấu qua Lâm Tuyệt Long cánh tay, thấm vào trong cơ thể hắn. Rắc rắc tiếng tựa như pháo che vậy, tiếp liền không ngừng vang lên, từng cơn xương máu, từ Lâm Tuyệt Long trong cơ thể phiêu tán ra. Vậy từ toàn thân bên trong bùng nổ đau nhức, cơ hồ muốn phá hủy Lâm Tuyệt Long thần trí, máu tươi dọc theo hắn thất khiếu chảy ra, nhìn như, vô cùng thê thảm. Ở nơi này là cái gì ảo thuật? Cái này đau đớn, thật là chân thực được không thể lại chân thật à? Nguyên bản không thể nhất thế. Hoành đè toàn bộ bí cảnh chung người cực mạnh, thần bí yêu nghiệt, lại, ở Diệp Thần trong tay, biến thành bộ dáng này. Hình tử đường mở to cặp mắt, nội tâm hoàn toàn bị rung động, Diệp Thần vậy vốn là ở hắn xem ra, khá là gầy nhỏ bóng người, trong nháy mắt, ở hắn trong mắt, dường như vô cùng to lớn, cao lớn. Giống như trên 9 tầng trời, phủ xuống chiến thần vậy. Cái này thế gian, tựa hồ không có gì, có thể ngăn trở Diệp Thần thắng lợi. Hiện, ở Diệp Thần mắt nhìn xuống quỳ xuống ở trước người hắn Lâm Tuyệt Long, nhàn nhạt nói, ngươi còn cảm thấy, hết thảy các thứ này, là ảo giác sao? Lâm Tuyệt Long trên đất, điên cuồng lăn lộn, giống như một con bị đánh ngã trên đất chó hoang vậy, không có chút nào tôn nghiêm kêu khóc thét lên. Đau, quá đau đớn. Nhưng là, thống khổ nhất, cũng không phải hắn thân thể, mà là, hắn tinh thần. Lâm Tuyệt Long tinh thần, đang nhanh chóng được tan vỡ trước. Lại một lần nữa bị Diệp Thần đánh bại, lại một lần nữa ở Diệp Thần trước mặt tôn nghiêm mất hết, lại một lần nữa ở Diệp Thần trước mặt mất đi hết thảy. Như vậy đả kích, hắn căn bản không cách nào chịu đựng. Lúc này, coi như là gần đây tục tằng hào phóng hình tử đường, nhìn Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng kia, cũng là từ sâu lòng chỗ, dâng lên thấy lạnh cả người. Đáng sợ, thật đáng sợ.
Diệp Thần đối thủ, không chỉ có trên thân thể sẽ gặp đến mức tận cùng tàn phá, kinh khủng hơn là, bọn họ đạo tâm, sẽ bị Diệp Thần lấy vô địch tư thái, bá đạo nghiền ép. Hoàn toàn, nghiền thành hư không. Cùng Diệp Thần là địch, chân thực, thật đáng sợ. Nguyên bản không sợ trời không sợ đất, cực kỳ kiêu ngạo, nhìn mình rất cao hình tử đường, lúc này, trong đầu cũng không khỏi được sinh ra một cái vô cùng rõ ràng ý tưởng. Tuyệt không muốn, cùng Diệp Thần là địch. Nhìn trên đất không ngừng giãy giụa Lâm Tuyệt Long, Diệp Thần nhàn nhạt nói, Lâm Tuyệt Long, đây chính là ngươi cùng ta chênh lệch, hấp thu người khác lực lượng chẳng qua là tà môn ngoại đạo. Tinh khiếu cảnh thì thế nào? Bất luận, người tu vi mạnh bao nhiêu, lực lượng bao lớn, người vĩnh viễn cũng sẽ thua ở ta trong tay. Hắn nhìn vậy còn đang giãy giụa Lâm Tuyệt Long, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Ngươi, không xứng làm ta Diệp Thần đối thủ. Một khắc sau, Diệp Thần giơ chân lên, trên chân lóe lên chói mắt kim quang, hung hăng hướng về phía Lâm Tuyệt Long đầu lâu, đạp đi. Cái chân kia, nơi nào là chân, thật là, chính là một tòa nguy nga đại sơn. Một ngọn núi lớn, hướng Lâm Tuyệt Long đầu lâu, hung hăng đập tới. Lâm Tuyệt Long trong mắt hoàn toàn tuyệt vọng, hắn vội vàng dùng hết toàn lực sử dụng một khối ngọc bài. Ngọc bài trên đó viết hồn điện hai chữ. Mau cứu ta, mau à! Ta không thể chết được. Ta cầm tất cả bí mật và các ngươi trao đổi. Ta cầm ta linh hồn và thân xác đều cùng các ngươi trao đổi. Hồn điện nhất định có thể trở thành linh vũ đệ nhất thế lực. Mau! Mau à, ta đáp ứng. Ta nguyện ý ký khế ước. Nháy mắt tức thì, ngọc bội vỡ vụn. Trước mặt không gian đột nhiên bị một cổ vô cùng lực lượng mạnh tràn ngập. Thăng Long thi đấu toàn bộ mặt đất cũng run rẩy. Diệp Thần nhướng mày một cái. Đây là lực lượng gì? Ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa ngự thú linh thần đột nhiên giận dữ hét, thằng nhóc, đi mau. Đây là phong môn cảnh hơi thở. Phong môn à? Lâm Tuyệt Long vậy cái trong ngọc bội có một đạo phong môn cường giả thần niệm khế ước cùng với một giọt máu tươi. Ta dùng toàn bộ lực lượng bảo vệ ngươi. Tiêu Diêu thần quân, chín vũ thần quân, mất đi thần quân, còn có ba vị kim Phật, các ngươi còn dư lại năng lượng theo ta cùng nhau, ngăn trở cái này lực lượng. Mau! Nếu không, thằng nhóc này phải chết. Thằng nhóc này như chết, linh võ đại lục cũng không có cơ hội liền à. Hắn là chúng ta hy vọng duy nhất à. Diệp Thần cấp tốc lui về phía sau. Hắn chưa bao giờ ở ngự thú linh thần trên mình cảm nhận được loại này hốt hoảng cảm giác. Thật xảy ra chuyện lớn. Một cổ cực hạn nguy cơ cắn nuốt hắn. Phong môn cảnh cường giả, cái này ước chừng và mình chênh lệch 3-4 cái cảnh giới lớn. Đối phương chỉ một cái là có thể hủy diệt mình à. Hắn đã không có thời gian cân nhắc Lâm Tuyệt Long tại sao sẽ có loại khế ước này. Hắn chỉ có thể chạy. Trăm bước đuổi điện tăng lên tới trình độ cao nhất. Hắn mơ hồ bây giờ thấy Lâm Tuyệt Long thân thể xuất hiện một đạo liệt ngân. Vô tận ma khí xông ra. Sau đó, cực hạn lực lượng hình thành một đạo già nua áo bào đen hư ảnh. Áo bào đen hư ảnh không thấy rõ gương mặt, chỉ có đen nhánh. Hắn ngưng mắt nhìn Lâm Tuyệt Long. Nói, ngày đó ngươi đi tới hồn điện, bổn tôn nói qua, bổn tôn muốn trao đổi tất cả của ngươi bộ bí mật. Nhưng mà, ngươi một mực giữ lại một tay. Ngươi cho rằng, bổn tôn thân phận, nhìn không thấu lòng ngươi tư. Ngu xuẩn, ngươi thân xác mặc dù là vật thí nghiệm, thậm chí có cắn nuốt bí pháp, nhưng là, ngươi có nhược điểm, rất lớn nhược điểm. Bổn tôn chỉ có đem cái bí mật kia toàn bộ có, mới có cơ hội từ bỏ cái nhược điểm này. Mới có thể làm cho hồn điện xưng bá linh võ đại lục. Lâm Tuyệt Long trong mắt đều là kinh hoàng, hắn biết mình không có lựa chọn. Hắn biết mình từ nay về sau thì sẽ mất đi hết thảy. Nhưng là hắn không có cách nào. Hắn căm tức nhìn xa xa cấp tốc lui cách Diệp Thần, gào thét nói ta gì cũng đáp ứng ngươi. Ta chỉ cần thằng nhóc kia chết. Áo bào đen hư ảnh cười. Hắn ánh mắt đột nhiên bắn về phía Diệp Thần. Cực hạn âm lãnh. À, một cái nửa bước hợp đạo người, liền làm hắn là hợp đạo đi, loại này con kiến hôi lại để cho ngươi sợ hãi như vậy. Nếu chúng ta ký kết khế ước, ta giúp ngươi xóa đi đi. Dứt lời, áo bào đen hư ảnh cánh tay ngăn lại, vô tận hắc khí hình thành một chi ma mũi tên. Ma mũi tên phá vỡ hư không, mang biến dạng thiên địa lực lượng, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Thần trước người.
Diệp Thần ngẩn ra, không do dự nữa, sáu con đường lực, bất hủ thần thể, canh kim khí. Quy luật lực. Hết thảy toàn bộ hội tụ. Hình thành một đạo kim sắc tấm thuẫn. Nhưng mà ma mũi tên chạm được tấm thuẫn. Tấm thuẫn lại trực tiếp vỡ vụn, lực lượng này quá mạnh mẽ. Đối phương không riêng gì phong môn cảnh giới, còn không phải là giống vậy phong môn cảnh. Hắn làm sao ngăn trở à? Rắc rắc. Thuẫn ảnh biến dạng, ma mũi tên xuyên thấu hết thảy. Ngay tại muốn tới đến Diệp Thần trước người thời điểm. Từng đạo hư ảnh xuất hiện ở Diệp Thần quanh thân. Tiêu Diêu Thần Quân, Chu Diệt Thần Quân, Chín Vũ Thần Quân, thậm chí còn ba vị Kim Phật. Còn có Ngự Thú Linh Thần. Bảy người lực, toàn bộ hội tụ ở Diệp Thần trên mình. Lại đang Diệp Thần trước người hình thành một đạo vô cùng to lớn thuẫn tường. Ma mũi tên tại chỗ bị biến dạng. Bảy người bóng người mờ đi mấy phần. Bọn họ chẳng qua là thần niệm, lực lượng đã không lành lặn. Sắp hóa thành hư ảnh. Cho dù Diệp Thần đã từng là ba vị Kim Phật trọng tố thân xác. Nhưng là Kim Phật thân, vậy không chịu nổi phong môn cường giả nhất kích à. Diệp Thần một mực không đành lòng vận dụng. Bây giờ, bảy người này lại không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ mình. Bảy người này đáng hắn cảm ơn cả đời. Vậy áo bào đen hư ảnh tự tin diễn cảm đột nhiên động lại. Hắn trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Thằng nhóc này trên mình vì sao nhiều như thế nhiều đạo bất đồng hơi thở. Hơn nữa ta nhất kích lại bị xé. Làm sao có thể? Lâm Tuyệt Long các người tự nhiên xem không thấy Diệp Thần luân hồi mộ địa đại năng. Hắn gặp Diệp Thần không có chết, tức giận nói, đây chính là ngươi lực lượng. Áo bào đen hư ảnh tựa như bị khuất nhục, hừ lạnh một tiếng, một cái tát đem Lâm Tuyệt Long tung bay. Bổn tôn làm việc, không cần ngươi nghị luận. Rồi sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, mặc dù không biết là thứ gì phá hư ta lực lượng, nhưng là, ngươi vẫn là phải chết. Ở phong môn nhất kích, ngươi quá nhỏ bé. Áo bào đen hư ảnh trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một chuôi ma kiếm. Ma kiếm vừa ra, chung quanh lực lượng lại mơ hồ sụp đổ. Tại chỗ mỗi một thiên tài cũng đồng loạt khạc ra một ngụm máu tươi. Bọn họ không chịu nổi. Đột nhiên, ma kiếm tránh thoát áo bào đen hư ảnh tay, bay ra ngoài. Nháy mắt tức thì, trở thành ngàn trượng. Lại giống như ác ma tới từ địa ngục, hướng Diệp Thần hung hăng chiếm đoạt đi. Bảy vị đại năng thuẫn tường ở ngàn trượng ma kiếm đụng dưới, lại vỡ vụn mấy phần. Mà bảy vị đại năng sắc mặt đại biến. Nếu như thời kỳ toàn thịnh có lẽ có cơ hội, nhưng là bọn họ lực lượng đã sớm biến mất hầu như không còn. Đồ nhi, chúng ta không chống đỡ nổi hồi lâu. Bỏ mặc một kích này kết quả như thế nào, người nhất định phải còn sống. Thực lực chúng ta đã không đủ, nhưng là, chúng ta vẫn không có hối hận thu ngươi làm đồ đệ. Thậm chí, chúng ta lớn nhất vui mừng chính là gặp phải ngươi. Đồ nhi, không muốn bi thương. Biến mất chẳng qua là thần niệm mà thôi. Chúng ta bản thể không có biến mất, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Chúng ta mong đợi và ngươi gặp mặt một ngày. Ta hy vọng, gặp mặt lúc đó, ngươi đã trở thành linh võ đại lục đỉnh cấp. Còn nữa, nhất định phải cẩn thận hồn điện. Cái này phong môn khí tức cường giả cổ quái, hồn điện ở linh võ đại lục tuyệt đối là một uy hiếp. Nhớ, ngươi vĩnh viễn là chúng ta hy vọng, còn sống. Nháy mắt tức thì. Ba đạo kim Phật thân thể vỡ vụn. Chu Diệt Thần Quân, Chín Vũ Thần Quân, thậm chí còn Tiêu Diêu Thần Quân hoàn toàn tiêu tán. Diệp Thần trong mắt đều là sương mù. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vậy áo bào đen hư ảnh. Bỏ mặc đối phương thân phận gì. Hắn Diệp Thần muốn cùng hồn điện không chết không thôi. Trước mắt, chỉ có Ngự Thú Linh Thần còn đang khổ cực chống đỡ. Hắn bóng người cực độ ảm đạm. Hắn nhìn về phía ác ma mắt. Muốn câu thông. Bây giờ có thể cứu hắn chỉ có ác ma mắt. Nhưng mà, hắn nhưng phát hiện ác ma mắt đang ngủ say. Dẫu sao ác ma mắt trước đây không lâu khống chế Diệp Thần thân thể. Xa xa áo bào đen hư ảnh cười lạnh một tiếng. Cái này con kiến hôi để cho bổn tôn thật bất ngờ, có thể ở bổn tôn trên tay chống đỡ tinh khiếu cảnh cũng không có mấy người, mà một cái nửa bước hợp đạo lại có thể chống đỡ đến bây giờ. Nói thật. Nếu như bổn tôn không giết hắn, bổn tôn đều cảm giác được uy hiếp. Hắn đáng chết. Lâm Tuyệt Long, ngươi hãy coi trọng. Bây giờ, hắn phải chết.
hồn diệt thương sinh, bể. Ầm. Diệp thần trước người sau cùng ngăn trở hoàn toàn vỡ vụn. Ngự thú linh thần hư ảnh cũng bị chấn động bay. Cực độ ảm đạm. Ma kiếm giống như xé rách bầu trời kiếm đâm về phía Diệp thần thân thể. Mũi kiếm đã đụng chạm. Một tia máu tươi tràn ra. Diệp thần cảm nhận được đau nhói, trong mắt dữ tợn, hắn đưa tay ra ngăn trở. Nhưng phát hiện là phí công. Quá mạnh mẽ. Ngay tại áo bào đen hư ảnh và Lâm Tuyệt Long nhận định Diệp thần thời điểm phải chết, một đạo lười biếng thanh âm chậm rãi rơi xuống. Mặc dù ta không có tiếp nhận thằng nhóc này, nhưng là, hắn cũng không phải cái gì con mèo, con chó có thể động. Nháy mắt tức thì, luân hồi mộ địa một khối mộ bia chấn động. Ánh sáng bắn ra bốn phía. Rồi sau đó, ở giữa thiên địa, tràn đầy một đạo vắng lặng ý. Muôn vàn bụi đất cuốn lên, tựa như hình thành một cái quái vòng, đem tất cả thiên tài tầm mắt che đậy. Ở giữa thiên địa, tựa như chỉ còn lại Diệp Thần, áo bào đen hư ảnh, thậm chí còn Lâm Tuyệt Long ba người. Áo bào đen hư ảnh diễn cảm lần nữa động lại. Một loại dự cảm bất tường cuộn sạch toàn thân. Rồi sau đó, hắn phát hiện cái đó sắp chết tiểu tử trước người, lại đứng một cái vô cùng xào xạc bóng người. Bóng người hai tay thua lập, trong miệng ngậm một cây cỏ dại. Hắn sau lưng, thậm chí có một cái hộp kiếm. Cổ xưa vừa thần bí cái hộp kiếm. Thân ảnh kia lười biếng duỗi người, nhìn lướt qua sắp đâm vào Diệp thần thân thể ngàn trượng ma kiếm, lắc đầu một cái gì rác dưới đồ chơi. Lời này vừa nói ra, Diệp thần thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm ý này, bảy đạo thần niệm lực cũng không ngăn nổi, làm sao ở nơi này người trong miệng biến thành rác dưới. Diệp thần biết người này lai lịch. Chính là tòa kia có thể dẫn động mộ bia luân hồi đại năng. Mới đại năng. Ở thời khắc mấu chốt nhất, rốt cuộc ra tay. Áo bào đen hư ảnh nghe được cái này lạnh nhạt thanh âm, hoàn toàn tức giận, ma khí bùng nổ. Ngàn trượng kiếm ý lực lượng thêm lớn gấp hai. Ta bỏ mặc ngươi là ai? Cùng thằng nhóc này sau khi chết, ta sẽ đưa ngươi lên đường. Cái hộp kiếm nam tử nghe được câu này, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lạnh như băng đảo qua, nhổ ra liền trong miệng cây kia cỏ dại. Mà vậy cỏ dại lại trực tiếp hóa là một chuôi kiếm gãy. Kiếm gãy y giống như hung thú cuồng bạo, hung hãn đập về phía vậy ngàn trượng ma kiếm. Diệt! Cái hộp kiếm nam tử nói một cái như vậy chữ. Thế giới yên tĩnh. Vậy ngàn trượng ma kiếm lại đang cấp tốc tan vỡ. Hoàn toàn mất đi. Áo bào đen hư ảnh giật mình, một cổ cực hạn uy hiếp bao phủ. Hắn sâu đậm nhìn một cái kiếm kia hạp, bắt lại Lâm Tuyệt Long, trực tiếp hướng xa xa chui đi. Áo bào đen hư ảnh lại phản ứng đầu tiên là chạy trốn. Chỉ vì là cái hộp kiếm chàng trai một chữ. Diệp thần hoàn toàn không bình tĩnh. Vị này đại năng rốt cuộc thực lực gì? Phong môn cảnh đều phải sợ hãi. Trời à! Cái này cũng quá đáng sợ đi. Diệp thần biết rõ không thể để cho Lâm Tuyệt Long rời đi, vội vàng thúc giục mau lưu lại hai tên kia. Nhưng mà cái hộp kiếm nam tử không có động tĩnh, ta chẳng ngờ đã động tay. Bởi vì mỗi động thủ một lần, ta liền yếu ớt mấy phần. Bất quá, vậy áo bào đen hư ảnh hơi thở để cho ta không vui, đã như vậy, cũng nên để cho hắn là hạ xuống nơi đây, bỏ ra một ít giá phải trả. Dứt lời, cái hộp kiếm người đàn ông con ngươi lạnh lẽo, ngón tay bắt pháp quyết. Cái hộp kiếm lại trực tiếp bay ra một đạo biến dạng hư không ánh sáng trắng. Nháy mắt bây giờ hạ xuống ở áo bào đen hư ảnh sau lưng. Áo bào đen hư ảnh cảm giác được nguy hiểm, muốn tránh, căn bản không kịp. Ánh sáng trắng hoàn toàn xuyên thấu. Áo bào đen hư ảnh mờ đi mấy phần, con người cực độ co rúc lại, cuối cùng vẫn là biến mất ở vạn trượng bụi đất biên giới. Thấy một màn này, Diệp thần khẽ cắn môi. Lâm Tuyệt Long mặc dù bị hắn phế, hơn nữa đánh vào phong ấn, không cách nào hấp thu năng lượng, nhưng vẫn là uy hiếp. Hắn phải chết. Còn nữa, hồn điện vậy đạo áo bào đen hư ảnh. Không chết không thôi. Cái hộp kiếm nam tử nhìn một cái Diệp thần, duỗi người, nhàn nhạt nói, ngươi thật lấy là ta có thể giết hai tên kia. Ta bản thể thực lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là bây giờ chẳng qua là một số lực lượng mà thôi. Huống chi, ta lực lượng quý giá, ta chẳng ngờ lạm dụng. Nếu thức tỉnh, ta cũng nên hoàn thành một ít bản thể không có làm xong sự việc.
tốt lắm, lúc này từ biệt. Dứt lời, cái hộp kiếm nam tử biến mất. Hiển nhiên trở lại luân hồi mộ bia bên trong. Diệp Thần thở dài một tiếng, cảm giác được luân hồi mộ địa ngự thú linh thần. Đây là trừ cái hộp kiếm thanh niên, còn tồn tại đại năng thần niệm. Chỉ bất quá có chút trong suốt, phỏng đoán một ngày thời gian bên trong, tất nhiên tiêu tán. Ta không có sao, ngươi trước điều chỉnh một chút, ngự thú linh thần yếu ớt nói. Diệp Thần gật đầu một cái, đột nhiên quét ngã một cái túi đựng đồ, hẳn là Lâm Tuyệt Long lưu lại. Hắn trực tiếp thu vào, hơn nữa kiểm tra một chút thân thể. Có chút chật vật. Từ chống cự Lâm Tuyệt Long nhất kích bắt đầu, Diệp Thần chính là đang cùng tử thần đánh cờ, trong này nếu như hơi có bất ngờ, chết, cũng sẽ là hắn. Lâm Tuyệt Long nhất kích, so hắn đã từng, ở bí cảnh bên trong đối địch tên huyết tộc kia thiếu chủ, còn càng cường đại hơn. Cho dù lấy hắn thể chất, phối hợp nhân vương hộ phù hộ, bất hủ thần thể, cũng mới khó khăn lắm ngăn cản. Không có bị Lâm Tuyệt Long nhất kích hoàn toàn đánh giết, sau đó, lại dựa vào nghịch thiên kia thần lột xác thuật, mới khôi phục chiến lực. Mà vậy phong ma thuật, vậy tuyệt không phải cái gì đơn giản bí thuật. Nếu không phải hắn ở thuật pháp vận dụng lên, đã rất có tâm đắc, hơn nữa vậy đơn giản vượt quá tưởng tượng, có 102 vạn giới tuyệt mạnh năng lực, tuyệt không thể nào nhanh như vậy là được công nắm giữ. May là như vậy, Diệp Thần lúc thi triển, vẫn là có thất bại có thể. Cuối cùng, cái này phong ma thuật, cơ hồ hoàn toàn đã tiêu hao hết hắn lực lượng, bởi vì chi nhiều hơn thu quá kịch liệt, dựa vào hắn cái này so với là cấp thấp thần lột xác thuật, thậm chí cũng không kịp hoàn toàn khôi phục. Chính là bởi vì như vậy, vậy hồn điện áo bào đen hư ảnh xuất hiện, Diệp Thần liền phản kháng cơ hội cũng không có, cơ hồ biểu thị cục hẳn phải chết. Cũng may, còn có luân hồi mộ địa. Đây là, ngự thú linh thần thanh âm, ở Diệp Thần đầu óc bên trong cười nói, thằng nhóc, biểu hiện được không tệ, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là, và ngươi thu hoạch so sánh, vậy tuyệt đối là đáng giá. Thu hoạch, Diệp Thần có chút không hiểu nói, cái gì thu hoạch. Diệp Thần đem Lâm Tuyệt Long túi đựng đồ lấy ra, thần niệm đi trong đó tìm tòi, trong đó, lại có hàng loạt tử ngọc lệnh phù. Ước chừng, có 1-2 nghìn cái. Cái này Lâm Tuyệt Long, lại cắn nuốt nhiều như vậy người dự thi. Bây giờ, Diệp Thần lấy được những thứ này, cơ hồ có thể xác định mình ở Thăng Long thi đấu thành tích. Bất quá, cái này cũng không coi là quá lớn chỗ tốt à. Bằng hắn thực lực, coi như bây giờ, vậy hoàn toàn có thể chiến thắng trong bí cảnh phần lớn người dự thi. Vậy ngự thú linh thần nói thu hoạch, là cái gì chứ? Ngự thú linh thần lắc đầu một cái, yếu ớt thanh âm nói, thằng nhóc, tên kia cắn nuốt nhiều như vậy võ giả, thân thể và máu, đã cường hóa đến nhất định trình độ, rồi sau đó, hắn phần lớn thực lực, đều bị ngươi phong ấn, ngươi biết cái này ý vị như thế nào không? Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, đột nhiên, trên gương mặt hiện ra một tia khó khăn xem vẻ, có chút miễn cưỡng nói, ngự thú linh thần, ngươi sẽ không, muốn ta đem những thứ này phong ấn đổ luyện hóa chiếm đoạt chứ? Đây có thể không dễ làm như vậy đến chứ? Trước không nói có thể hay không làm được, làm như vậy, hắn không phải là cùng Lâm Tuyệt Long tên kia vậy, giống như quái vật liền sao? Nếu như yêu thú còn dễ nói, Lâm Tuyệt Long mặc dù là thần bí, nhưng là, dẫu sao vẫn là loài người. Hơn nữa, chiếm đoạt tu luyện có thần thông công pháp người tu hành, và chiếm đoạt thuần túy hấp thu thiên địa linh khí yêu thú, có thể là hoàn toàn bất đồng, người tu hành tinh hoa, xa xa so yêu thú hơn nữa hỗn tạp. Hơn nữa, mang kinh khủng oán niệm lực, cũng không phải yêu thú có thể so, mặc dù có một ít ma đạo cùng máu đạo võ giả, cũng có tương tự Lâm Tuyệt Long thần bí công pháp như vậy, chiếm đoạt một ít thứ, tới tăng cường thực lực phương pháp. Nhưng là, phương pháp như vậy, tác dụng phụ đều là cực lớn. Hơn nữa, vậy xa xa không có Lâm Tuyệt Long thủ đoạn lớn mạnh như vậy, thuận lợi, hữu hiệu. Diệp Thần cũng không muốn vì vậy mà hư mình căn cơ, hoặc là bị oán niệm lực cắn trả, biến thành cái thích giết chóc quái vật. Ngự thú linh thần cười nói, thằng nhóc, người bình thường, quả thật không cách nào làm được, nhưng là, ngươi nhưng mà luân hồi huyết mạch. Ngươi cắm vào Lâm Tuyệt Long thân thể huyết kiếm, bởi vì là ngươi máu tươi ngưng tụ mà thành, phong ấn thời điểm, thật ra thì đã lấy luân hồi môi giới, tiến vào ngươi thân thể, mặc dù chỉ là một số, nhưng vậy kinh người. Diệp Thần nghe vậy, vậy lộ vẻ được có chút do dự, đây là,
Hình Tử Đường và Duẫn Mính cũng đi tới, Cơ Huyền và Thiên Linh, cùng với Xích Hà, vậy lần lượt thức tỉnh. Diệp Thần, Duẫn Mính nhẹ nhẹ kêu một tiếng, Diệp Thần quay đầu lại, chỉ gặp cái này vốn có chút rất dã man thiếu nữ, lúc này, nhìn thẳng vòng có chút đỏ lên nhìn mình. Diệp Thần nhìn Duẫn Mính, ánh mắt không khỏi được ấm áp, lúc ấy, hắn mặc dù bị Lâm Tuyệt Long cơ hồ trọng thương, nhưng là, kỳ thần niệm nhưng rõ ràng quan sát chung quanh. Hắn tự nhiên biết, Duẫn Mính lấy là hắn bị Lâm Tuyệt Long đánh chết sau đó, có bao nhiêu được đau buồn, cùng với, đó hoàn toàn không để ý tánh mạng, muốn là hắn báo thù ý tưởng. Nếu nói là một người cô gái nguyện ý là ngươi làm như vậy, còn không bị hắn cảm động, đó là giả. Lúc này, Diệp Thần trong nội tâm, hướng về phía bị Huyền Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng lão cưng chiều xấu con cưng, vậy sinh ra vẻ hảo cảm. Dĩ nhiên cái này hảo cảm chẳng qua là bằng hữu bây giờ. Diệp Thần đang chuẩn bị lên tiếng an ủi, nhưng mà, không cùng hắn mở miệng, Duẫn Mính liền giống như nhũ yến về tổ vậy, chợt nhào tới Diệp Thần trong ngực, nhẹ nhàng khóc sụt sùi. Diệp Thần hơi sững sờ, theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng vẫn là dừng lại. Hắn mặt mũi rất nhanh nhu hòa xuống, trấn an nói, tốt lắm, không sao, đều kết thúc. Hình Tử Đường thấy vậy, lộ ra vẻ tươi cười, sờ một cái đầu chọc, liền hướng Xích Hà chỗ chỗ đi tới. Mà ngay lúc này, lại có mấy đạo độn quang, hướng chỗ này cao đỉnh, phóng tới. Lúc này, trừ Diệp Thần cùng Duẫn Mính không có gì đáng ngại ra, Hình Tử Đường, Cơ Huyền các người đều là người bị trọng thương, hơi thở uể oải, sợ rằng, cả người tu vi thực lực, chỉ có thể phát huy trong 1% không tới, mà vậy bay tới mấy đạo độn quang, từng cái hơi thở không kém, hiển nhiên, cũng không phải giống vậy người dự thi. Nhưng là, Hình Tử Đường mấy người, đều là thần sắc sửng dưng, lấy Diệp Thần thực lực, có hắn ở đây, tự nhiên không cần lo lắng cái gì những người dự thi khác. Hơn nữa, bọn họ xuất thân siêu nhất lưu thế lực, tự nhiên còn có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Những người này tuy mạnh, nhưng là, còn chưa đủ để uy hiếp được bọn họ. Mấy đạo độn quang một ngừng, mấy tên trẻ tuổi chàng trai ánh mắt, quét qua chỗ này đỉnh núi. Khi bọn hắn thấy nửa bước hợp đạo Diệp Thần, đều không khỏi được sững sốt một chút. Nửa bước hợp đạo, có thể tham gia cái này thăng long thi đấu, không một không phải mỗi cái đại thế lực thiên tài, nhỏ yếu đi nữa, cũng phải có cái cực hạn chứ. Trong đó một người mập mạp nam tử, không nhịn được nghi ngờ nói, ta không phải là nhìn lầm rồi. Người kia tu vi, là nửa bước hợp đạo, loại người này, vậy sẽ tham gia thăng long thi đấu. Không phải nghe nói thăng long thi đấu có hạn chế sao? Mà mấy người bên trong, tu vi cao nhất tên kiệu uy nghiêm nam tử, ánh mắt từ Diệp Thần trên mình đảo qua một cái, căn bản liền xem cũng lười được hơn liếc mắt nhìn, mà là, đem sự chú ý đặt ở Hình Tử Đường, Cơ Huyền cùng trên người, đặc biệt là Hình Tử Đường và Cơ Huyền. Mặc dù, bây giờ Hình Tử Đường và Cơ Huyền bị thương rất nặng, cả người hơi thở như có như không, hẳn không cách nào phát huy ra nhiều ít thực lực. Nhưng là, hai người này tu vi, nhưng là cực cao. Đoàn người này bên trong, tổng cộng có 5 người, là hai cái vô cùng là giao hảo thế lực phái tới người dự thi, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, cái này 5 người truyền tống vị trí quá gần, lại lục tục tìm được lẫn nhau. Sau đó, bọn họ mơ hồ cảm thấy cái này trên đỉnh núi cao truyền ra khác thường chập chờn, liền từ khá xa xa, đuổi đến nơi này. Vậy uy nghiêm nam tử quét một vòng đỉnh núi. Hiển nhiên, nơi này trước, xảy ra vô cùng là thảm thiết chiến đấu, toàn bộ đỉnh núi, đều bị lột hơn nửa, mà vậy mấy tên cực mạnh thiên tài, vậy từng cái người bị trọng thương, còn dư lại, cũng chỉ có một tu vi cũng không tệ người phụ nữ, và một người nửa bước hợp đạo tiểu tử. Uy nghiêm nam tử ánh mắt dần dần sáng lên, còn lại còn có chiến lực hai người, đối với bọn họ, căn bản không tạo thành uy hiếp, bọn họ cơ duyên, tới. Mà lúc này, Diệp Thần nghe được mập mạp kia chàng trai lời nói, vậy chậm rãi xoay người lại, lạnh như băng ánh mắt, trực tiếp phong tỏa người này. Tên kia mập mạp vốn đang ở phình bụng cười to, nhưng mà đột nhiên bây giờ, hắn lại cảm giác thần hồn đau xót, cả người bị thấy lạnh cả người bọc, không khỏi được ngưng cười to, có chút không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Tên này ánh mắt, làm sao như thế khủng bố. Diệp Thần đi qua trước khi chiến đấu, vô hình chung. Đã có một loại có thể chém vạn vật khủng bố sát ý này mặc dù bây giờ còn không có thực chất uy năng. Nhưng là, nếu như hắn sử dụng sát ý này phối hợp kỳ lân sát,
hổ thần sát, cùng với máu thần uy áp, thi triển thần hồn công kích, uy lực, tuyệt đối có thể tăng nhiều. Bây giờ, hắn cũng không có làm gì, chỉ là lạnh lùng nhìn mập mạp này một mắt, là có thể để cho một người lớn mạnh như vậy võ giả, tim phát rét, hắn khủng bố, có thể tưởng tượng được. Mập mạp bên cạnh một người dày môi nam tử thấy vậy, cười nói, mập mạp, ngươi thế nào? Mập mạp mập mặt đỏ lên, lắc đầu một cái không nói gì. Lúc này, uy nghiêm nam tử nhướng mày một cái, lạnh lùng nói, tốt lắm, tránh sự muốn chặt. Hắn bây giờ ý tưởng, là mời cái này mấy người rời đi chỗ này đỉnh núi, mà mình các người toàn diện tiếp quản, ở chỗ này chờ đợi bảo vật hạ xuống. Mặc dù, lấy mấy người bọn họ thực lực, những người này nếu như còn có lý trí, liền nhất định sẽ chọn rời đi. Nhưng là, hắn cũng biết, những đại thế lực kia con em, từng cái tâm cao khí ngạo, khách khí để cho bọn họ đi khá tốt, nếu là thật vũ nhục bọn họ, sợ rằng, bọn họ những người này có thể phát động tàn nhẫn tới liều mạng. Mập mạp kia còn muốn nói gì, nhưng mà nghe được uy nghiêm nam tử nói như vậy, chỉ có thể ngậm miệng lại. Uy nghiêm nam tử hướng về phía Diệp Thần các người nói, mấy vị bị thương không nhẹ, xin rời đi nơi này, tìm một chỗ an toàn chữa thương đi, để tránh những võ giả khác đến, đối với mấy người bất lợi. Hắn nói, hình như là Diệp Thần mấy người lo nghĩ vậy, nhưng là, ý của nó hết sức rõ ràng, chính là, để cho Diệp Thần các người đi, cái này vùng núi đầu, là bọn họ. Nhưng vào lúc này, cái đó mập lùn nam tử, không nhịn được mở miệng nói, Lâm Uy sư huynh, tại sao phải thả bọn họ đi à? Những người này bên trong, chỉ có cô gái kia, còn có thể coi như là một cái chiến lực, những thứ khác mấy người, tu vi tuy cao, nhưng là, lúc này người bị thương nặng, bây giờ thực lực, thật là có thể nói là không chịu nổi một kích. Mập mạp trong mắt lóe ra vẻ tham lam, tiếp tục nói, Lâm Uy sư huynh, những thứ này nhưng mà nhất lưu thế lực thiên tài à, bọn họ túi đựng đồ bên trong, sẽ có cái gì, người sẽ không muốn biết chứ. Vậy uy nghiêm nam tử nghe vậy, trong mắt vẻ tham lam cũng là chợt lóe lên, nhưng là, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nếu là thật muốn giết người đoạt bảo, những người này ắt phải liều chết đánh một trận, hậu thủ dốc hết. Khi đó, coi như mình các người có thể chiến thắng đối phương, vậy tất nhiên phải bỏ ra giá không nhỏ, như vậy, bất lợi cho sau đó đối phó những thứ khác đi tới nơi này chỗ đỉnh núi người dự thi, thậm chí, cũng bất lợi cho tỉ thí kế tiếp, nguy hiểm quá cao. Vì vậy, hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn vậy mập lùn nam tử một mắt, lạnh giọng nói, làm sao, Ôn Hạo, ngươi là đang chất vấn quyết định của ta sao? Cái này heo mập nhức đầu không não, hắn đã sớm xem người này khó chịu. Nếu không phải hắn còn có mấy phần thực lực, Lâm Uy căn bản không nguyện ý đem người này mang về chỗ ngũ bên trong. Mập lùn nam tử nhát gan co rúm một cái đầu, lắc đầu nói, vậy làm sao dám, chỉ là đề ra cái đề nghị mà thôi. Hết thảy, lấy sư huynh quyết định làm chuẩn. Nhưng là, hắn rũ xuống mắt tam giác bên trong, nhưng mơ hồ thoáng qua một tia vẻ oán độc. Lâm Uy lần nữa chuyển hướng Diệp Thần các người, khá là khách khí nói, xin lỗi, ta sư đệ vô lễ, mạo phạm mấy vị, chúng ta tuyệt không có ý đó, chỉ cần chư vị, tự đi rời đi là được. À, hình tử đường tùy ý ăn vào một viên chữa thương đan dược, lau một cái đầu chọc, thần sắc trên mặt không có chút ba động nào. Nhìn Lâm Uy, nhàn nhạt nói, ý ngươi, là đuổi chúng ta đi. Lâm Uy khẽ cau mày, hình tử đường thái độ, thật giống như có điểm không đúng, nhưng là, hắn vẫn là duy trì khách khí thái độ nói, không sai, mời chư vị đi nơi khác chữa thương. Hình tử đường đặt mông ngồi dưới đất, sửng dưng nhìn Lâm Uy các người, tuét miệng cười một tiếng nói, nếu như, ta liền muốn ở chỗ này chữa thương đâu. Lâm Uy ánh mắt lóe lên. Thanh âm vậy lạnh xuống nói, các hạ cảm thấy, các ngươi có nơi lựa chọn sao? Nhưng là, hắn vẫn không có trở mặt, hắn biết, lớn rất nhiều thế lực con em, cho dù là đi, cũng phải cấp mình tìm về mặt mũi, sẽ không cứ như vậy dễ dàng bị người khác bức lui, đây là bọn họ kiêu ngạo. Còn nếu là có thể để cho bọn họ rời đi, trên đầu môi dành cho đối phương một ít tôn trọng, đối với Lâm Uy mà nói, cũng là sao cũng được chuyện. Hắn cùng những cái kia kiêu ngạo thiên tài không cùng, xem trọng, chỉ có lợi ích. Hình tử đường cười nói, ngươi cảm thấy, mình so chúng ta mạnh. Lâm Uy ánh mắt chớp mắt, thầm nói một tiếng, tới. Quả nhiên, cái này đại hán đầu chọc, hẳn là cái loại đó người kiêu ngạo,
chỉ cần mình trên đầu môi biểu đạt một phen đối với thực lực hắn tôn trọng, có lẽ, hắn liền sẽ rời đi. Lâm Uy lắc đầu nói, các hạ thực lực, dĩ nhiên là cực mạnh, Lâm Mỗ, tự thẹn không bằng, nhưng là, bây giờ các hạ bị thương trên người, cả người thực lực, chăm chưa đủ một, lấy các hạ bây giờ tình huống, sợ rằng, không thích hợp cùng người khác giao thủ đi. Hình Tử Đường cười ha ha một tiếng nói, được, người còn có chút ánh mắt, bất quá. Lâm Uy nghe được Hình Tử Đường trả lời, nội tâm vui mừng, xem ra, hắn nghĩ không sai, cái này đại hán đầu chọc, hẳn là muốn nhượng bộ, không khỏi hỏi tới, bất quá cái gì. Bất quá, Hình Tử Đường miệng vẫn là thật to tránh ra, nhìn như đang cười, nhưng mà, trong con ngươi của hắn, lại có sắc bén chớp động, chúng ta vẫn không thể rời đi. Lâm Uy ánh mắt trầm xuống, không rõ ràng Hình Tử Đường là ý gì, nhưng là, vẫn là đè lại tính tình, hỏi, tại sao? Tại sao, Hình Tử Đường chỉ một cái tên kia kêu Ôn Hạo mập lùn thanh niên, lạnh lùng nói, đầu này heo mập, vũ nhục bạn của ta, người nói, ta có thể đi hay không? Mà vậy Ôn Hạo nghe vậy, trên mặt thịt béo run một cái, bởi vì, hắn cảm giác được, mình mấy tên đồng bạn ánh mắt, cũng bá được một chút, tập trung đến trên người mình. Hơn nữa, hắn rõ ràng cảm thấy, Lâm Uy nhìn mình ánh mắt bên trong, đã xen lẫn lửa giận. Lâm Uy hung hãn trợn mắt nhìn Ôn Hạo, cái này heo mập, thật là được việc chưa đủ, bại chuyện có thừa. Hình Tử Đường lạnh lùng nói, để cho đầu này heo mập, quỳ xuống cho bạn của ta nói xin lỗi, nếu không, ta hình nào đó, tuyệt sẽ không rời đi. Lời vừa nói ra, không chỉ là Ôn Hạo, liền những thứ khác mấy người thần sắc, cũng hơi thay đổi. Để cho bọn họ dưới người quỳ. Cái này không đơn thuần là đối với Ôn Hạo vũ nhục, thật là, chính là xem thường bọn họ một nhóm người, không khỏi được đều nhìn về Lâm Uy. Lâm Uy ánh mắt lóe lên, hắn nội tâm, cũng muốn để cho cái này Ôn Hạo quỳ xuống, để giải quyết chuyện này. Ôn Hạo phế vật này tôn nghiêm như thế nào, cùng hắn có quan hệ thế nào. Nhưng mà, hắn biết, hắn không thể làm như vậy, cho dù hắn thật có thể ép được Ôn Hạo quỳ xuống. Những thứ khác mấy người, vậy sẽ đối với hắn thất vọng, như vậy, hắn liền không cách nào bảo đảm mình ở trong đội ngũ địa vị lãnh đạo. Lâm Uy trầm ngâm chốc lát sau đó, vẫn là ngẩng đầu lên, hướng về phía Hình Tử Đường lắc đầu nói, các hạ cái yêu cầu này, quá phận, ta không thể đáp ứng, Ôn sư đệ sẽ không dưới quỳ. Những thứ khác mấy người nghe vậy, đều là sắc mặt vừa chậm, mà Ôn Hạo lại là nội tâm buông lỏng một chút. Nhưng là, hắn vừa nói. Nhìn Ôn Hạo một cái nói, mới vừa rồi Ôn sư đệ, quả thật quá mức vô lễ, nói xin lỗi, cần phải. Lâm Uy nói xong, âm thầm đắc ý, làm như vậy, vừa ở mình đội ngũ thành viên trước mặt, duy trì đội ngũ tôn nghiêm, chưa đến nỗi mất đi lòng người, lại chưa có hoàn toàn cự tuyệt cái đó thiên tài siêu cấp yêu cầu. Làm như vậy, đại hán đầu chọc kia, nói không chừng, vậy sẽ tiếp nhận. Còn như Ôn Hạo tôn nghiêm, lại quan hắn chuyện gì? Ôn Hạo mặt liền biến sắc nói, sư huynh, ngươi để cho ta, cho cái đó phế, cái đó nửa bước hợp đạo người nói xin lỗi, cái này, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là làm nhục. Nhưng là, hắn cũng không dám ở Lâm Uy trước mặt nói ra miệng. Lâm Uy bình tĩnh nói, làm sao, ngươi muốn vi phạm ta nói sao? Ôn Hạo sắc mặt tiếp liền biến đổi, cuối cùng vẫn là ánh mắt buồn bã. Hèn yếu nói, không có, ta nói xin lỗi. Nói xin lỗi, Lâm Uy nhìn Ôn Hạo là ngươi như thế đạo sao? Ôn Hạo sắc mặt càng thêm khó coi một phần, nhưng là, vùng vẫy chốc lát, vẫn là thỏa hiệp. Lâm Uy thực lực, so hắn mạnh quá nhiều, hắn không cùng hắn là địch dũng khí. Ôn Hạo đối với Diệp Thần, vô cùng là không cam lòng nói, thật xin lỗi, vị đạo hữu này, mới vừa rồi là ta thất lễ. Trong chốc lát, núi này đỉnh chỗ, yên lặng xuống, Lâm Uy các người, cũng muốn xem, Diệp Thần các người, sẽ có phản ứng gì. Bọn họ vốn cho là, sẽ do Hình Tử Đường mở miệng, cho ra một cái kết quả, là tiếp nhận, hay là không tiếp bị. Dẫu sao, mặc dù Hình Tử Đường nói Diệp Thần là bạn của hắn, nhưng là, ở nơi này mấy người xem ra, cái này là Hình Tử Đường vì mình mặt mũi, sử dụng một loại giải thích mà thôi. Diệp Thần. Nhiều nhất là một cái phụ thuộc, cho nên, cái này Ôn Hạo nói xin lỗi, thà nói là đối với Diệp Thần nói xin lỗi, không bằng, nói là đối với Hình Tử Đường nói xin lỗi. Nhưng mà,
Hình Tử Đường nhưng thủy chung không có ý lên tiếng. Nói chuyện, là Diệp Thần. Cái đó, bọn họ nguyên lấy là, chỉ là phụ thuộc người, cái này không thể không nói, để cho bọn họ, có chút bất ngờ. Diệp Thần nhìn Ôn Hạo một mắt, nhàn nhạt nói, ta tiếp nhận ngươi nói xin lỗi. Lâm Uy mấy người nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, xem ra, có thể để tránh cho một cuộc chiến đấu. Chỉ có Ôn Hạo, nhìn Diệp Thần mắt tam giác bên trong, tất cả đều là căm ghét thần sắc. Nhưng là, ngay tại Lâm Uy các người, lấy là sự việc kết thúc, Diệp Thần bọn họ sẽ muốn rời đi thời điểm, Diệp Thần thanh âm, vang lên lần nữa. Nhưng là các ngươi nên rời đi. Nhưng là các ngươi nên rời đi. Diệp Thần thanh âm bình thản rơi xuống. Yên tĩnh, chân chính yên tĩnh. Lâm Uy mấy người đều là khó có thể tin nhìn Diệp Thần, cái này chính là nửa bước hợp đạo võ giả, mới vừa nói cái gì. Để cho bọn họ rời đi. Hắn chẳng lẽ không có làm rõ ràng thế cuộc trước mắt. Bọn họ không có thống hạ sát thủ đã kinh hết tình hết nghĩa. Nhưng mà cái này con kiến hôi không chỉ không ngoan ngoãn rời đi. Ngược lại mời bọn họ rời đi. Não tàn. Đây quả thực, khó có thể tưởng tượng. Đây quả thực, phách lối được không giống nhân loại. Ôn Hạo lại là tức giận đưa ngón tay ra trước Diệp Thần. Thằng nhóc, ta xem ngươi là muốn chết. Diệp Thần nhìn mặt đầy tức giận Ôn Hạo, mỉm cười nói, ai cho phép ngươi lấy tay, chỉ ta. À, Lâm Uy ngầm thở dài, bây giờ, xem ra sự việc thì không cách nào hòa hoãn, mà đây cái tu vi chỉ có nửa bước hợp đạo liều lĩnh thanh niên, lập tức, liền phải trả giá thật lớn. Mà hắn, dưới tình huống này, cũng không cách nào ngăn cản, Ôn Hạo đối với hắn ra tay. Ôn Hạo lúc này, rốt cuộc nhẫn nại không nổi nữa, quát lên một tiếng lớn, phế vật. Tự tìm cái chết. Cả người hơi thở điên cuồng bùng nổ, thì phải đối với Diệp Thần ra tay. Chỉ gặp Ôn Hạo khắp người thịt béo run lên, sau lưng hiện ra một đầu cả người ngọn lửa lượn quanh cự thú hư ảnh, tay cầm một chuôi đỏ thẫm búa tạ, cả người nhảy lên thật cao. Cường đại lực lượng, tựa hồ để cho ngọn núi lớn này cũng hơi chấn động một chút, tay cầm búa nện, hướng Diệp Thần hung hăng đập tới. Lâm Uy ánh mắt chớp mắt, Ôn Hạo một kích này, đã toàn lực đánh ra. Diệp Thần coi như thực lực vượt xa cảnh giới, vậy tuyệt đối không thể nào ngăn cản được. Đồng thời, hắn vậy âm thầm đề phòng Hình Tử Đường mấy người, chuẩn bị tùy thời ra tay. Mà đối mặt Ôn Hạo công kích Diệp Thần, chỉ là thờ ơ chậm rãi nâng lên một cái tay. Lâm Uy các người để ở trong mắt, đều là giễu cợt không dứt, phế vật thật chính là phế vật, nửa bước hợp đạo cảnh Diệp Thần, sợ rằng liền Ôn Hạo cái này ẩn chứa quy luật lực nhất kích, mạnh bao nhiêu. Đều không cách nào hiểu chứ. Nhưng là, Lâm Uy lại đột nhiên ánh mắt chớp mắt, nội tâm sinh ra vẻ nghi hoặc, không hiểu nhìn Hình Tử Đường mấy người. Tại sao, Hình Tử Đường những người này, ở Ôn Hạo ra tay sau đó, sắc mặt vẫn là như thế ổn định. Căn bản không có chút nào tức giận hoặc là chuẩn bị xuất thủ dáng vẻ. Chẳng lẽ, Diệp Thần ở bọn họ trong lòng, căn bản không có giá trị gì sao? Trước nói những lời đó. Bất quá là dáng vẻ giả bộ một chút mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Uy trên mặt không khỏi được lộ ra vẻ tươi cười, nếu là như vậy thì dễ làm, Diệp Thần khiêu khích Ôn Hạo, lỗi do tự mình gánh, chết thì chết. Mà hắn để cho Ôn Hạo nói xin lỗi, đã biểu đạt kinh ý, Hình Tử Đường các người hẳn sẽ rời đi. Ầm một tiếng vang thật lớn. Ánh lửa bùng nổ. Nhiệt độ cao ngay tức thì hòa tan chung quanh núi đá cây cối, trên mặt đất. Cũng bị đánh ra một cái to lớn trong cái hố sâu tới. Một kích này uy lực, rất mạnh. Bụi đất tung bay, mà Hình Tử Đường các người, xem cũng không có đi cái hầm kia động liếc mắt nhìn, tựa như không quan tâm chút nào vậy, thần sắc như thường. Lâm Uy thấy vậy, càng xác định mình ý tưởng, Diệp Thần ở bọn họ trong lòng, không đáng giá một đề ra, nếu không, bọn họ tại sao sẽ ở Diệp Thần bị nhất kích đánh thành hư không sau đó, vẫn là như vậy bình tĩnh hình dáng. Lâm Uy đang chuẩn bị mở miệng, lần nữa mời Hình Tử Đường các người rời đi, nhưng mà, một khắc sau, hắn lời ra đến khóe miệng tiếng nói, nhưng miễn cưỡng nuốt trở vào, trợn mắt há mồm nhìn xuất hiện trước mắt một màn, thật là hoàn toàn không dám tin tưởng. Ở trước mặt hắn, bụi mù tản đi, to lớn kia trong cái hố sâu bên trong, đứng một cái cao gầy thanh niên, không phải người khác, chính là Diệp Thần. Diệp Thần, lại không có chết. Đừng nói là chết. Ôn Hạo nhất kích, thậm chí liền tổn thương,
cũng không có thương tổn được Diệp Thần. Điều này sao có thể? Lâm Uy suy nghĩ, trong chốc lát cũng đống kết, căn bản không cách nào vận chuyển, không cách nào hiểu trước mắt chỗ đã thấy là cái gì. Mà Ôn Hạo thì so hắn càng khiếp sợ 10 lần. Hắn ngơ ngác nhìn hoàn hảo không hao tổn đứng ở trước mặt mình Diệp Thần, kinh ngạc, hoàn toàn được kinh ngạc. Mới vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được, mình vậy một nện, toàn lực một nện, đã hung hãn đập vào Diệp Thần ngẩng vậy chỉ trên tay phải. Hắn vốn là, đều đã lộ ra sảng khoái nụ cười, cơ hồ đều thấy được Diệp Thần từ cánh tay bắt đầu toàn thân bạo liệt một màn. Nhưng là, lúc này, Diệp Thần nhưng thật tốt đứng ở mình trước mặt, chặn lại mình một chùy tay phải, thậm chí, liền một giọt máu cũng không có lưu. Đây là cái gì? Thần tích sao? Vẫn là, có cái gì tinh khiếu cảnh cao thủ núp ở một bên, im hơi lặng tiếng là Diệp Thần chặn lại chiêu này. Tất cả mọi người suy nghĩ, cũng hỗn loạn. Diệp Thần đột nhiên cười, vô cùng là băng hàn cười. Ôn Hạo ngây ngẩn nói, người đang cười cái gì? Hắn đang cười, là bởi vì là chặn lại mình nhất kích sao? Diệp Thần khinh thường nhìn Ôn Hạo nói, ta đang cười, tại sao ở trong mắt các ngươi, cảnh giới liền đại biểu thực lực? Ta là nửa bước hợp đạo thì như thế nào? Các ngươi cười nhạo ta, nhưng không biết ở ta trong mắt, các ngươi chí cường nhất kích, cũng bất quá là rác rưởi. Lời vừa nói ra, lần nữa làm người ta khiếp sợ. Rác rưởi. Ôn Hạo mới vừa rồi vậy uy thế vô biên nhất kích, ở Diệp Thần xem ra, lại coi là xấu. Phải biết, thông thường tạo hóa cảnh, thậm chí vận may trung kỳ, đều có thể, ở Ôn Hạo một nện dưới bị nháy mắt giết à. Diệp Thần, lại nói rác dưới. Đây là biết bao cuồng ngạo người, mới có thể nói ra miệng hào ngôn à. Mà Ôn Hạo, chính là tựa như nước lạnh tưới đầu vậy, ngay tức thì tỉnh hồn lại. Bị lửa giận đốt tỉnh. Mặc dù hắn không biết, Diệp Thần là làm sao ngăn trở hắn một kích, nhưng là, hắn như thế nào đi nữa quỷ dị. Vậy chẳng qua là một cái nửa bước hợp đạo cảnh phế vật mà thôi. Lại, dám nói như vậy hắn. Vậy làm sao, có thể không để cho người tức giận. Diệp Thần cười lạnh nói, cuối cùng cảnh cáo một lần, rời đi nơi này. Nếu như không phải là đồ hạ xuống, Diệp Thần cũng không sẽ trông nom địa phương này. Vậy dị bảo hẳn là ma linh tử. Ma linh tử và ác ma mắt có liên quan, bất kể như thế nào, vật này cũng nên thuộc về hắn. Hắn ánh mắt, dần dần băng hàn xuống, sát ý tách thả ra. Nguyên bản vẫn còn ở giận dữ bên trong Ôn Hạo, lúc này, nhưng tựa như đột nhiên rơi vào hầm băng vậy, ở Diệp Thần sát ý đánh vào dưới, lửa giận lại toàn bộ tiêu tán, hắn mắt tam giác run rẩy, cả người thịt béo đều ở đây hơi lay động, khó có thể tin nhìn Diệp Thần. Trước mắt, cái này nửa bước hợp đạo võ giả, lại, để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Diệp Thần trên gương mặt hiện lên một cái lạnh nhạt nụ cười, nhàn nhạt nói, quỳ xuống đất nhận sai, lại đem mình đan điền, cùng với kinh mạch toàn thân chấn vỡ, ta có thể lưu ngươi một cái tiện mệnh. Diệp Thần từ Ôn Hạo trên mình cảm thấy sát ý, loại này uy hiếp, hắn không thể nào giữ lại. Lần này, liền liền Lâm Uy các người, cũng là sắc mặt khó coi nhìn Diệp Thần, bởi vì, Diệp Thần quá độc ác. Mặc dù không biết Diệp Thần có cái gì dựa vào, nhưng là, hắn loại yêu cầu này, và trực tiếp để cho Ôn Hạo đi chết, lại có cái gì khác biệt. Mà Ôn Hạo vốn là sợ hãi, ở Diệp Thần sau khi nói xong, vậy hoàn toàn đổi thành là căm ghét. Ôn Hạo giơ cao trong tay búa tạ, linh lực điên cuồng vận chuyển, vượt qua cực hạn cả giận nói, ta muốn ngươi. Mà lúc này, Diệp Thần, rốt cuộc động. Màu vàng điện mang chớp mắt, Diệp Thần bóng người, ngay tức thì, từ Ôn Hạo trước mắt biến mất. Ôn Hạo trong lòng cả kinh, trong phảng phất, có một loại dự cảm xấu. Hắn nói vẫn chưa có hoàn toàn nói xong, liền hơi ngừng. Vang lên theo, là một tiếng, vô cùng thê thảm đau kêu. Búa tạ rớt xuống đất, Ôn Hạo thân thể nện xuống đất. Cơ hồ sắp chết. Lâm Uy các người đôi mắt trợn tròn, há to miệng, ở liên tiếp kích thích dưới, cơ hồ đều muốn điên, đạo tâm cũng xuất hiện dao động. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Bọn họ, thậm chí cũng không có thấy rõ Diệp Thần là lúc nào hành động, liền gặp kim quang cùng nhau, Ôn Hạo người cường giả này, liền tựa như trẻ sơ sinh vậy, không có chút nào sức đề kháng ở Diệp Thần trước mặt mất đi tư cách.
Đây là kinh khủng dường nào tốc độ. Đây là biết bao lực lượng cường hãn. Phải biết, có thể tu luyện tới như vậy tu vi võ giả, thân thể, tự nhiên làm theo cũng mang theo một tia quy luật lực bảo vệ. Muốn như thế im hơi lặng tiếng liền đem Ôn Hạo trọng thương, đó cũng không phải là chỉ có tốc độ liền có thể làm được. Bây giờ, lại cũng không có người, sẽ đem Diệp Thần làm là một cái nửa bước hợp đạo phế vật, ở bọn họ trong lòng, vô số ý niệm và sợ hãi sâu đậm điên cuồng phun trào, thậm chí, có người cũng cảm thấy, Diệp Thần là ngôi sao gì khiếu cảnh yêu nghiệt, ẩn núp tu vi, để cho người lầm lấy là hắn là nửa bước hợp đạo mà thôi. Bọn họ từ linh hồn chỗ sâu cảm nhận được thấy lạnh cả người. Bọn họ bên trong, hết mấy người đều nhìn về Lâm Uy, ánh mắt kia mơ hồ đều mang khiếp sợ ý, hiển nhiên, bọn họ là muốn rời khỏi. Vậy ngay tại lúc này, Ôn Hạo phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai, cứu mạng à! Cứu mạng à, Lâm Sư Huynh, Triệu Đạo Hữu, cứu ta à! Hắn lại liền trên thân thể đau nhức, đều quên, nội tâm. Hoàn toàn bị sợ hãi chiếm đầy, hướng về phía Lâm Uy các người, điên cuồng nhờ giúp đỡ. Ở hắn trong suy nghĩ, đây là duy nhất một cái phao cứu mạng. Mà Lâm Uy, sắc mặt cực kỳ trầm trọng cùng phức tạp, hắn mặc dù đối với mình thực lực, khá là tự tin, nhưng là, hắn tự nhận là, còn không làm được xem Diệp Thần như vậy, hời hợt ngăn trở Ôn Hạo công kích, cũng trọng thương đối phương. Diệp Thần, cái này nhìn như chỉ có nửa bước hợp đạo yêu nghiệt. Hắn mỗi cái phương diện, cũng phải hoàn toàn nghiền ép với mình. Đợi tiếp nữa, rất nguy hiểm. Hắn nhìn một cái trên đất vậy vô cùng là không chịu nổi Ôn Hạo, rốt cuộc nhàn nhạt nói, chúng ta đi. Dứt lời, dẫn đầu bắn lên độn quang, hướng lai lịch bay đi. Những thứ khác mấy người, hai mắt nhìn nhau một cái, xem đều không xem đang không ngừng cầu cứu Ôn Hạo, rối rít xoay người đi theo Lâm Uy đi. Ở Diệp Thần loại này khủng bố yêu nghiệt trước mặt, bọn họ, nơi nào còn có tâm tình quản cái gì Ôn Hạo. Dĩ nhiên, là mạng mình muốn chặt. Ôn Hạo sững sốt một chút, không khỏi ngơ ngác nói, Lâm Sư Huynh khẳng định sẽ cứu ta, ta đối với Lâm Sư Huynh, một mực nói gì nghe nấy, nhiều năm qua như vậy, ta là Lâm Sư Huynh đã làm rất nhiều sự việc. Rất nhiều ta không chuyện muốn làm, Lâm Sư Huynh, làm sao có thể buông tha ta? À! Diệp Thần cười nói, vậy bây giờ, bọn họ người đâu? Ôn Hạo dùng vậy đôi trống giống hắc hốc mắt, mờ mịt nhìn chung quanh, thần niệm quét qua núi này đỉnh chỗ, dùng cả mình, một hồi tuyệt vọng, từ hắn nội tâm bên trong hiện lên. Không có, khắp nơi đều không có. Lâm Uy hơi thở, ở nơi này trên đỉnh núi, đã hoàn toàn biến mất. Hắn thật, đã đi rồi. Hơn nữa, đi rất xa. Xa đến vượt ra khỏi mình thần niệm có thể thăm dò phạm vi. Diệp Thần tiếp tục cười nói, hiểu chưa? Ngươi, ở trong mắt bọn họ, dễ dàng lợi dụng, bọn họ mới sẽ để cho ngươi giữ ở bên người, cầm ngươi làm có thể tùy ý sử dụng vật phẩm, ngươi lấy là, bọn họ cầm ngươi làm bạn bè. Ôn Hạo tuyệt vọng hét dầm lên, hắn tâm cảnh hoàn toàn bể nát. Diệp Thần lắc đầu một cái, không để ý nữa sẽ. Duẫn Minh cùng Hình Tử Đường, Cơ Huyền các người đi tới, nhìn lướt qua trên đất phát ra vô cùng là thống khổ gào thét Ôn Hạo, không có chút nào vẻ thương hại, nếu như đổi bọn họ bị như vậy làm nhục, làm, có thể so với Diệp Thần càng tàn khốc hơn. Duẫn Minh nhìn một cái Ôn Hạo, đối với Diệp Thần nói, như vậy thì thả qua hắn sao? Biết hay không quá tiện nghi hắn, ta đây là có một loại, có thể hành hạ thần hồn bí pháp. Diệp Thần bị Ôn Hạo giễu cợt lúc đó, nàng thậm chí, so Diệp Thần hơn nữa tức giận, hận không được đem Ôn Hạo hồn phách nhốt, hành hạ mấy trăm triệu năm mới có thể hả giận. Bây giờ, thấy Diệp Thần chỉ như vậy bỏ qua Ôn Hạo, không khỏi được có chút không cam lòng. Diệp Thần lắc đầu một cái, mỉm cười nói, cần gì phải ở loại rác dưới này trên mình lãng phí thời gian. Ta đã ở hắn thần hồn trên, lưu lại dấu vết, đợi hắn tử vong sau đó, dấu vết bên trong năng lượng liền sẽ bùng nổ, hoàn toàn tiêu diệt hắn thần hồn. Nếu như ta đem tâm tư đều đặt ở những người này trên mình, sợ rằng, cũng không có ở đây tu hành. Duẫn Minh lạnh lùng nhìn một cái trên đất Ôn Hạo, yên lặng chốc lát vẫn là gật đầu nói, được rồi, bất quá, sau này nếu như lại còn người dám đối với người bất kính như vậy, ta tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy thả qua hắn. Nàng bây giờ, đã hoàn toàn đối với Diệp Thần thật lòng khâm phục, có người xúc phạm Diệp Thần, so xúc phạm nàng,
cũng phải làm cho nàng khó mà chịu đựng. Diệp Thần nghe vậy, cũng là lộ ra một tia cười lạnh nói, nếu thật có người, như vậy không biết sống chết, ta tự nhiên, sẽ không dễ dàng thả qua hắn. Đây là, Cơ Huyền hướng về phía Diệp Thần cười nói. Diệp huynh, lại gặp mặt, lần này đa tạ Diệp huynh xuất thủ cứu giúp, nếu không, ta và Thiên Linh sợ rằng cũng phải chết ở chỗ này, trước đây có nhiều đắc tội, xin Diệp huynh tha thứ. Diệp Thần cũng đúng Cơ Huyền lộ ra một nụ cười châm biếm nói. Nếu không phải cửu huynh đem Lâm Tuyệt Long vây khốn, sợ rằng, ta cũng không cách nào thành công đem trọng thương, chuyện lúc trước, ở ngươi lập trường lên, vậy không cái gì không đúng chỗ, không cần lại để ra. Cơ Huyền trước, mặc dù ban đầu ẩn giấu thực lực, mai phục ở Chính Nguyên đội ngũ bên trong, nhưng là, cuối cùng lúc đó, hắn cũng bất quá là để cho Tứ Linh Thị ngăn trở Diệp Thần mà thôi, cũng không có làm cái gì quá đáng chuyện. Mặc dù Tứ Linh Thị mình tìm chỗ chết, nhưng đó cũng là Tứ Linh Thị trách nhiệm. Hơn nữa lần này có thể đánh chết Lâm Tuyệt Long, Cơ Huyền công không thể không, bây giờ lại hướng Diệp Thần lấy lễ đối đãi, lấy Diệp Thần lòng dạ, tự nhiên cũng sẽ không còn so đo với hắn cái gì. Đây là, Hình Tử Đường đối với Cơ Huyền hỏi, cửu huynh, lần này ngươi làm ra lớn như vậy động tĩnh, là chuyện gì xảy ra? Thuận lợi cho nhau biết sao? Cơ Huyền cười khổ nói, thật ra thì, cũng không có cái gì. Ta ở tham gia Thăng Long lớn so với trước đó, lấy được tin tức, lần này Thăng Long thi đấu lựa chọn bí cảnh, rất có thể là Ma Linh Tử đã từng lưu lại địa phương bí mật. Hơn nữa, trên người ta huyết mạch, có một bộ phận đến từ Ma Linh Tử, ta ở chỗ này vậy thu được một ít Ma Linh Tử lưu lại nhỏ cơ duyên. Cái gì, ngươi nói Ma Linh Tử, không phải là vật kia ở chỗ này chứ? Mọi người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ kinh sợ, rung động nhìn Cơ Huyền. Diệp Thần có chút không rõ ràng, chẳng lẽ chữ ác ma mắt cái dương kia trở ra, Ma Linh Tử còn nắm giữ thứ khác. Diệp Thần làm bộ hỏi, cái này Ma Linh Tử, có cái gì đặc biệt sao? Hình Tử Đường có chút bất ngờ nhìn Diệp Thần nói, Diệp huynh, người không biết Ma Linh Tử. Ma Linh Tử, nhưng mà 10.000 năm trước ma tộc một trong cường giả à? Tạm không nói hắn thực lực ngập trời, Ma Linh Tử rời đi ma tộc sau đó. Nghe nói lấy được một cái linh võ đại lục vô số người muốn có được bảo bối. Bởi vì bảo bối này, hắn càng bị linh võ đại lục rất nhiều đứng đầu thế lực đuổi giết. Cuối cùng thần bí mất tích, không có ai biết hắn đi nơi nào. Càng không có ai biết vậy khiếp sợ linh võ đại lục bí mật ở nơi nào. Hình Tử Đường cười nói, như vậy, chúc mừng cửu huynh, lấy được Ma Linh Tử truyền thừa, xem ra, người phi thăng có khả năng, lại tăng nhiều liền một phần. Bất quá, Cơ Huyền nhưng cười khổ một tiếng nói. À, ta lấy được truyền thừa, chỉ là rất nhỏ một số, hơn nữa lúc ấy ta và Diệp huynh cùng nhau tiến vào vậy động phủ, sợ rằng Diệp huynh và ta như nhau cũng không có được cái bí mật kia. Thật ra thì, ở nơi này bí cảnh bên trong, Ma Linh Tử còn để lại một phần truyền thừa, phần này truyền thừa, mới là nhất là nguyên vẹn, nhất là có giá trị. Nhưng là, phần này truyền thừa, nhất định phải tháo ra giới linh phong ấn, mới có thể phóng thích. Mà tháo ra giới linh phong ấn chìa khóa, liền ở ta lấy được truyền thừa bên trong. Ta trước, chính là mở ra giới linh phong ấn, bây giờ giới linh đang chậm rãi tỉnh lại, mới sẽ làm ra lớn như vậy động tĩnh. Hình Tử Đường không hiểu nói, đó không phải là tốt hơn sao? Cửu huynh có gì bất mãn? Cơ Huyền thở dài nói, cái này phần thứ hai truyền thừa. Cũng không phải là muốn thừa kế liền thừa kế, Ma Linh Tử ở giới linh bên trong, để lại mình một đạo thần niệm, người thừa kế, phải đạt được vậy thần niệm đồng ý, mới có tư cách, tiếp nhận truyền thừa. Hắn tiếp theo lại lộ ra vẻ tươi cười nói, bất quá, cứ như vậy, chúng ta mấy người, ngược lại là cũng có cơ hội, đạt được truyền thừa. Mọi người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, mặc dù, bọn họ sẽ không cùng Cơ Huyền tranh đoạt cái này truyền thừa, nhưng là... Muốn thật là truyền thừa lựa chọn mình, đối với bọn họ mà nói, tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Tất cả mọi người đều không có chú ý tới Diệp Thần trong mắt thâm trầm. Hắn và ác ma mắt ở đó trong động phủ cũng không thấy Ma Linh Tử, chỉ bất quá gặp được Ma Linh Tử để cho tượng đá bảo vệ đồ. Hơn nữa vật kia hẳn không phải là truyền thừa, vật kia ác ma mắt không có lập tức mở ra, chắc có nguyên nhân. Bây giờ ác ma mắt ngủ say. Cụ thể không cách nào biết được. Hắn đột nhiên tò mò,
mà linh tử lấy được để cho thế lực cao cấp đuổi giết đồ, rốt cuộc là cái gì? Hắn hỏi hình tử đường các người, bọn họ đối với cụ thể vậy không biết. Tiếp theo, mấy người liền ở nơi này đỉnh núi chỗ lưu lại, mỗi người bắt đầu chữa thương, chờ đợi vậy giới linh hoàn toàn hồi phục. Thiên Linh và Xích Hà, chính là liên thủ ở vùng lân cận bày ra một đạo cao cấp trận pháp, phòng ngừa còn người đến nữa này quấy rầy. Diệp Thần tiến vào luân hồi mộ địa. Bây giờ luân hồi mộ địa an tĩnh rất nhiều. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được sâu đậm buồn tẻ. Ba vị sư tôn và ba vị kim Phật biến mất, đây đối với Diệp Thần tổn thất mà nói, rất lớn. Cố nhiên cái này 6 người lực lượng đã không đủ để chống đỡ, nhưng Diệp Thần là nhớ bạn cũng người. Sắp tiêu tán ngự thú linh thần đi tới, cười nói, ngươi cũng không cần như vậy tâm trạng, sự việc không tính là gay gâu. Tiêu diêu thần quân các người bọn họ một mực đang khổ cực chống đỡ, tiêu tán cũng bất quá là sớm muộn chuyện. Thần của bọn họ nể tình một khắc cuối cùng làm chuyện có ý nghĩa nhất tình. Diệp Thần gật đầu, mới vừa muốn nói cái gì, ngự thú linh thần tiếp tục nói, còn như vậy ba vị kim Phật, ngươi chẳng lẽ quên bên trong cơ thể ngươi còn có bọn họ ba người xá lợi tử. Chỉ cần xá lợi tử vẫn còn ở, ba vị kim Phật cho dù chết trận, vậy còn có một tia phục hy vọng sống. Diệp Thần hơi ngẩn ra, vội vàng cảm ứng thân thể. Quả nhiên, xá lợi tử ở trong người tản ra 7 màu ánh sáng. Vô cùng cái sinh mệnh lực. Xá lợi tử là Phật tu căn bản, bọn họ ba người còn có cơ hội, chỉ bất quá ngươi trước trọng tố thân thể thủ đoạn có chút không được. Sau này nếu là có cơ hội, ngươi có thể dùng xá lợi tử làm chất dẫn, là bọn họ đúc ra chân chính trên ý nghĩa kim thân. Diệp Thần có chút kích động. Sự việc quả nhiên không tính là quá tệ cao. Ba vị kim Phật nếu là thật đang ý nghĩa lên đúc ra kim thân, cũng có thể được long trời lỡ đất thay đổi. Tạ ơn sư tôn nhắc nhở. Diệp Thần chắp tay nói. Ngự thú linh thần lắc đầu một cái, ngươi đừng nói chuyện, để cho ta nói, ta nên đem một vài sự việc toàn bộ dặn dò. Lần kế, ngươi thấy ta bản thể, không biết là lúc nào. Diệp Thần gật đầu, con ngươi ngưng trọng. Ngự thú linh thần nhìn một cái hộp kiếm chàng trai mộ bia, nói, ngươi tham gia thăng long thi đấu, sẽ chân chính tiếp xúc tới linh võ đại lục thượng tầng một ít thứ. Ngươi sau này đối mặt nguy cơ, rất lớn. Hồn điện không giống với ngươi trước đối mặt hồn tộc, theo ta biết, hồn điện cực kỳ thần bí. Nhiều năm như vậy, linh võ đại lục rất nhiều thế lực cũng không có thăm dò hồn điện để. Ngoại giới truyền một ít liên quan tới hồn điện sự việc. Cũng không nhất định là thật. Nhưng là ngày hôm nay, có một việc ta xác định, đối với ngươi xuất thủ hồn điện phong môn thần niệm, nổi lên một cái to lớn kế hoạch. Lâm Tuyệt Long không có chết, đổ là một chuyện tốt, hắn là Côn Lôn Hư Huyết Minh và Linh Võ Đại Lục hồn điện môi giới. Nếu như môi giới chết, có thể ngươi cũng không cách nào chạm được luân hồi mộ địa chỗ sâu hơn bí mật. Diệp Thần ngẩn ra, kinh ngạc nói, Lâm Tuyệt Long biết luân hồi mộ địa. Ngự thú linh thần lắc đầu một cái, làm sao có thể? Điều bí mật này, thế gian chỉ có ngươi biết. Vậy sư tôn là ý gì? Diệp Thần có chút nghi ngờ. Ngự thú linh thần ngưng mắt nhìn rất nhiều mộ bia, chậm rãi nói, ngươi chẳng lẽ liền một chút không hiếu kỳ, ngươi luân hồi huyết mạch vì sao ước chừng bị ta tạm thời kích phát một chút xíu, là có thể phòng ấn Lâm Tuyệt Long lực lượng. Phảng phất là khắc tinh vậy. Nói cách khác. Luân hồi huyết mạch có thể trấn áp Lâm Tuyệt Long và hồn điện cái bí mật kia. Từ nơi này liên lạc tới xem, Lâm Tuyệt Long trên người bí mật và ngươi luân hồi huyết mạch, có thể có liên quan nào đó. Còn nữa, lúc ấy kích thích trên mình ngươi luân hồi hơi thở, Lâm Tuyệt Long có một cái chớp mắt như vậy gian biểu thị ra sợ hãi, hắn không biết người bí mật và huyết mạch, chỉ riêng từ hơi thở tới xem, theo bản năng sợ hãi, trong này rất ý vị sâu xa. Có mấy lời. Ta không thể nói nhiều, chính ngươi lĩnh ngộ. Tiếp theo, ngươi nghe cho kỹ. Đi làm 3 sự kiện. Thứ nhất, có cơ hội, đi huyết linh tộc cứu một bộ phận kia Côn Lôn Hư bị kẹt đại năng. Ta đối với luân hồi mộ địa không được rõ, nhưng là ta mơ hồ cảm giác, nhóm người này, có thể là thăng cấp luân hồi mộ địa thời cơ. Khả năng này là ngươi đụng chạm luân hồi mộ địa chỗ sâu bí mật lớn nhất đầu mối. Diệp Thần nghe được câu này. Chân mày vặn thành chữ xuyên. Luân hồi mộ địa còn có một loại hình thức khác. Bất quá cũng đúng, từ thời gian đi lên xem,
và linh vận một năm ước hẹn cùng huyết kiếm môn lần nữa đối với Côn Lôn hư xuất thủ thời gian vừa vặn giống in. Còn dư lại thời gian không nhiều lắm, cái này uy hiếp, phải lau đi. Kiện thứ hai, đi một chuyến Càn Khôn sát vực, băng kiếm ở bên trong bị vây vạn năm, nơi đó tràn đầy cơ duyên và thiên tài địa bảo, sợ rằng hắn đã sớm đột phá đến nào đó kinh người trình độ. Người đắc tội thế lực cường đại quá nhiều, nếu như có hắn ra tay, người biết an toàn hơn. Diệp Thần phát hiện ngự thú linh thần bóng người càng ngày càng mơ hồ, sư tôn, ta rõ ràng. Đúng rồi, sư tôn, ngươi lại bị khốn ở nơi nào? Ngự thú linh thần cười một tiếng, cùng ngươi đi huyết kiếm môn và huyết linh tộc, mới có tư cách biết ta tung tích. Dẫu sao, linh võ đại lục, quá nhiều cường giả, cũng chẳng qua là con rối mà thôi. Chuyện thứ ba, ta mới vừa rồi ngắn ngủi kích hoạt ngươi luân hồi huyết mạch, mặc dù đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng ta vẫn là phát hiện một ít thứ. Ngươi chẳng lẽ không tò mò, vì sao người khác đột phá mau, mà ngươi cơ duyên nghịch thiên, nhưng đột phá như vậy chậm? Diệp Thần nói, ta đại khái biết rõ, luân hồi huyết mạch người tu luyện có thể so với vậy võ giả đột phá khó khăn trên trăm lần, không quá ta bây giờ mặc dù nửa bước hợp nói, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hẳn là nửa bước vận may. Ngự thú linh thần gật đầu một cái, không sai, luân hồi huyết mạch là vạn giới mạnh nhất huyết mạch, nếu mạnh nhất, hắn tự nhiên đối với người yêu cầu cũng là cực lớn. Nếu như không có luân hồi huyết mạch, người cơ duyên và thiên phú, sợ rằng bây giờ đã sớm bước vào tinh khiếu. Bất quá giai đoạn trước khó khăn, nhưng là những chỗ tốt này đều là ở phía sau kỳ, cái gọi là trước đắng sau ngọt đã là như vậy. Ta muốn cùng ngươi không phải nói những thứ này, mà là, ta ở kích hoạt ngươi huyết mạch thời điểm, phát hiện một khối luân hồi huyền bia hơi thở. Hơn nữa cùng ngươi cực kỳ đến gần. Khối này luân hồi huyền bia hoặc là ngay tại bí cảnh bên trong, hoặc là chính là ở bên ngoài. Nghĩ biện pháp đạt được. Nói tới chỗ này, ngự thú linh thần cơ hồ tiêu tán. Nhưng câu nói sau cùng đối với Diệp Thần chấn động quá lớn. Luân hồi huyền bia lại ở vùng lân cận. Trừ tử ngưng thân thể khối kia, đây là khối thứ hai. Đúng rồi, đồ nhi, Lâm Tuyệt Long bị ngươi phong ấn bộ phận kia năng lực đang trôi qua, mặc dù và ngươi không tính là phù hợp, nhưng là mau sớm luyện hóa, hẳn có thể để cho ngươi lập tức bước vào hợp đạo cảnh. Những lời này sau đó, ngự thú linh thần triệt để biến mất. Diệp Thần trở lại thực tế bên trong, trực tiếp cáo biệt mọi người, đi tới trong bí cảnh xa xôi chi địa. Bầy che đậy trận pháp, toàn lực đột phá. Cái này một đêm, dị tượng liên liên, vô cùng không quá bình. Khủng bố lôi kiếp hạ xuống, chu vi ngàn dặm động đất. Giống như ác mộng chiếm đoạt bí cảnh. Thậm chí bí cảnh vòng ngoài trận pháp cũng xuất hiện vết rách. Tất cả thiên mới nhìn bầu trời dị tượng vô cùng rung động, thậm chí suy đoán có người đột phá tinh khiếu cảnh. Nếu không làm sao có thể xuất hiện dị tượng như thế? Cái này một đêm, ngoại giới. Mở bí cảnh vị kia thanh niên anh Tuấn lần nữa biến sắc, một hớp đỏ bừng máu tươi khạc ra. Thương thế nặng hơn. Tại chỗ rất nhiều thế lực sắc mặt đại biến. Không biết trong bí cảnh chuyện gì xảy ra. Cái dạng gì người có thể đối với bí cảnh tạo thành như vậy cắn trả? Cái này nhất định là một cái mê hoặc không giải trừ. Một ngày sau, Diệp Thần mở mắt ra, hắn luyện hóa phong ấn lực lượng, đã bước vào hợp đạo cảnh. Hơn nữa là hợp đạo cảnh tầng 2 thiên. Thu hoạch cực lớn. Diệp Thần trở lại đỉnh núi, nhìn mọi người vẫn còn ở chữa thương, khẽ mỉm cười, vậy ngồi xếp bằng. Đột nhiên, Diệp Thần như có cảm ứng. Mở hai mắt ra, hướng trời cao bên trong nhìn lại. Những thứ khác mấy người vậy lần lượt mở hai mắt ra, hướng không trung nhìn, chỉ gặp trời cao bên trong, một hồi quỷ dị chập chờn truyền tới, rồi sau đó, một cái màu trắng quang động trên không trung hiện lên, một đạo nửa trong suốt nhân tính hư ảnh, từ trắng động bên trong đi ra. Hư ảnh kia vừa hiện thân, Diệp Thần các người, đều là hơi biến sắc mặt, hư ảnh kia mơ hồ một phiến, để cho người không thấy rõ. Nhưng là, hắn một đôi mắt, nhưng linh động cực kỳ, tràn đầy kỳ diệu thần vận. Đáng sợ hơn là, hư ảnh này cả người, đều tràn đầy một cổ quy luật lực, tựa như, hư ảnh này, chính là cái này bí cảnh bản thân vậy. Chắc hẳn, đây chính là vậy đất lành giới linh. Ở nơi này bí cảnh bên trong, cho dù là thông thiên tồn tại, cũng chưa chắc có thể hàng phục cái này giới linh hư ảnh.
Giới khéo léo ánh mắt, từ trên người mọi người đảo qua một cái, tất cả mọi người, cũng sinh ra một loại bị ánh mắt hắn xuyên thủng cảm giác, trừ Diệp Thần ra, những người khác, cũng không khỏi khẩn trương, bọn họ biết, giới linh đây là đang nhìn kỹ người thừa kế. Đây chính là, quan hệ đến một cái cường giả truyền thừa à. Vậy giới khéo léo ánh mắt, rơi vào Diệp Thần trên mình, linh động trong mắt bên trong, xuất hiện một tia kinh người vẻ. Mặc dù ác ma mắt ngủ say, nhưng là Diệp Thần trên mình rõ ràng còn có một tia ác ma mắt hơi thở. Người khác phát hiện không được, nhưng là không có nghĩa là giới linh không biết. Giới linh trực tiếp dùng thuật pháp che đậy mọi người cảm giác, đi tới Diệp Thần trước người. Bái kiến ma đế. Diệp Thần vậy lười được hủy bỏ, nói thẳng, người đây là lựa chọn truyền thừa. Ừ, giới linh nói. Một giây kế tiếp, Diệp Thần liền cảm giác đầu óc có một cổ tin tức lưu phun trào. Đại khái là truyền thừa nội dung. Diệp Thần lắc đầu một cái, hắn phát hiện ma linh tử lưu lại truyền thừa cũng không thích hợp mình. Huống chi hắn có luân hồi mộ địa, đối với ma linh tử truyền thừa ngược lại không phải là rất quan tâm. Hắn nghĩ tới điều gì nhìn về phía Duẫn Mính, nói cho nàng đi, nàng hẳn là thích hợp nhất. Giới linh nhìn một cái Duẫn Mính, trực tiếp gật đầu. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, lại nói, người có biết ma linh tử để cho người đuổi giết bảo bối, rốt cuộc là cái gì? Giới linh lắc đầu, không nói gì. Diệp Thần có chút thất lạc, hắn còn tưởng rằng là luân hồi huyền bia. Không sao. Giới linh lại trở về vị trí cũ. Bởi vì giới linh ánh mắt ở Diệp Thần trên mình dừng lại một đoạn thời gian, những thứ khác mấy người tim vậy xách lên, cũng không khỏi nghĩ đến, xem như vậy, chẳng lẽ, giới linh muốn chọn Diệp Thần sao? Nhưng mà, lại qua một lát, giới linh, rốt cuộc hay là đem ánh mắt từ Diệp Thần trên mình rời đi, nhìn về phía những người khác. Giới linh đem tất cả mọi người xem kỹ một lần sau đó, đột nhiên đưa ngón tay ra, hướng về phía một người trong đó, xa xa một chút. Vậy trên người hiện ra một đạo ánh sáng màu trắng choáng váng, lại dẫn lĩnh nàng, hướng trời cao bên trong bay đi. Người này, lại là trừ Diệp Thần trở ra, tu vi thấp nhất Duẫn Mính. Duẫn Mính sững sốt một chút, mặc dù mặt nạ che mặt không thấy rõ diễn cảm, nhưng là, vẻ đẹp của nàng mâu bên trong, hiển nhiên toát ra vẻ vui mừng. Cho dù nàng là Huyền Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng lão sủng ái cháu gái, vậy rất khó đạt được một phần đại năng truyền thừa à. Những thứ khác mấy người, chính là cười khổ lắc đầu một cái, đặc biệt là Cơ Huyền, một phen khổ cực xuống, thiếu chút nữa bỏ mạng ở Lâm Tuyệt Long trong tay, cuối cùng, ngược lại tác thành nhưng là Duẫn Mính. Dẫu sao, mặc dù truyền thừa trình độ nhất định, là xem tư chất, nhưng là thích hợp độ vậy là rất trọng yếu. Cơ Huyền, Hình Tử Đường, thậm chí là thiên linh tư chất, đều phải vượt qua Duẫn Mính, nhưng là, hiển nhiên Duẫn Mính thể chất, thích hợp nhất ma linh tử truyền thừa. Bất quá, Cơ Huyền cũng là lòng dạ rộng rãi người, ngược lại không đến nổi, vì vậy đối với Duẫn Mính có cái gì không ưa, hơn nữa, mặc dù không nguyên vẹn, hắn vẫn là lấy được bộ phận truyền thừa. Nhưng mà, mọi người ở đây cảm thấy Duẫn Mính trở thành người thừa kế, hết thảy thì phải lúc kết thúc, dị biến phát sinh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 94.